Triệu Quốc Đống về văn phòng không khỏi nhíu mày. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đúng là không dễ. Lãnh đạo chủ yếu dặn, anh phải nghĩ hết nước hết cái đi làm theo. Đối phương không cần biết khó xử của anh, đương nhiên không có khó xử thì cũng không cần giao việc cho anh. Chuyện hợp logic thì ai chẳng làm được, còn cần anh làm trưởng ban tổ chức cán bộ làm gì. Chỉ là vấn đề lần này đúng là rất khó khăn. Thái Chánh Dương đang thử giới hạn của Đào Hòa Khiêm, hay là cho rằng Đào Hòa Khiêm sẽ không vì vậy mà trở mặt. Triệu Quốc Đống không cho rằng đây là cách làm tốt nhất. Anh có thể dùng cách khác để từng bước phát huy sức ảnh hưởng của mình chứ không cần thoáng cái đẩy vấn đề lên mức cao nhất, như vậy rất mạo hiểm. Mà đây là quyết định không sáng suốt đối với một bí thư tỉnh ủy. Quyền 17, chương 73. Một hình đầu người ngẩn ra nhưng Triệu Quốc Đống không muốn để ý tới đối phương. Nick bạn trên QQ này được add vào khi hắn còn ở Ninh Lăng. Cô gái này lúc ấy là sinh viên Đại học Côn Châu, bây giờ nghe nói công tác ở một cơ quan nhà nước nào đó, nhưng cụ thể ở đâu thì đối phương không nói rõ. Tất nhiên là đối phương cũng không tin Triệu Quốc Đống đã tới Điền Nam làm luật sư. Mạng muốn bịa chuyện thế nào cũng được nhưng một khi dính tới sự thật thì không có bao người muốn bộc lộ chuyện thật của mình. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết đối phương là nữ, cũng chỉ biết học ở một trường đại học Điền Nam, bây giờ đã tốt nghiệp và đi làm. Sau khi tới Côn Châu làm việc, ngoài các bữa ăn bắt buộc ra, thời gian nghỉ còn lại Triệu Quốc Đống dành cho máy tính, tốc độ gõ cũng có thể dễ dàng đạt được 30 chữ trên phút. Nói chuyện trên QQ, chơi game, còn xem phim. Đương nhiên Triệu Quốc Đống còn không đến mức tìm kiếm phim AV trên mạng. Mặc dù trong lòng hắn có lẽ thích xem nhưng tự tôn lại không cho phép hắn làm như vậy. Mấy thứ trên mạng có thể để hắn nhanh chóng giết thời gian. QQ là phương tiện xã giao tốt nhất trên mạng Trung Quốc, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng thích cái này. Dù sao trên mạng không ai biết mình là ai, mọi người đều công bằng như nhau. Triệu Quốc Đống không tham gia vào nhiều nhóm QQ trên mạng, một là nhóm Côn Châu, chủ yếu đều là những người thích mạng và thích trò chuyện, chủ yếu giới thiệu phong cảnh, địa lý của Điền Nam. Triệu Quốc Đống thường xuyên vào đó để tìm hiểu nhân tình thế thái Điền Nam, nhưng hắn rất ít lên tiếng nói chuyện. Cùng lắm hắn chỉ đưa mấy bức ảnh về Ninh Lăng lên coi như đóng góp cho sự tuyên truyền ngành du lịch Ninh Lăng. Còn có một diễn đàn là diễn đàn sinh viên Đại học Điền Nam. Lúc trước trong lúc vô tình hắn nghe một cán bộ ở trụ sở tỉnh ủy nói chuyện với bạn, bảo y rảnh rỗi có thể lên diễn đàn nói chuyện. Vì thế hắn âm thầm ghi nhớ sau đó ghi danh, mấy lần đầu còn bị từ chối và yêu cầu hắn cung cấp tên khóa học, tên lớp học, phải được kiểm chứng. Sau đó không biết thành viên quản lý diễn đàn nào không khảo sát đã từ bi đồng ý cho y gia nhập, vì thế Triệu Quốc Đống đã thành một thành viên của diễn đàn này. Nếu nói cái đầu thuần túy chỉ là sở thích, cái thứ hai là do cơ hội ngẫu nhiên mà tham gia. Trong diễn đàn thứ hai có một bộ phận là cán bộ đang công tác ở cơ quan nhà nước Điền Nam hoặc là các công ty nhà nước. Diễn đàn này khá tích cực, có một bộ phận phần tử thích thảo luận cục diện chính trị của Điền Nam. Điều này làm Triệu Quốc Đống cũng đạt được một con đường có thể dùng góc độ người xem mà hiểu rõ tình hình xã hội, dân ý. Mặc dù trên diễn đàn chưa chắc có thể phản ánh tình hình một cách chân thực nhưng Triệu Quốc Đống luôn có thể dựa vào các tin tức mình nắm giữ sau đó so sánh với những dư luận trên diễn đàn, hai bên kết hợp khiến hắn hiểu rõ đại khái tình hình. Việc này làm Triệu Quốc Đống vui vẻ ít nhất có thêm một con đường để mình phân tích. Ví dụ như việc Ngô Nguyên Tể làm bí thư thị ủy Côn Châu cùng với Trương Quốc Phú đến làm bí thư thị ủy Chiêu Đà tạo thành tiếng vang gì. Người trên diễn đàn có ấn tượng ra sao về hai vị bí thư này? Đường sắt Điền Quế tạo tiếng vang gì? Thủ tướng đến Điền Nam khảo sát đã khiến sự tranh cãi khai thác dòng Nộ Giang ra sao? Hắn có thể thông qua con đường này để biết ý kiến của mọi người, nhất là trên mạng rất nhiều thứ càng khách quan, trực quan hơn. Chỉ cần có thời gian là Triệu Quốc Đống sẽ lên mạng ngồi một lát. Sau đó đọc xem trên diễn đàn đang tập trung thảo luận vấn đề gì. Theo hắn thấy cách tìm hiểu ý dân này nếu như kết hợp với những tin tức thu được thì mình càng dễ phân tích tình hình một cách khách quan hơn. Hình đầu người không ngừng nhảy lên làm Triệu Quốc Đống khá phiền. Người này hai ngày nay liên tục nhắn tin cho hắn, nói đủ thứ ông trời không công bằng, không ngừng nguyền rủa, Triệu Quốc Đống nghe cũng thấy khó chịu. Hắn hỏi đối phương là ai chọc cô, đối phương lại không muốn nói nhiều, chỉ đáp xã hội không công bằng, bất công. Sau đó Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến cô ta. Nhưng đầu người hôm nay khá chói mắt, không ngừng nhấp nháy, Triệu Quốc Đống không nhịn được tiện tay kích vào đối phương. Ô nói chuyện nhảy ra, đối phương liên tiếp đưa ra các câu hỏi. Anh tại sao lên mạng mà không nói gì? Tại sao không đáp lời tôi? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, đám người trên mạng đúng là nhiều lúc hơi phiền.
trên mạng nói gì cũng không phải chịu hậu quả pháp luật nên khá buông lỏng, hò hét thế nào cũng được. Triệu Quốc Đống tiện tay gõ mấy câu, đối phương nhận được câu trả lời nhưng không đáp lại, một lúc sau mới gõ lại không có việc gì, đã qua rồi. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, lúc trước không ngừng gọi mình, bây giờ lại không nói gì. Chẳng qua phụ nữ là loại động vật hay thay đổi tâm trạng, Triệu Quốc Đống không thèm để ý nên không quản nhiều. Hắn lên diễn đàn tìm kiếm mấy tin tức để đọc, một diễn đàn địa phương tên là Khúc Châu Phong Nguyệt có tin tức làm Triệu Quốc Đống hứng thú. Tin tức do một người tên Khúc Châu, điếu ông phát ra, chủ yếu nói về việc quan thương quận Khúc Khê, Khúc Châu cấu kết. Khu du lịch suối nước nóng Thiên Bảo nổi tiếng và khảo sát Thiên Bảo bị nhà kinh doanh từ bên ngoài nhận mà không có ràng buộc gì, việc này làm tài sản quốc gia tổn thất lớn. Lãnh đạo địa phương lừa trên dối dưới, nhân viên khách sạn phản ánh tình hình không có cửa. Mặc dù tiêu đề bài viết khá mờ mịt nhưng những bài trả lời sau đó khá sắc bén, đông một câu, tây một câu đã lộ ra không ít nội tình, mục tiêu nhằm thẳng vào lãnh đạo chủ yếu quận Khúc Khê có chuyện. Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng với bí thư quận ủy Khúc Khê, Chu Ứng Bảo. Vị bí thư quận ủy này vốn được thị ủy Khúc Châu báo lên làm phó thị trưởng Khúc Châu. Lúc Triệu Quốc Đống tới Khúc Khê khảo sát cũng đã tiếp xúc với Chu Ứng Bảo. Chu Ứng Bảo này là người khôn khéo, có năng lực, là người cầm quyền tuyệt đối ở Khúc Khê. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt về người này. Ở cấp cơ sở, làm bí thư huyện ủy cứng rắn một chút cũng không phải khuyết điểm gì, nếu có thể nắm bắt được chừng mực thì đó sẽ là ưu điểm. Đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Lúc hắn làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm và bí thư quận ủy Tây Giang cũng có phong cách này cho nên luôn có ấn tượng tốt đối với bí thư quận, huyện cũng có tính cách như vậy. Một bí thư quận, huyện sợ đầu sợ đuôi, thiếu quyết đoán chỉ biết đánh mất cơ hội phát triển, bất lợi cho việc dẫn dắt kinh tế xã hội một nơi phát triển. Triệu Quốc Đống nhớ lúc hắn tới Khúc Châu khảo sát, bên Khúc Châu còn muốn tuyên truyền việc bán khách sạn Thiên Bảo là thành công lớn trong công tác thu hút đầu tư, cho rằng đã giải quyết được vấn đề một công ty nhà nước thua lỗ quá lâu, nhân viên công ty sẽ được bố trí thỏa đáng, xã hội phản ánh tình hình tốt đẹp, mà người mua cũng hứa sẽ tăng cường đầu tư cải tạo khách sạn Thiên Bảo, biến khách sạn Thiên Bảo thành khách sạn 4 sao, đồng thời cũng khai thác suối nước nóng Thiên Bảo, biến đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lớn của tỉnh Điền Nam. Triệu Quốc Đống nhớ mình lúc ấy còn chuyên môn gặp nhân viên khách sạn Thiên Bảo, các đại diện nhân viên đều đầy tin tưởng vào tương lai của khách sạn Thiên Bảo. Lúc ấy hắn nói chuyện với bọn họ thì thấy không giống đang giả vờ. Hắn còn thấy Khúc Châu làm tốt công việc cho nhân viên của các công ty nhà nước được thu mua, đây là điển hình. Không ngờ trên mạng lại truyền tin tức như vậy, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hoang mang. Không thể nói tin trên mạng nhất định là thật nhưng trực giác nói cho Triệu Quốc Đống biết việc chuyển nhượng khách sạn Thiên Bảo có vấn đề. Theo trình tự thì nên lấy hình thức đấu giá, nhưng việc chuyển nhượng khách sạn Thiên Bảo do tính tới số nợ quá lớn, gánh nặng giải quyết số nhân viên cũng lớn nên mấy lần chuẩn bị đấu thầu không có ai đăng ký. Cuối cùng có một nhà đầu tư đến nhận mua toàn bộ, xem ra đúng là hơi lạ. Mà lúc đó Triệu Quốc Đống nghe giới thiệu xử lý suối nước nóng Thiên Bảo cũng khá hàm hồ. Bởi vì lúc ấy Triệu Quốc Đống điều tra chủ yếu là công tác tổ chức cơ sở. Khách sạn Thiên Bảo bán cho công ty tư nhân không làm hắn quan tâm cho lắm. Vì thế hắn không để ý nhiều. Kết hợp tin tức trên mạng, Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy khách sạn Thiên Bảo này đúng là đã tồn tại một ít vấn đề, có lẽ mình cần nói chuyện với bên ủy ban kỷ luật. Chẳng qua loại chuyện này hắn nhúng tay vào có phải là tay hơi dài một chút không? Nếu như không có vấn đề không chừng sẽ có người nói này nói kia sau lưng mình. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, cô gái vừa nãy nói chuyện với mình không phải người Khúc Châu sao? Không biết cô ta có biết tình hình gì không? Quyển 17, chương 74. Thuận tay nháy đối phương, Triệu Quốc Đống ra vẻ tùy ý gõ vài chữ hỏi thăm. Cô bé Khúc Châu, nghe nói suối nước nóng Thiên Bảo, Khúc Châu rất nổi tiếng. Lúc nào mời tôi đi hưởng thụ một chút? Cút, suối nước nóng Thiên Bảo bao giờ đến lượt anh hưởng thụ? Đó là thiên đường của quan chức, người có tiền. Người nghèo chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Đối phương nhanh chóng gõ chữ. Thời này thứ gì tốt đều bị đám quan chức chó má lấy cho người rồi. Sao, bán suối nước nóng rồi sao? Triệu Quốc Đống vừa nghe liền cảm thấy có trò nên cẩn thận dẫn dụ đối phương. Hừ, đâu chỉ có bán, đó là nửa bán nửa tặng, không, nói thế là còn quá. Hừ, một đám quan lại xấu xa, không biết trên tỉnh trợn mắt làm gì. Còn để vị trí cho đám quan chức Khúc Châu nữa chứ, mặc cho bọn họ ở đó hút xương hút tủy bỏ vào túi mình. Chữ gõ rất nhanh chứng tỏ đối phương đang tức giận, cô thậm chí còn gõ ra một hai lỗi chính tả,
đây là điều hiếm thấy. Ít nhất Triệu Quốc Đống nói chuyện với cô ít khi thấy hiện tượng này. Không phải chứ, tôi nghe nói bên Khúc Châu phát triển rất nhanh, nói rõ quan Khúc Châu còn có chút năng lực mà. Triệu Quốc Đống không hề hoang mang gõ chữ. Tôi nhận một vụ án kiểm tra, nghe đương sự nói kinh tế Khúc Châu rất tích cực, an ninh trật tự tốt, kinh doanh ở đó khá thuận lợi. Hừ, vậy anh là mèo mù vớ được cá rán, nếu không người kia có quan hệ với bên chính quyền nên nói tốt cho bọn họ. Khách sạn Thiên Bảo bán bao tiền anh biết không? Xử lý nhân viên cũ thế nào? Vừa bán đi liền không hề quản, tìm chính quyền vô số lần nhưng chính quyền bảo hỏi nhà đầu tư, tìm nhà đầu tư thì nhà đầu tư đuổi về, bọn họ cũng thu mua mấy người cầm đầu nên ai còn dám nói gì? Dân chúng muốn đấu với đám quan và thương nhân cấu kết là không thể. Cô sao biết rõ như vậy? Chẳng lẽ trong nhà cô cũng bị thu mua? Triệu Quốc Đống càng khó hiểu. Lúc trước ở diễn đàn Khúc Châu kia tuy nói chuyện này nhưng phần lớn đều không nói rõ, chỉ suy đoán là nhiều, không biết chi tiết như cô gái này. Cút. Từ này là từ được cô gái Khúc Châu dùng nhiều nhất, Triệu Quốc Đống đã quen chẳng qua hắn vẫn đợi câu viết tiếp theo của cô. Nhưng đợi khá lâu không thấy cô gái nói, Triệu Quốc Đống nhìn lại hóa ra đối phương đã thoát. Triệu Quốc Đống một lần nữa vào diễn đàn Khúc Châu Phong Nguyệt, cố ý viết mấy câu trêu chọc ở bài viết kia. Mặc dù cũng có người ầm ĩ kêu lên nhưng lộ ra không bao ý gì mới, vẫn cực hạn là khách sạn Thiên Bảo là tài sản đáng giá lại bị làm thành công ty thua lỗ, sau đó bán gian lận. Mà nhà đầu tư không đờ nghi ngờ là có lai lịch lớn. Triệu Quốc Đống không phải thanh niên mới ra xã hội, không phải loại người nghe thấy gió chính là mưa nhưng nhiều năm ở quan trọng làm hắn cảm nhận đủ loại u ám. Hắn không xa lạ với việc này. Ví dụ như ba người nổi tiếng ở Hoài Khánh, Khổng Kính Nguyên gan to hơn trời. Hoàng Lăng nhiều tay, hắn cũng rất có hứng thú tìm hiểu mấy điều này. Mặc dù chưa chắc có thể hiểu rõ như nhân viên phá án nhưng các thủ đoạn về cơ bản không giấu được hắn. Đương nhiên hắn cũng không đến mức luôn đeo kính mắt nhìn người. Khúc Châu có tốc độ phát triển nhanh, có thể nói kinh tế tư nhân tích cực không thua gì Côn Châu. Chẳng qua Côn Châu là tỉnh thành nên có ưu thế mà Khúc Châu không thể so sánh vì thế kinh tế Khúc Châu phát triển chậm hơn Côn Châu. Nhưng rất nhiều người đều phải thừa nhận Khúc Châu có quỹ tích phát triển kinh tế riêng, nhất là thực lực kinh tế tư nhân lại càng đứng đầu tỉnh Điền Nam. Đây cũng là nguyên nhân tại sao biết rõ đây là nơi thế lực Trương Đào nắm ưu thế tuyệt đối mà Thái Chánh Dương lại không muốn điều chỉnh. Đứng ở góc độ chính trị ra thì tất cả ân oán cá nhân phải phục tùng lợi ích chính trị. Một người vô năng hoặc là sẽ tạo tổn hại về lợi ích chính trị của mình thì dù là bạn bè chí thân cũng sẽ bị bỏ qua. Mà một người có thể mang lại lợi ích chính trị cho mình thì dù là tình cảm không thích cũng không ảnh hưởng đến việc phân công công việc của y. Nhưng bây giờ xem ra Khúc Châu cũng không phải chỉ sáng như mọi người thấy. Tình hình an ninh trật tự ở Khúc Châu có thể nói là phức tạp nhất Điền Nam. Nó không chỉ giới hạn ở vấn đề buôn bán ma túy, mà còn do các thế lực xã hội đen hoành hành. Điểm này ngay cả Bí thư Đảng ủy Chính pháp tỉnh Tôn Tiến đã nói qua trong một hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Không biết Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc có chú ý đến điểm này không? Tôn Tiến chỉ nói qua mà thôi, cũng không có nói mãi cho nên Triệu Quốc Đống lúc ấy cũng chỉ là nghe. Chỉ là hắn xuất thân công an nên khá mẫn cảm với vấn đề này. Hắn đến Khúc Châu khảo sát cũng không có cơ hội tiếp xúc với phương diện này. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ đi khảo sát, hắn cũng không tiện thò tay quá dài, chạm đến vấn đề an ninh trật tự rất dễ tạo hiểu lầm. Nhưng bây giờ xem ra sự phát triển vinh quang của Khúc Châu đã che lấp nhiều mặt âm u, đây thậm chí có thể liên quan đến lãnh đạo chủ yếu. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy lo lắng. Chỉ dựa vào mấy thứ này đương nhiên không đủ để nói rõ vấn đề, nhưng nếu biết được thì Triệu Quốc Đống cũng định làm gì đó. Hắn không thể thản nhiên đối mặt thứ xảy ra trước mặt mình. Có năng lực mà không làm thì sẽ thẹn với lương tâm của mình. Khi Triệu Quốc Đống giao nhiệm vụ này cho Phương Dạ Bạch, Phương Dạ Bạch không nhịn được nhíu mày. Trưởng ban Triệu, đây dù như thế nào cũng không phải công việc của ban tổ chức cán bộ chúng ta mới đúng. Không sai, tôi có nhiều bạn bên Khúc Châu, nhưng việc này không đến lượt chúng ta làm. Ủy ban kỷ luật viện kiểm sát, thậm chí sở công an, chỉ cần ngài nói đầu mối hoặc là phản ánh tình hình là được, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận điều tra. Phương Dạ Bạch nói không sai, việc này đúng là ban tổ chức cán bộ không nên làm. Chẳng qua nếu nói một chút không liên quan đến ban tổ chức cán bộ cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất bí thư quận ủy Khúc Khê, Chu Ứng Bảo được thị ủy Khúc Châu đề cử làm phó thị trưởng. Việc xác minh Chu Ứng Bảo là do ban tổ chức cán bộ tiến hành. Không, bây giờ tôi mới chỉ nghe đồn đại, còn xa mới nói đến có đầu mối gì hay không.
Chính xác mà nói chỉ là một chút phản ánh, tôi không muốn làm ầm lên, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đợt điều chỉnh nhân sự sắp diễn ra. Anh hiểu chứ? Triệu Quốc Đống nói. Thực tế tôi cũng không yêu cầu anh đi thăm dò như Ủy ban Kỷ luật hoặc Viện Kiểm sát. Tôi chính là muốn anh phát huy một vài quan hệ của mình ở Khúc Châu rồi tiến hành tìm hiểu. Ồ, nói như thế nào nhỉ, ý của tôi là chuyện này coi như thông qua anh để tìm hiểu, sau đó phân tích xem có giống tình huống mà tôi nói với anh không, có vấn đề không. Nếu có thì anh chỉ cần có chút chứng cứ dù ít cũng là đủ rồi. Triệu Quốc Đống nói đầy tính hàm hồ và không xác định, đây là cảm giác của Phương Dạ Bạch. Vị trưởng ban tổ chức cán bộ này sao đột nhiên có hứng thú đến việc chuyển nhượng khách sạn Thiên Bảo, Khúc Châu? Dù là trong đó thật sự có vấn đề vậy cũng là chuyện của Ủy ban Kỷ luật hoặc Viện Kiểm sát tỉnh. Chẳng lẽ thật sự liên quan đến đợt điều chỉnh nhân sự sắp tới? Nhưng hình như nói đợt này Khúc Châu về cơ bản không có điều chỉnh gì mà. Hơn nữa giọng trưởng ban Triệu cũng cho thấy không hy vọng mình lộ chuyện, muốn mình lén điều tra. Trưởng ban Triệu, nếu ngài muốn tôi dùng thân phận của mình đi tìm hiểu sợ là không dễ làm. Nhưng nếu như tôi chỉ đơn thuần dùng góc độ cá nhân tìm hiểu thì không chừng sẽ tạo thành nghi kỵ không cần thiết. Bạn là bạn, gặp việc này bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ xảy ra chuyện ở đâu. Phương Dạ Bạch có chút buồn bực gãi đầu nói, đây đúng là việc khó giải quyết. Nếu không khó khăn thì tôi tìm anh làm gì? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Văn phòng nghiên cứu không làm việc này, Phương Dạ Bạch chỉ có thể thầm oán trong lòng. Được rồi trưởng ban Triệu, tôi chỉ có thể thử nhưng không dám chắc. Anh chú ý một điểm, tôi không cần bao nhiêu chứng cứ, chỉ cần một điểm là đủ rồi. Chuyện sau đó là của Ủy ban Kỷ luật hoặc Viện Kiểm sát. Còn một điều anh phải nhớ đây không có nghĩa là thay mặt ban, chú ý phương pháp. Triệu Quốc Đống dặn. Phương Dạ Bạch không nhịn được nhìn lại Triệu Quốc Đống. Y sớm biết sẽ có kết quả này. Dùng thân phận cá nhân đi tìm hiểu, nếu không phải mình đã làm mấy năm ở Khúc Châu, quan hệ rộng, bạn học, đồng nghiệp không ít thì y đúng là không dám nhận việc này. Y đương nhiên biết Khúc Châu là bến tàu của ai. Mà Triệu Quốc Đống lúc này bảo mình đi tìm hiểu chẳng lẽ chỉ nhằm vào mình Chu Ứng Bảo ư? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Quyển 17, chương 75. Tính giỏi thật. Phương Đức Khuê cười nói. Đức Dậu, vị trưởng ban Triệu này đúng là có thủ đoạn. Người mới 35 tuổi mà có tâm kế và tâm tư như vậy, không biết đây là phúc hay họa cho nhà ta. Nói như vậy chẳng lẽ Bí Thư Thái thật sự muốn ra tay với Khúc Châu? Phương Đức Dậu vuốt vuốt mấy sợi râu dưới cằm, làm ở hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân mấy năm, y cũng tạo ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bảo sao ai cũng nói hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân chính là nơi tu tiên, dưỡng đạo. Bây giờ còn chưa dễ nói, lúc trước không phải nói Khúc Châu không có điều chỉnh gì ư. Phương Đức Khuê nhíu mày nói, theo lý thuyết Thái Chánh Dương mong ổn định sẽ không nhằm vào Khúc Châu mới đúng. Khúc Châu mặc dù hơi loạn chút nhưng ít nhất vẫn là điểm sáng trong nền kinh tế Điền Nam. Nhưng Triệu Quốc Đống bảo Dạ Bạch nhà ta làm vậy là có ý gì? Em cũng không rõ, Triệu Quốc Đống sẽ không tự chủ trương làm vậy chứ? Phương Đức Dậu cũng không nhìn rõ vấn đề trong đấy. Y ở hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân không có nghĩa là không để ý chuyện bên ngoài. Uy thế và thủ đoạn của Thái Chánh Dương đã dần lộ ra trong năm nay. Y dùng Triệu Quốc Đống làm quân tiên phong để phá vỡ thế liên minh Trương Đào. Ừ, việc này không có khả năng. Người như Triệu Quốc Đống chẳng lẽ không biết đại cuộc ư? Phương Đức Khuê quả quyết lắc đầu. Người không biết đại cuộc thì sao có thể ngồi ổn trên ghế trưởng ban tổ chức cán bộ? Nhưng biểu hiện bây giờ đúng là nằm ngoài suy đoán của bọn họ. Đào, Trương nắm giữ vững vàng chính trường Khúc Châu, hơn nữa hai năm qua Khúc Châu phát triển khá nhanh. Tỉnh nếu muốn điều chỉnh nhân sự Khúc Châu cũng phải suy nghĩ đến đại cuộc Khúc Châu, không thể vì nguyên nhân nhỏ mà mất lớn. Thái Chánh Dương làm bí thư tỉnh ủy cũng không thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu thay đổi không chừng sẽ làm cho sự phát triển Khúc Châu bị ảnh hưởng. Vậy hắn bảo Dạ Bạch đi làm vậy là có ý gì? Không phải bảo Dạ Bạch nhà ta làm pháo hôi đó chứ? Phương Đức Dậu rất khó hiểu. Đầu chú vào nước à, Triệu Quốc Đống dùng đến chiêu này thì hắn được gì tốt? Hắn nhất định muốn mượn chút sức ảnh hưởng của nhà ta, từ lời của Dạ Bạch thì cũng có thể nghĩ ra. Khúc Châu mấy năm nay nhìn như một thùng kín, nhà ta vốn có chút quan hệ ở Khúc Châu, nếu bọn họ thật sự muốn đâm thủng cái thùng đó thì đây cũng là cơ hội. Nhưng cơ hội này cũng rất mạo hiểm, có đáng mạo hiểm như vậy hay không cũng cần suy nghĩ. Phương Đức Dậu không để ý câu mắng của người anh, y bây giờ đang suy nghĩ xem con mình sẽ đạt được gì nếu cuộc đấu diễn ra.
Phương gia bây giờ đã không có bao người có tiếng nói cứng tại Điền Nam, hầu hết đều chỉ là người yếu kém. Thời huy hoàng của Phương gia đã qua đi, cùng với việc Phương gia suy yếu, nếu Dạ Bạch không thể bắt cơ hội này để đánh cuộc thì thật sự rất đáng tiếc. Nhưng ông anh nói đúng, cơ hội này rất mạo hiểm. Phương Đức Khuê trừng mắt nhìn Phương Đức Dậu. Chuyện khảo sát thiên bảo khiến người oán, trời tức, không ít người đã nhắc đến trước mặt anh. Hai cấp ở Khúc Châu cũng có phản ứng mạnh, cô Anh Hải cùng Dương Minh Cử, Chu Ứng Bảo đè được chuyện này xuống, vậy một mình Dạ Bạch đến đó có thể làm được gì? Chỉ sợ bọn họ sớm nghĩ xong đối sách, quét dọn sạch sẽ, không chừng còn để lửa thiêu tới Dạ Bạch và đốt lên người Phương gia. Triệu Quốc Đống nhất định là có ý đồ, chủ yếu là chúng ta không biết rõ ý đồ của hắn. Nếu hắn thật sự hạ quyết tâm phá vỡ cục diện Khúc Châu thì chúng ta thật ra không thể buông tha cơ hội này. Đại ca nói đúng, chủ yếu nằm ở chỗ mục đích thật sự của Triệu Quốc Đống. Nếu chỉ nhắc nhở Đào Trương thì Dạ Bạch bán mạng sẽ vô ích. Chỉ cần tìm chút gì đó giao cho hắn, nếu hắn thật sự có khí phách tra rõ việc này thì không phải không có cách. Một việc lớn như vậy vừa xảy ra, nếu muốn tìm chứng cứ không phải dễ sao? Với quan hệ của Phương gia chúng ta chẳng lẽ nói còn không tìm được chút chứng cứ nào sao? Phương Đức Dậu nở nụ cười chứng minh y khá chú trọng việc này. Phương Đức Khuê khẽ thở dài một tiếng, y biết tính cách cứu em mình. Việc này cũng khó trách, Phương gia sau giai đoạn huy hoàng giờ đang xuống dốc. Mình lại chỉ có hai con gái, hai con rể không làm chính trị. Chỉ có Dạ Bạch coi như có chút trụ cột, lúc trước mình tìm mọi cách đưa nó đến ban tổ chức cán bộ chính là muốn mượn vầng hào quang của Cao Vĩnh Khôn. Nhưng không ngờ Cao Vĩnh Khôn lui quá nhanh, Dạ Bạch còn chưa làm đến cấp chính huyện. Đến khi Triệu Quốc Đống tới, không biết sao hắn lại thích Dạ Bạch, chỉ trong mấy tháng Dạ Bạch đã làm chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu. Triệu Quốc Đống đánh giá cao Phương Dạ Bạch không hoàn toàn do chút sức ảnh hưởng của Phương gia. Phương Đức Khuê bây giờ cũng không đoán được sao Triệu Quốc Đống lại nhìn chúng Phương Dạ Bạch. Đương nhiên cũng có thể do một chút nhân tố trong đó, nhưng tóm lại đây là việc tốt. Mà lúc này Triệu Quốc Đống dám can đảm giao việc kia cho Dạ Bạch đủ thấy hắn coi trọng Dạ Bạch như thế nào. Thành công thường là tìm được trong nguy hiểm, lời này chưa bao giờ sao. Nếu Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống thật sự muốn động Khúc Châu, vậy đó sẽ là cơ hội tuyệt vời. Vậy Dạ Bạch sẽ không gặp vấn đề gì. Có hai người Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đứng đó thì đám người Đào Hòa Khiêm có thể làm gì chứ? Chủ yếu là ý đồ thật sự của Triệu Quốc Đống. Phương Đức Khuê đặt tay lên trán nói. Đại ca, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dạ Bạch đã 37, 38. Nếu không nắm bắt cơ hội này thì sau này muốn tìm cũng chưa chắc có. Phương Đức Dậu trầm giọng nói. Em nghĩ trong lòng Dạ Bạch cũng đã có quyết định, thời cổ vua đối tốt với thần, thần sẽ hết lòng báo đáp. Dạ Bạch không tính là thần nhưng chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn đến Dạ Bạch và Phương gia chúng ta, em nghĩ vấn đề này để Dạ Bạch tự cân nhắc là tốt nhất. Phương Đức Khuê khẽ gật đầu, y thầm than quyết tâm của em trai mình không bao giờ thay đổi, mình thực ra lại lo hơi nhiều. Dạ Bạch không phải là con chim mới rời tổ, Dạ Bạch đã biết phân biệt nặng nhẹ. Kiu Kiu ra khỏi quán trà đã là 11 giờ. Loại công việc lén lút, thần bí này y đã lâu không làm. Trong trí nhớ hình như lúc mình điều tới Viện Kiểm sát Tuyên Uy, Khúc Châu đi điều tra bí mật mới vậy. Chẳng qua hôm nay lấy thân phận cá nhân đi quanh tìm hiểu tình hình đúng là lần đầu tiên. Sự mẫn cảm của vấn đề không cần bác và bố nhắc, Phương Dạ Bạch cũng biết. Y tốt xấu cũng làm vài năm ở Viện Kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật nên biết chừng mực. Bác và bố không nói gì, chỉ bảo mình căn cứ tình hình mình đạt được mà phán đoán. Điều này làm Phương Dạ Bạch lúc đầu còn khó hiểu sau đó coi như hiểu được. Nếu như không có các quan hệ của bác thì mình muốn tìm hiểu rõ tình hình đúng là không thực tế. Có lẽ trưởng ban Triệu sớm nhìn ra điểm này nên mới giao việc đó cho mình. Trưởng ban Triệu đây là đi một bước đã nhìn ba bước. Bảo sao còn trẻ hơn mình 2-3 tuổi đã làm cao như vậy, không có tài năng là không được. Thứ cần tìm coi như đã xong hết, mặc dù cũng không được chứng cứ trực tiếp mấy nhưng ít nhất có mấy thứ này đưa cho Ủy ban Kỷ luật thì bọn họ sẽ hứng thú. Phương Dạ Bạch cuối cùng gặp một người mà Triệu Quốc Đống nói với y đây là cựu nhân viên khách sạn Thiên Bảo, muốn gặp trực tiếp để tìm hiểu tình hình. Y đến quán trà không ngờ đó là một cô gái, đối phương giao cho y vài thứ rồi vội vàng rời đi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Phương Dạ Bạch vừa nhìn thấy là bạn ở Cục Công an thị xã Khúc Châu. Phương Dạ Bạch có chút kinh ngạc, y đến Khúc Châu rất bí mật, không nói với bất cứ ai, hơn nữa y gặp mặt đều là riêng lẻ, chính xác mà nói đây đều là người đáng tin dựa vào quan hệ của bác. Tiểu Bình, sao lại gọi cho tôi vào lúc này? Dạ Bạch, ông có phải đang ở Khúc Châu không?
nếu là thật thì ông mau đi đi, có người đang tìm ông. Đi ngay bây giờ, trốn càng nhanh càng tốt. Phương Dạ Bạch hơi run lên, đây sao giống như trên phim vậy? Khúc Châu mặc dù có tình hình an ninh trật tự phức tạp nhưng y chưa nghe đến mức như thế này mà. Nhưng giọng nói của người bạn kia rất lo lắng, y không biết bạn mình từ đâu nhận được tin nhưng y tin đối phương sẽ không hại mình. Hắn nghiêng người nhìn thì thấy có hai chiếc xe màu đen dừng ở dưới lầu quán trà mình vừa đi ra, có vài tên đàn ông mặt mày hung dữ đi xuống. Tim Phương Dạ Bạch đập rất mạnh, y vội vàng rẽ vào hẻm nhỏ cạnh đó. Y rất quen địa hình Khúc Châu, y từ đầu khác của con hẻm đi ra bắt xe taxi chạy thẳng về Côn Châu. Quyển 17, chương 76. Nghe Phương Dạ Bạch giới thiệu xong tình hình, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Thứ trong tay bây giờ còn không thể nói là hoàn toàn chính xác, nhưng có một điều có thể khẳng định là trong đó rất phức tạp, một khi tìm hiểu hết thì có lẽ sẽ biến thành cơn động đất với quan trường Khúc Châu. Khách sạn Thiên Bảo vốn là nhà khách thị xã, đầu tư bao năm là không hề nhỏ. Khách sạn có vị trí rất đẹp, sao chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi lại rơi thua lỗ nặng nề, hơn nữa còn nhanh chóng bán đi. Một suối nước nóng cách nội thành không quá xa, sau lưng còn có rất nhiều đất đai để dùng, như vậy sao có thể nói kinh doanh không tốt. Hơn nữa vừa chuyển nhượng chính quyền thị xã lại đưa ra quy hoạch nhằm vào đúng khu đất đó tăng giá rất nhanh. Một mình Chu Ứng Bảo rõ ràng không thể là lực lượng chủ đạo trong đó. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nội thành không phải do y là một bí thư quận ủy có thể làm được. Nơi này nếu không có động tác của lãnh đạo chủ yếu Khúc Châu thì không thể tiến hành. Nhưng loại chuyện này căn bản không thể nói gì. Cho anh một tin tức, để anh bảo vệ tốt một nơi sau đó thay đổi quy hoạch để tăng giá khu đất là chuyện quá đơn giản. Triệu Quốc Đống vốn chỉ cảm thấy Khúc Châu có chút vấn đề, có trách nhiệm và nghĩa vụ điều tra một chút, thuận tiện cũng tìm kiếm khả năng điều chỉnh. Nhưng hắn thật không ngờ chuyện này thoáng cái phức tạp như vậy. Nếu thật sự muốn tra rõ, Triệu Quốc Đống cho rằng Ủy ban Kỷ luật tỉnh trong lúc nhất thời cũng không đủ lực lượng, có lẽ còn cần cả Viện Kiểm sát và Sở Công an tham gia cùng mới có kết quả chính thức. Dạ Bạch, thật không ngờ anh đi một chuyến mà mang được quả to về như vậy. Hắc hắc, đúng là nằm ngoài suy đoán của tôi. Triệu Quốc Đống cố gắng làm vẻ mặt mình tự nhiên một chút, chẳng qua vẻ ưu phiền vẫn vây lấy hắn. Trưởng ban Triệu, quả này là ngọt hay đắng bây giờ còn khó nói. Nói thật tôi lúc trước cũng thấy không có gì, loại chuyện này không hiếm thấy. Nhưng khách sạn Thiên Bảo cùng với vị trí mảnh đất sau lưng là rất lớn, chỉ trong 2-3 năm có biến hóa lớn như vậy nếu trong đó không có sự mờ ám thì đánh chết tôi cũng cô tin. Phương Dạ Bạch cũng biết lần này mình coi như mang một quả to về, nhưng quả này có thể khiến Triệu Quốc Đống mang lại gì cũng khó nói. Triệu Quốc Đống gật đầu. Dạ Bạch. Cảm giác của anh rất giống trực giác của tôi. Trong này do quá nhiều dấu vế, nắm giữ quyền lực đúng là tốt, thoáng vận động một chút là có thể có đủ tài nguyên, lại không có sơ sót. Chẳng qua lần này bọn họ làm hơi quá. Phương Dạ Bạch muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống thấy thế liền nói. Sao, có gì không tiện nói ư? Trưởng ban Triệu, tôi cảm thấy dù trong này chúng ta cảm thấy có vấn đề nhưng ngài có thể nói tìm ra chứng cứ gì chứ? Chỉ cần bọn họ không có chuyện khi chuyển nhượng khách sạn thì không sao cả. Phương Dạ Bạch nhún vai. Vậy anh nói với tính cách tham lam của bọn họ thì sẽ không có vấn đề gì khi chuyển nhượng khách sạn sao? Nếu không có vấn đề thì sao các nhân viên vẫn không ngừng kiện cáo dù việc đã được hơn năm? Bọn họ làm sao phải dùng thủ đoạn thu mua một số người cầm đầu kia? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Thói quen khiến những người này thích làm trái pháp luật để thu lợi. Trong đầu bọn họ không có khái niệm dùng con đường bình thường để đạt lợi ích đâu. Phương Dạ Bạch thừa nhận Triệu Quốc Đống nói có lý. Khi những người quen dùng cách tà môn để đạt được thứ mình muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi con đường bình thường. Mỗi một việc, mỗi một thứ bọn họ đều hy vọng bỏ ra ít nhất để đạt được. Vậy ngài định làm gì bây giờ? Phương Dạ Bạch nói. Bây giờ tôi còn chưa thể xác định, chẳng qua tôi có thể nói với anh nhất định không để chuyện này cứ thế chìm đi. Điểm này tôi có thể cam đoan nhưng thông qua con đường nào giải quyết vấn đề này, dùng cách nào thì tôi phải báo cáo với Bí Thư Thái rồi mới xác định được. Triệu Quốc Đống gằn giọng nói. Thái Chánh Dương cũng không nghĩ Triệu Quốc Đống thoáng cái ném cho mình một trái quả đầy gai góc như vậy. Ôm vào tay sẽ đâm vào thịt, đau không ngứa làm mình muốn ném không được, giữ lại cũng không được. Y dành nửa tiếng đọc tài liệu, Triệu Quốc Đống lại dành gần tiếng giới thiệu qua tình hình mình biết. Thái Chánh Dương lúc này mới khép lại tập tài liệu, im lặng không nói. Chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng và dự đoán trước đó. Khi Triệu Quốc Đống báo cáo việc này,
Thái Chánh Dương còn có chút hưng phấn. Khúc Châu do hai người Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc nắm giữ, nếu có thể tiến vào dù là một mắt xích nhỏ để hai người kia có vết dạn đã là tốt. Nhưng y không ngờ thứ mà Triệu Quốc Đống mang tới lại có kết quả như thế này. Khúc Châu là thị xã đứng thứ hai về kinh tế của Điền Nam, tầm quan trọng của Khúc Châu là như thế nào thì ai cũng biết. Nếu nói Thái Chánh Dương không có hứng thú với Khúc Châu là nói dối. Nhưng làm bí thư tỉnh ủy y cần phải cân nhắc toàn cục, sự được mất ở một thị xã đối với y mà nói đã không còn là quan trọng nhất. Khúc Châu nếu có động đất quan trường rồi ảnh hưởng đến sự phát triển của Z thì đó không phải điều Thái Chánh Dương muốn thấy. Khúc Châu là ổ của đối phương, Đức Hồng cùng Khúc Châu không thể so sánh với nhau được. Nếu vấn đề này tung ra sẽ khiến lực lượng đối phương ở Khúc Châu bị thương nặng nhưng Khúc Châu bị chấn động là lẽ tất nhiên. Khúc Châu nhất định có vấn đề hơn nữa, đi đến bước này rồi ỉm chuyện đi là không thể. Thái Chánh Dương cũng không phải người chỉ lo cho lợi ích chính trị mà vứt bỏ nguyên tắc. Bây giờ y cần cân nhắc là làm như thế nào khống chế cục diện, nắm vững điều độ. Tên Triệu Quốc Đống này hay rồi, ném quả gai cho mình, rõ ràng là muốn ủy ban kỷ luật thậm chí bên chính pháp tham gia, hắn thật ra ung dung ngồi nhìn tình hình. Suy nghĩ một chút, Thái Chánh Dương cuối cùng đã hạ quyết tâm. Y bảo thư ký gọi điện cho chủ nhiệm Trử, còn có mời cả kiểm sát trưởng Ngưu ở Viện Kiểm sát tỉnh đến văn phòng tôi. Thấy Thái Chánh Dương sai thư ký như vậy, tảng đá trong lòng Triệu Quốc Đống cuối cùng đã hạ xuống. Công tác bí mật của hắn coi như xong, còn lại giao cho cơ quan chuyên môn đi làm. Không thể nghi ngờ cô Anh Hải cùng Dương Minh Cử nhất định là dính vào, thậm chí còn có nhiều người khác dính vào. Đây sẽ là đợt tẩy trừ quan trường Khúc Châu. Thái Chánh Dương bây giờ chính là cân nhắc các công việc sau đợt tẩy trừ đó. Một khi Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát tham gia với quy mô lớn, tra ra vấn đề như vậy làm thế nào duy trì sự ổn định của Khúc Châu, đảm bảo sự phát triển của Khúc Châu không bị ảnh hưởng quá lớn là điều mà Thái Chánh Dương phải lo lắng. Quốc Đống, chú cảm thấy chú có thể thoát thân sao? Không có việc gì của chú sao? Thái Chánh Dương đột nhiên tức giận nói. Không có, tuyệt đối không có suy nghĩ này. Em đang suy nghĩ nếu Khúc Châu thật sự có chuyện, như vậy chúng ta có phải nên chuẩn bị trước về mặt nhân sự? Tránh cho nếu xuất hiện thay đổi lớn, chúng ta không kịp ứng phó, không tìm ra người thích hợp để thay thế. Triệu Quốc Đống có chút giật mình nói. Chú ở lại, đến lúc đó cùng thương lượng một chút, đầu tiên đặt ra nguyên tắc để Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát lập tổ đi xuống điều tra ngay trong hôm nay. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút và nói. Bên phía Lão Đào, Lão Trương thì anh thấy nên tranh thủ trao đổi trước khi hội nghị thường vụ diễn ra vào ngày mai. Triệu Quốc Đống nói. Thái ca. Sợ rằng hơi gấp, thời gian một ngày có thể làm được gì? Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát dù có hiệu suất làm việc cực cao nhưng một ngày sợ là khó được kết quả gì mấy. Để bọn họ làm việc suốt đêm, cố gắng đạt thành tích lớn nhất. Anh chỉ có thể cho bọn họ một đêm mà thôi. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Y làm sao không biết như vậy là rất gấp nhưng y biết chuyện này có ý nghĩa không bình thường, không thông báo hai vị kia chính là vấn đề thái độ chính trị. Nếu so sánh với sự được mất của Khúc Châu thì đó là khác hẳn nhau. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình thất sách, mình có phải nên giao mấy thứ này cho Trử Liễu trước không? Để Trử Liễu điều tra trước, như vậy Thái Chánh Dương cũng có thể dễ xử lý hơn. Nhưng hắn lại nghĩ chuyện lớn này Trử Liễu sẽ phải báo cáo với Thái Chánh Dương. Hơn nữa Ủy ban Kỷ luật có động tác thì hai người Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc cũng sẽ có tin tức ngay rồi nghĩ đây là do Thái Chánh Dương sai làm. Quyển 17 Chương 77. Trử Liễu và Ngưu phóng rất nhanh đến nơi. Bí thư tỉnh ủy gọi, bọn họ không nhanh không được. Trử Liễu lúc đi vào lộ rõ vẻ hưng phấn, đây là điều hiếm thấy ở vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trầm ổn, lạnh lùng này. Chỉ có cá hơn nữa là cá khổng lồ xuất hiện trước mặt thì chị ta mới để lộ vẻ mặt như vậy. Có lẽ vụ án Khúc Châu xuất hiện quá đột nhiên, hoặc là nói đầu mối quý giá đó đến quá đột nhiên làm Trử Liễu không kịp che giấu tâm trạng của mình. Ngưu Phóng thật ra lại khá cẩn thận, y xuất thân là cục trưởng cục chống tham nhũng sau đó được điều tới Điền Nam làm viện trưởng viện kiểm sát sau khi Thái Chánh Dương tới Điền Nam. Thái Chánh Dương rất thưởng thức y cũng tận tâm trong công việc. Có thể nói ở Điền Nam này Thái Chánh Dương tin tưởng Ngưu Phóng không thua gì Triệu Quốc Đống, điểm này Triệu Quốc Đống biết rõ. Ngưu Phóng rất chú ý đến thủ tục liên quan tới khách sạn Thiên Bảo, đây là đầu mối. Cựu giám đốc khách sạn Thiên Bảo do Chánh Văn phòng Ủy ban quận Khúc Khê kiêm nhiệm. Bây giờ người này đã là thường vụ quận ủy, Chánh Văn phòng quận ủy Khúc Khê, mập mờ trong đó có lẽ là nguyên nhân để người này lên chức. Nói cách khác người này rất quan trọng, hơn nữa mấy chứng cứ cũng chỉ rõ vào người này,
điểm đột phá nhất định là phải từ tên này mà ra. Còn có một nguyên tắc là khi chứng cứ không rõ ràng, ủy ban kỷ luật tham gia điều tra, bên viện kiểm sát có thể đưa người phối hợp. Nếu chứng cứ rõ ràng thì viện kiểm sát lập tức ra tay, bên ủy ban kỷ luật nếu tìm ra thứ gì đó rõ ràng có thể lập tức giao cho viện kiểm sát. Tôi hy vọng vụ án này kéo quá lâu, cũng không thích tạo ra nghi kỵ. Thái Chánh Dương lạnh lùng nói, Trử Liễu và Ngưu Phóng nghe rất chăm chú. Vụ án Khúc Châu coi như vụ án tham nhũng lớn nhất xảy ra sau khi Thái Chánh Dương đến Điền Nam. Trử Liễu không nói, Ngưu Phóng cũng là tâm phúc của Thái Chánh Dương nên đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của vụ án này đối với Thái Chánh Dương. Ngưu Phóng mặc dù không biết vụ án này sẽ làm lớn đến mức nào nhưng y chỉ cần nghi nhớ một điểm có tình huống mới phải báo cáo với Thái Chánh Dương, phá án theo yêu cầu của Thái Chánh Dương mà làm, vấn đề khác thì không cần y quan tâm. Thái độ của Thái Chánh Dương bây giờ là rất quan trọng, nhất là khi đợt điều chỉnh nhân sự sắp diễn ra thì càng phải cẩn thận hơn. Ngưu Phóng biết rõ việc này sẽ mang lại mạo hiểm chính trị, y ngồi được ở vị trí này cũng là trải qua nhiều năm tranh đấu cố gắng nên biết nặng nhẹ. Đợi hai người Trử Liễu, Ngưu Phóng rời đi, Thái Chánh Dương mới thở dài một tiếng, vết nhăn trên trán càng dày hơn. Triệu Quốc Đống nhìn hai bên mai của Thái Chánh Dương đã có nhiều sợi bạc mà không khỏi thương cảm. Nhớ lúc mới quen Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương khi đó còn đầy phong độ, bây giờ Thái Chánh Dương lúc nào cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn của người đứng đầu một tỉnh, hơi không để ý sẽ bị vùi dập ngay. Thái Chánh Dương thấy tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Triệu Quốc Đống nên lắc đầu nói. Quốc Đống, không cần quá lo lắng, chuyện nếu xảy ra thì chúng ta phải đối mặt, bưng tai bịt mắt không phải phong cách của đảng. Có vấn đề thì phải dũng cảm đối mặt, anh tin chúng ta có thể xử lý tốt việc này. Em không lo cái này. Thái ca, xảy ra chuyện này em tin Chủ tịch Đào cũng tốt, Bí thư Bảo Quốc cũng tốt đều có lựa chọn chính xác, điểm tố chất tối thiểu này bọn họ phải có. Bọn họ sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em chỉ cảm thấy áp lực của anh quá lớn, công việc quá vất vả. Chính xác mà nói Chủ tịch Hòa Khiêm cùng Bí thư Bảo Quốc không quen với lối suy nghĩ làm việc của anh. Em thấy anh có thể cân nhắc đề nghị với Trung ương điều chỉnh bộ máy của tỉnh. Một trong hai người Chủ tịch Hòa Khiêm hoặc là Bí thư Bảo Quốc nếu có thể điều chỉnh thì em tin sẽ thuận lợi cho công việc của anh hơn nhiều. Thái Chánh Dương nở nụ cười. Quốc Đống, chú đúng là biết suy nghĩ cho anh. Anh không phải không suy nghĩ vấn đề này, chẳng qua anh thấy tạm thời không nên đề nghị với Trung ương. Thứ nhất sau khi chú tới tình hình đã chuyển biến tốt lên, anh thấy nó tốt hơn nhiều so với trước đây. Thứ hai chính thức đổi người lại muốn thích nghi, chưa chắc tốt hơn bây giờ bao nhiêu. Ít nhất anh cũng quen với phong cách làm việc của bọn họ. Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương còn có gì chưa nói ra, trước khi đi đến bước cuối cùng thì không ai chủ động đề nghị với Trung ương việc này, đây cũng có nghĩa năng lực khống chế cục diện của anh có hạn. Cũng đúng, em chỉ là thấy anh quá mệt. Em biết người phối hợp nếu không ăn ý với mình sẽ khó khăn như thế nào, chuyện này. Triệu Quốc Đống nói tới đây không nhịn được thở dài một tiếng. Trên đời không có gì hoàn hảo cả, nếu mỗi chuyện đều tốt đẹp như chú nghĩ thì anh nghĩ không thực tế. Mà như vậy chức bí thư tỉnh ủy chẳng phải ai cũng làm được ư. Thái Chánh Dương nở nụ cười. Chúng ta phải biết cách thích nghi, đồng thời cũng phải biết cách thay đổi mình. Vừa thay đổi đối phương, vừa thay đổi mình, đây là như môi với răng. Làm như thế nào sát vào nhau là điều anh đang cố gắng. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, Thái Chánh Dương nói đúng, phối hợp ăn ý từ trước đến giờ là rất hiếm, càng nhiều là mâu thuẫn và phối hợp cùng tồn tại. Vừa có mâu thuẫn lại vừa muốn phối hợp với nhau. Quốc Đống, Trử Liễu cùng Ngưu Phóng có nhiều kinh nghiệm xử lý việc như thế này. Trử Liễu trước đó đã từng báo cáo với anh về việc Khúc Châu có một ít chuyện, anh lúc ấy do nhiều nhân tố nên bảo bọn họ tạm hoãn lại, nhất định phải có đủ chứng cứ mới được hành động. Lần này thứ chú cung cấp xem ra làm Trử Liễu thấy hứng thú, có lẽ lần này ủy ban kỷ luật sẽ có động tác mạnh. Ngoài ra bên viện kiểm sát cũng sẽ tham gia vào cho nên anh đoán tình hình sẽ rất nhanh sáng tỏ. Chú cũng cần chuẩn bị trước đi. Thái Chánh Dương nói làm Triệu Quốc Đống khó hiểu, việc này có gì cần chuẩn bị. Anh chỉ là chú cần suy nghĩ sâu rộng hơn, nếu cục diện Khúc Châu thật sự rất xấu thì ban tổ chức cán bộ cần nhanh chóng đưa ra phương án để hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định. Cho nên chú cũng cần có phương án chung, phải cân nhắc toàn diện xem làm thế nào đảm bảo được cục diện. Ý của anh chú rõ chứ? Phải suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Em hiểu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh. Hắn coi như hiểu Thái Chánh Dương mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng thực tế đã có quyết định. Chú còn chưa rõ. Thái Chánh Dương tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Ổn định áp đảo tất cả,
phải đảm bảo sự phát triển của Khúc Châu không bị ảnh hưởng quá lớn. Triệu Quốc Đống càng lúc càng khó hiểu, câu này của Thái Chánh Dương khá mâu thuẫn, nhìn điệu bộ thì lần này phải có thuốc mạnh với Khúc Châu, sao Thái Chánh Dương lại nói cái là ổn định áp đảo tất cả, đảm bảo duy trì phát triển, đây không phải làm khó mình sao? Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Thái Chánh Dương mà vẫn rất khó hiểu. Ra khỏi cửa hắn bảo lái xe chạy vòng vo trên đường để mượn cơn gió từ ngoài làm hắn tỉnh táo. Lái xe họ Ngô cũng ý thức được tâm trạng xếp không tốt nên cố gắng chọn mấy con đường ít xe qua lại phong cảnh tốt mà đi. Khúc Châu nhất định sẽ có điều chỉnh lớn, điểm này Triệu Quốc Đống tin suy nghĩ của mình không sai. Nếu điều chỉnh lớn nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Khúc Châu. Nhưng ý của Thái Chánh Dương là yêu cầu vững vàng quá độ, đảm bảo sự phát triển, làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này. Thế liên minh của Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc ở Khúc Châu bị phá vỡ, rất nhiều mâu thuẫn sẽ lộ ra, làm như thế nào để thăng bằng, làm cục diện không mất khống chế cũng chính là tạo thăng bằng mới. Ổn định chính thức không phải là hai chân mà phải có ba, bốn chân. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Thái Chánh Dương nói chưa hết ý, làm thế nào là do mình làm thế nào vẽ vòng tròn sẽ do hắn cân nhắc. Khúc Châu sau cơn sóng gió sẽ không giống trước nữa nhưng cục diện ổn định thăng bằng ở Khúc Châu vẫn cần duy trì. Quyển 17, chương 78. Ầm ầm một tiếng, một tia sét xẹt qua mang đến áp lực nặng nề làm người ta mệt mỏi, ngay sau đó là những giọt mưa. Thời tiết này ít khi xuất hiện ở Côn Châu như tượng trưng cho năm nay Côn Châu không được yên ổn. Mưa rào rất nhanh đổ xuống, mưa tạo thành màn nước sau đó bao phủ cả bầu trời lại. Đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt làm người ta thoải mái hơn. Nếu là bình thường Đào Hòa Khiêm nhất định sẽ cảm nhận sự thoải mái do cơn mưa mang tới nhưng hôm nay dù thời tiết như thế nào y cũng không thể thoải mái. Ủy ban kỷ luật tỉnh ngày hôm qua đột nhiên tập kích bí mật bắt thường vụ quận ủy, tránh văn phòng quận ủy Khúc Khê, Khúc Châu, Lưu Đạo Điền và đưa đến một nơi bí mật nào đó. Đây vốn không phải chuyện gì lớn cả, thậm chí có thể nói ủy ban kỷ luật tỉnh dùng dao giết châu mổ gà. Một cán bộ cấp phó huyện đâu cần ủy ban kỷ luật tỉnh phải ra tay. Chẳng qua tin tức ẩn giấu rất nhanh, thậm chí đến hôm sau người nhà của Lưu Đạo Điền mới biết y đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh bí mật bắt. Sáng nay khi ủy ban kỷ luật tỉnh cùng viện kiểm sát tỉnh phối hợp lục soát nhà Lưu Đạo Điền thì rất nhiều người mới từ trong mộng tỉnh ra. Nhưng tất cả đã muộn, sáng ủy ban kỷ luật tỉnh bắt bí thư quận ủy Khúc Châu, Chu Ứng Bảo. Đào Hòa Khiêm biết trong này không hề đơn giản. Chu Ứng Bảo đang được thị ủy Khúc Châu đề cử làm phó thị trưởng, cũng là người do cô Anh Hải hết lòng đề cử. Khi nhận được tin này làm cho Đào Hòa Khiêm như bị bao trùm trong bóng mo. Y biết Chu Ứng Bảo, cô Anh Hải thậm chí còn mang người này đến nhà mình mấy lần, mình cũng có ấn tượng tốt đối với đối phương. Đào Hòa Khiêm thậm chí còn biết Triệu Quốc Đống lúc đến Khúc Châu khảo sát cũng có ấn tượng tốt đối với người này. Đương nhiên đây là cách nói của cô Anh Hải còn rốt cuộc như thế nào thì y không biết. Nhưng bây giờ điều đó đã không có ý nghĩa nữa. Chử Liễu dám ra tay vào lúc này thì nhất định là có chứng cứ chắc chắn. Dù có Thái Chánh Dương làm chỗ dựa mà không có chứng cứ ả cũng không dám làm thế. Chiêu này quá âm độc, Đào Hòa Khiêm đúng là xem thường Chử Liễu. Cùng với đó y cũng xem thường sự tàn nhẫn của Thái Chánh Dương. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chiêu thức chết người. Chu Ứng Bảo bị bắt không quan trọng. Quan trọng hơn là sau đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đào Hòa Khiêm thậm chí không dám tưởng tượng đến hậu quả trong đó. Cô Anh Hải, Dương Minh Cử, còn có Chu Đình Đông, đám người ngu xuẩn này đã làm gì, bọn họ biết những gì. Một người được xác định làm phó thị trưởng lại bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt đi, như vậy thị ủy Khúc Châu trước đó làm gì? Bọn họ khảo sát đối phương ra sao mà lại đề cử như vậy? Biết tin này Đào Hòa Khiêm chỉ cảm thấy ngực mình như bị ai đó đột nhiên đấm mạnh vào, hoặc là ai đột nhiên nắm tim y làm y ngạt thở. Y muốn liều mạng giãy giụa nhưng không đủ sức. Bây giờ hỏi cô Anh Hải đã vô ích, Đào Hòa Khiêm thậm chí không muốn nghe điện của cô Anh Hải. Giải thích gì, có ý nghĩa sao, nếu thật sự dám can đảm vỗ ngực thì không cần gọi điện gấp cho mình như vậy, bọn họ vẫn có thể vượt qua cơn sóng gió này. Nếu thật sự có chuyện thì mình có thể che được việc này lại không? Chỉ sợ đang có người nhìn chằm chằm hy vọng mình làm như vậy. Nghĩ vậy Đào Hòa Khiêm lại tức giận, đám người này sao mình lại giúp, mình sao lại bị lời nịnh nọt của chúng lừa chứ? Mình thật sự bị bọn họ lừa sao? Hay là cảm thấy bọn họ sẽ không có vấn đề gì lớn nên mắt nhắm mắt mở, phê bình hai câu là được? Nếu mình không quá dung túng thì bọn họ có to gan như vậy không? Thư ký đi vào cẩn thận nói. Chủ tịch, bí thư Bảo Quốc gọi tới.
Tôi không nghe. Đào Hòa Khiêm trừng mắt nhìn tên thư ký bình thường thấy thuận mắt nhưng sao hôm nay lại thấy không có khí phách đàn ông gì cả. Thư ký ngẩn ra rồi lập tức giật mình, y vội vàng che điện thoại di động lại, không biết sao xếp lại là thế. Đầu bên kia còn chưa dập máy, bí thư Bảo Quốc nhất định là nghe được. Lúc này còn gọi làm gì, trước đây sao không làm gì đi. Đào Hòa Khiêm tức giận lớn tiếng nói như muốn thông qua chiếc điện thoại trong tay thư ký truyền đi. Bây giờ đến nước này, chậm rồi. Cô Anh Hải nếu như ngã, Dương Minh Cử cũng không thoát được liên quan, hai người này từ trước đến giờ toàn là mặc chung quần. Điểm này Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc đều hiểu, bây giờ hay rồi, mình và Trương Bảo Quốc bị đẩy lên đỉnh cơn mưa gió. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng Đào Hòa Khiêm cũng biết bây giờ không phải lúc chút tức giận vào Trương Bảo Quốc. Y gần như nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại mà thư ký đưa tới. Chủ tịch, cô Anh Hải cùng Dương Minh Cử mới đến chỗ tôi. Trương Bảo Quốc nói với giọng khá mệt mỏi. Câu đầu tiên đã làm Đào Hòa Khiêm bực thêm. Không dám đến chỗ mình nên chạy tới chỗ Trương Bảo Quốc. Điều này đủ chứng minh hai người đó không thoát khỏi vụ này. Bọn họ nói sao, có lún sâu không? Đào Hòa Khiêm cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Lúc này y có mắng cũng vô ích, y muốn xem tính nghiêm trọng của việc này. Không dễ nói, tôi thấy hai người này không nói thật với tôi. Tôi nói với bọn họ nếu thật sự vi phạm pháp luật, kỷ luật đảng thì sớm tự thú với ủy ban kỷ luật. Nếu chỉ là công việc không nhìn đúng người hoặc có vi phạm nhưng không lớn thì đợi ủy ban kỷ luật điều tra rõ ràng, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm của lãnh đạo mà thôi. Trương Bảo Quốc bất đắc dĩ nói. Anh cảm thấy bọn họ có vấn đề không? Có sâu không? Đào Hòa Khiêm hít sâu một hơi. Y không muốn gặp cô Anh Hải cùng Dương Minh Cử, lúc trước không nghe điện bọn họ cũng là sáng suốt nếu không mình sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Tôi thấy bọn họ nhất định có vấn đề nhưng sâu bao nhiêu thì khó đoán. Trương Bảo Quốc trầm ngâm một chút nói. Tôi đoán vấn đề sẽ không nhỏ. Hai người này bao năm qua làm không ít thứ, tôi thấy chúng ta không thể ôm kỳ vọng gì vào bọn họ. Anh có ý gì? Đào Hòa Khiêm thực ra đã nghe được ý của Trương Bảo Quốc. Chúng ta nên báo cáo tình hình với Bí Thư Thái, ngoài ra cũng nên truyền tình hình này sang bên Ủy ban Kỷ luật nếu không chúng ta sẽ rất bị động, còn dẫn tới nhiều liên tưởng không cần thiết. Trương Bảo Quốc rất kiên quyết nói. Thật không còn cách vãn hồi sao? Đào Hòa Khiêm nói ra thì cũng biết là vô nghĩa, y lập tức bổ sung nói. Nếu là như vậy thì tôi thấy cứ làm theo ý anh. Anh sang chỗ tôi. Chúng ta trao đổi một chút rồi tới chỗ Bí Thư Thái. Được, tôi lập tức tới. Sợ chúng ta phải nhanh một chút, có vài thứ không thể chờ. Trương Bảo Quốc nói xong liền dập máy. Chưa bao giờ Ủy ban Kỷ luật Điền Nam làm việc với hiệu suất nhanh như vậy. Bọn họ cùng với Viện Kiểm sát hành động rất nhanh, binh chia vài đường vừa tăng cường thẩm vấn Chu Ứng Bảo cùng Lưu Đạo Điền. Căn cứ hai người khai nhất là Chu Ứng Bảo thì cô Anh Hải có hành vi vi phạm pháp luật rất lớn khi chuyển nhượng khách sạn Thiên Bảo. Mà nhà đầu tư vào khách sạn Thiên Bảo chẳng qua chỉ là ngụy trang, người cầm quyền công ty kia lại là chồng bà chị cùng cha khác mẹ của cô Anh Hải. Mà Dương Minh Cử mặc dù còn không có phát hiện liên quan đến vụ án này nhưng y đã tồn tại hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng quyền lực để chuyển nhượng đất xung quanh khách sạn Thiên Bảo. Chỉ dựa vào điểm này Ủy ban Kỷ luật có thể lập án để điều tra. Về phần khác Ủy ban Kỷ luật cũng nhanh chóng phái người đi khống chế cô Anh Hải, cùng với Phó Bí thư Thị ủy Chu Đình Đông. Giữa trưa cùng ngày thị trưởng Khúc Châu, Dương Minh Cử chủ động đến tự thú với Ủy ban Kỷ luật. Chiều cùng ngày Phó Bí thư Thị ủy Khúc Châu Chu Đình Đông bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt. Sáng hôm sau Bí thư Thị ủy Khúc Châu, cô Anh Hải hóa trang trốn ra biên giới lại bị lực lượng công an ngăn lại sau đó áp giải về Côn Châu. Cùng lúc đó Ủy ban Kỷ luật lục soát được hơn 2,4 triệu nhân dân tệ. 120.000 USD cùng nhiều vàng và ngoại tệ khác trong một biệt thự của cô Anh Hải ở Côn Châu. Quyển 17, chương 79. Triệu Quốc Đống sau khi biết tin Dương Minh Cử tự đến Ủy ban Kỷ luật nói rõ tình hình thì biết phán đoán của mình có vài thành kiến. Dương Minh Cử dám đến Ủy ban Kỷ luật nói rõ vấn đề đương nhiên là có điểm tự tin, không biết có phải do Trương Bảo Quốc yêu cầu y như vậy hay không. Nhưng hắn nghĩ một chút thấy cũng không thể, Ủy ban Kỷ luật có động tác lớn đến thế. Dù là ai yêu cầu thì chỉ cần dưới mông anh không sạch anh vẫn phải sợ. Nói cách khác chiêu lấy lui làm tiến này coi như đã đẩy vấn đề lên người cô Anh Hải, y chẳng qua chỉ chịu trách nhiệm lãnh đạo mà thôi. Hơn nữa cô Anh Hải là bí thư thị ủy nên có trách nhiệm chính, Dương Minh Cử sẽ nhẹ gánh hơn nhiều. Nếu cô Anh Hải tham ô mà ngã ngựa như vậy cái gọi là trách nhiệm lãnh đạo càng không đáng kể.
Dương Minh Cử sẽ có thể đẩy hết lên người cô anh Hải, chỉ cần y không mắc sai lầm lớn là ổn. Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt Chu Đình Đông cũng có nghĩa nhân viên đào hệ không thể tránh khỏi vụ án tham ô này, sợ là vụ án này càng dây dưa càng phức tạp, người cuốn vào càng lúc càng nhiều. Đây có lẽ cũng không phù hợp quan điểm ban đầu của Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống rất muốn hỏi bên cư là ở thị ủy, ủy ban Khúc Châu có bao người bị cuốn vào. Hắn chỉ biết Chu Ứng Bảo sau khi bị cư bắt lập tức có quắp khai hết. Y cắn bao người thì hắn không rõ. Đây cũng là điều rất bình thường, đám người đó đừng nhìn từng ra vẻ quan chức trước mặt người khác, vênh mặt hất hàm nhưng khi bị túm nhược điểm sẽ sợ hãi ngay. Hơn nữa có Lưu Đạo Điền bị bắt cùng nên Chu Ứng Bảo sẽ cho rằng lần này không ai có thể bảo vệ được mình, hơn nữa không chừng người ta là nhìn vào con hổ sau lưng mình, chẳng qua mình rất không may mắn thành người đầu tiên bị bắt mà thôi. Chẳng qua đây cũng có chỗ tốt, Chu Ứng Bảo biết mình ngã, bị bỏ tù, vợ sẽ bị cư thẩm vấn và khai hết vì thế y biết gì khai sạch để mong được khoan hồng, giảm tội. Lúc này cái gì tình đồng liêu, tình bạn đều sớm bị vứt ra khỏi đầu. Điều Chu Ứng Bảo có thể nghĩ đến lúc này là làm sao nhớ lại tất cả điều có thể nhớ, khai hết với tổ chuyên án. Y hận không thể kéo tất cả người liên quan này, Chu Ứng Bảo có tâm trạng như vậy cũng là bình thường. Tôi vào tù, các người còn có thể yên ổn được sao? Nằm mơ à, trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Tôi như thế này thì đừng ai mong được tốt. Biểu hiện này của Chu Ứng Bảo làm người cứ vui mừng, bọn họ chỉ sợ y thả chết không khai. Mặc dù về sau vẫn có thể bắt đối phương khai nhưng có thể mất thời cơ, một vài con cá lớn không chừng có thể chuẩn bị tư tưởng mà xóa bỏ dấu vết, khiến anh muốn tìm kiếm lại cũng không hề dễ dàng. Việc Dương Minh Cử đến gặp cư mà khai báo có do Trương Bảo Quốc nhắc hay không cũng không dễ đoán, nhưng y làm vậy có thể khiến cho cục diện Khúc Châu không hoàn toàn sụp đổ, đây coi như sự an ủi đối với tỉnh ủy. Thái Chánh Dương cũng không mong bộ máy Khúc Châu toàn bộ sụp đổ, vụ án lớn như vậy sẽ mang lại ảnh hưởng trái chiều cho tỉnh ủy. Ủy ban, rất dễ làm người ta nghi ngờ sự thất trách của tỉnh ủy khi dùng người. Mặc dù mấy cán bộ này không phải do Thái Chánh Dương đề cử nhưng y là bí thư tỉnh ủy Điền Nam được hơn 2 năm tại sao không cảm thấy bất cứ điều gì. Bây giờ Triệu Quốc Đống biết mình cần là nhanh chóng xác định phương án nhân sự sau khi bộ máy hiện tại của Khúc Châu sụp đổ. Người mà thị ủy Khúc Châu đề cử trước đó đã không còn giá trị. Dương Minh Cử tạm thời không cân nhắc nhưng hai người cô anh Hải, Chu Đình Đông nhất định xong đời. Bây giờ cần phải lập tức xác định phó bí thư thị ủy và bí thư thị ủy. Điền Vĩnh Thái và Kỳ Tử Lan đến Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được sự khẩn trương. Triệu Quốc Đống hiếm khi có vẻ mặt như vậy, bình thường đều là vui vẻ nhưng hôm nay trong mắt có tia máu, mặt không quá tốt, giấy tờ bỏ loạn trên bàn, không biết Đoạn Tự Lập làm thế nào mà lại loạn như vậy. Điền Vĩnh Thái không khỏi có chút tức giận, Đoạn Tự Lập này làm thư ký kiểu gì vậy? Chẳng qua câu nói đầu tiên của Điền Vĩnh Thái làm quên đi việc nhắc nhở Đoạn Tự Lập. Lão Điền, Tử Lan, bộ máy Khúc Châu có vấn đề. Chu Đình Đông bị cư bắt, cô anh Hải chạy trốn bây giờ đang truy nã. Dương Minh Cử đang lên cư tỉnh phản ánh vấn đề. Ngoài ra còn có bí thư quận ủy Khúc Khê, Chu Ứng Bảo bị bắt, chính là ứng viên cho chức phó thị trưởng Khúc Châu. Triệu Quốc Đống nói khá nặng nề. Hắn rất cẩn thận dùng từ Dương Minh Cử đang đi phản ánh vấn đề. Sâu trong lòng hắn cũng hy vọng Dương Minh Cử không bị kéo xuống. Như vậy bộ máy Khúc Châu sẽ không dễ xây dựng, có thể nhanh chóng khôi phục hay không cũng khó nói. Đây cũng là điều mà Thái Chánh Dương lo nhất. Câu nói của Triệu Quốc Đống làm mặt Điền Vĩnh Thái, Kỳ Tử Lan tái lại. Nó còn kích thích hơn là ngồi xe lao xuống dưới vực. Lúc trước ai cũng nói bộ máy Khúc Châu sẽ gần như không có điều chỉnh gì, chỉ thêm một phó thị trưởng mà thôi. Mà bây giờ bắt cả bí thư thị ủy, phó bí thư, thị trưởng cũng lên cư phản ánh vấn đề. Chẳng lẽ Dương Minh Cử đi tố giác cô anh Hải? Đây đúng là điều làm người ta khiếp sợ hơn ngày tận thế năm 2012 đến sớm. Nhìn vẻ mặt hai người, Triệu Quốc Đống biết hai người giờ còn chưa biết được tin. Hắn bất đắc dĩ xua tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Bây giờ không có nhiều thời gian, tổ công tác do tỉnh ủy thành lập sắp tiến vào Khúc Châu chỉ đạo công việc của Khúc Châu. Nhưng đây chỉ là tạm thời, ban ta cần phải nhanh chóng đưa ra phương án điều chỉnh thích hợp. Nhất là phải nhanh chóng xác định ai làm bí thư thị ủy Khúc Châu. Tôi tìm hai người chính là muốn bàn về vấn đề này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Điền Vĩnh Thái phản ứng nhanh hơn Kỳ Tử Lan đôi chút. Dù sao y cũng là phó trưởng ban thường trực, là nam đồng chí nên năng lực thừa nhận cao hơn. Trưởng ban Triệu, Khúc Châu là thành phố lớn thứ hai của Điền Nam chúng ta, địa vị quan trọng. Lựa chọn ai làm bí thư thị ủy sợ rằng cần trưng cầu ý kiến của bí thư Thái,
ngoài ra cũng cần phải nghe ý kiến của Bí thư Bảo Quốc. Đây là ở tình huống bình thường nhưng tình hình bây giờ lại khác. Bí thư Thái bây giờ không có tâm trí cân nhắc việc này cho nên mới ủy thác tôi đưa ra ý kiến. Hai người cảm thấy Hứa Vọng Giang đến làm bí thư thị ủy Khúc Châu thì sẽ thế nào? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hứa Vọng Giang. Điền Vĩnh Thái và Kỳ Tử Lan giật mình nhìn nhau. Không phải nói Hứa Vọng Giang làm bí thư thị ủy Khúc Châu cũng khó khăn sao? Hai người coi như thân tín của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không giấu việc lựa chọn khác nhau của hắn và Thái Chánh Dương khi chọn ai làm bí thư thị ủy Sở Châu. Điền Vĩnh Thái và Kỳ Tử Lan đều có khuynh hướng với ý kiến của Triệu Quốc Đống. Nhưng bí thư tỉnh ủy lên tiếng thì còn có thể làm sai sao? Bây giờ Triệu Quốc Đống không ngờ đưa ra việc muốn Điền Vĩnh Thái làm bí thư thị ủy Khúc Châu còn quan trọng hơn Sở Châu, hắn nghĩ như thế nào? Hai người không nên nghĩ quá phức tạp, bí thư Thái rất coi trọng Trần Trung Kính nên y làm bí thư thị ủy Sở Châu sẽ thích hợp hơn một chút. Nhưng Hứa Vọng Giang có năng lực mạnh, tôi cũng xem qua lý lịch của y và thấy được. Lão Điền, Hứa Vọng Giang là từ phó thị trưởng thường trực Khúc Châu điều tới Sở Châu làm thị trưởng phải không? Trước đó y công tác ở Khúc Châu 5 năm, quen thuộc tình hình Khúc Châu, bây giờ Khúc Châu xảy ra vấn đề lớn như vậy nên nghiệp vụ quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo sự ổn định của Khúc Châu, ổn định áp đảo tất cả, đảm bảo sự phát triển của Khúc Châu không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì thế tỉnh ủy hy vọng có một đồng chí quen thuộc với Khúc Châu, có uy tín với cán bộ, quần chúng đến nắm giữ Khúc Châu. Tôi thấy Hứa Vọng Giang là thích hợp nên mới muốn mời hai người tới trao đổi. Điền Vĩnh Thái lập tức hiểu được đây là Triệu Quốc Đống lĩnh ngộ yêu cầu của Thái Chánh Dương là đảm bảo cục diện Khúc Châu không có chấn động mạnh, tránh tạo ảnh hưởng trái ngược đến Khúc Châu. Hơn nữa của anh Hải bị bắt chính là đả kích rất lớn đối với Đào Hòa Khiêm, nếu không nghĩ biện pháp đề bù thì sẽ dẫn tới nghi kỵ lớn hơn nữa. Hứa Vọng Giang có quan hệ mật thiết với Đào Hòa Khiêm, điều chỉnh như vậy cũng có thể tránh được chê trách không cần thiết. Tôi đồng ý, Hứa Vọng Giang đã từng làm việc nhiều năm ở Khúc Châu, quen thuộc tình hình, có uy tín. Lúc y làm phó thị trưởng thường trực cũng đã làm không ít công tác thực tế. Y nếu làm bí thư thị ủy Khúc Châu thì cũng có thể nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo ổn định để phát triển. Điền Vĩnh Thái nói. Quyền 17, chương 80. Ừ, nếu ba chúng ta cùng nhất trí, tôi nghĩ cần phải nhanh chóng đưa ra nghị quyết hội nghị của ban. Lão Điền, thông báo Phan Xảo. Bảo chị ta báo các đồng chí khác chiều tổ chức hội nghị nghiên cứu vấn đề nhân sự, bảo chị ta tham gia ghi chép. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Còn có chính là vấn đề ai làm phó bí thư thị ủy Khúc Châu, ở đây chúng ta cũng bàn qua xem có ai thích hợp hay không. Điền Vĩnh Thái và Kỳ Tử Lan trong lúc nhất thời không nói gì. Vị trí phó bí thư thị ủy Khúc Châu cũng rất quan trọng. Dương Minh Cử trong chuyện lần này có trách nhiệm lớn như thế nào cũng còn chưa rõ. Dù bây giờ tỉnh ủy do muốn ổn định tình hình nên không động Dương Minh Cử nhưng đợi đến khi chuyện nhạt dần, cục diện Khúc Châu đi vào ổn định thì Dương Minh Cử rời đi cũng là tất nhiên. Mà ai làm phó bí thư thị ủy không chừng chính là người lên làm thị trưởng. Trưởng Ban Triệu, vị trí này nên sinh ra từ trong bộ máy hiện hành của Khúc Châu hay là từ nơi khác điều tới? Điền Vĩnh Thái hỏi thẳng. Bộ máy Khúc Châu có vấn đề. Nhất là bây giờ không rõ có bao người bị cuốn vào nên vị trí này tôi nghĩ cần điều từ tỉnh hoặc thị xã khác tới. Triệu Quốc Đống nói. Tôi bây giờ cũng không có lựa chọn thích hợp, hai người suy nghĩ một chút. Vị trí này rất quan trọng, không thể có sai sót, hơn nữa phải chọn người có tác phong kiên định, cũng cần có trình độ lý luận nhất định. Ý của tôi có khuynh hướng chọn một cán bộ trên tỉnh. Vụ án Khúc Châu làm chấn động cả Điền Nam. Bí thư thị ủy cùng một vài cán bộ cấp phó giám đốc và chính huyện bị cuốn vào. Phó thị trưởng thường trực Khúc Châu, Hà Hiểu Phàm, thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính Pháp Hình Cương cũng bị cuốn vào đó. Tổ công tác tỉnh ủy gồm 10 người đến Khúc Châu, do phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tào Thụy Xuyên tạm thời chủ trì công việc của thị ủy Khúc Châu. Không thể tiếp tục kéo dài như vậy, bí thư Chánh Dương, chức trách của tổ công tác chỉ là ổn định cục diện Khúc Châu mà không thể làm cho Khúc Châu phát triển thuận lợi. Bây giờ đã là 2 tuần, tôi cảm thấy tỉnh ủy cần phải quyết đoán xác định bộ máy, sớm đưa cán bộ tới nhận chức. Trừ Liễu nhíu mày nói với Thái Chánh Dương. Xảy ra chuyện thì chúng ta sẽ giải quyết, công tác bên kia không thể trì hoãn được. Thái Chánh Dương cũng biết kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp. Nhưng bộ máy Khúc Châu thoáng cái sụp phân nửa, muốn lập tức lập bộ máy mới cũng là việc khó khăn. Bây giờ còn chưa thẩm tra Dương Minh Cử xong. Mặc dù vấn đề có thể không lớn nhưng ai có thể cam đoan ủy ban kỷ luật tỉnh có tìm ra gì không? Còn các thành viên khác của bộ máy thì sao? Nhưng tiếp tục kéo dài cũng sẽ phiền phức,
bây giờ chỉ có thể dùng việc nói việc, vấn đề hiện nay là lập tức an bài người đến nhận chức, về phần khác chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quốc Đống, ban cậu đã có phương án chưa? Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Hạ quyết tâm thực ra cũng đơn giản, Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc bây giờ đều đang hốt hoảng, tâm trạng này làm không ít cán bộ bất an. Dù sao quan hệ giữa hai người này với Khúc Châu là như thế nào thì mọi người đều rõ. Thái Chánh Dương lo nhất là cục diện ở Điền Nam khiến Trung ương chú ý, đây là điều y không muốn thấy. Vì thế y thà đồng ý nhân nhượng một chút, ví dụ như để Hứa Vọng Giang đến làm bí thư thị ủy Khúc Châu, qua đó nhanh chóng ổn định cục diện Khúc Châu. Ừ, ban đã có ý kiến tổng hợp, đề nghị điều Hứa Vọng Giang đến làm bí thư thị ủy Khúc Châu. Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Nhạc Bảo Tương làm phó bí thư thị ủy Khúc Châu. Ban đã khảo sát hai người này và thấy có thể đảm đương nghiệp vụ. Chức vị phó thị trưởng thường trực thì ban có khuynh hướng do thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Mao Cự Thành đảm nhiệm, căn cứ ban và ủy ban kỷ luật biết gì Mao Cự Thành có quan hệ rất bình thường với cô Anh Hải, hơn nữa cũng giữ mình. Ngoài ra còn thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp thì ban còn chưa có lựa chọn hợp lý, nếu như nhất định phải cân nhắc ngay thì có thể điều từ tỉnh tới, bây giờ ban cũng đang khảo sát. Câu nói quan hệ bình thường cũng chính là không tốt, Mao Cự Thành ở Khúc Châu coi như bị đẩy ra rìa. Mặc dù là thường vụ thị ủy nhiều năm nhưng lại bị cô Anh Hải bài xích, hơn nữa có quan hệ khá căng thẳng với Dương Minh Cử. Theo lời cán bộ địa phương mà nói thì đây là người không chảy cùng với dòng chảy chính trị Khúc Châu. Rất tốt, thừa dịp này định ra một số việc. Vô bệnh, anh gọi điện cho Chủ tịch Hòa Khiêm cùng Bí thư Bảo Quốc, mời hai bọn họ lại đây họp một chút, anh cũng tham gia. Nếu có thể xác định mấy người này thì tốt, còn không được thì ban tổ chức cán bộ cần phải nhanh chóng nghiên cứu lại phương án. Thái Chánh Dương bình tĩnh nói. Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, thực ra xác định mấy ứng viên này không tốn bao thời gian. Lúc Triệu Quốc Đống đưa ra đề nghị Hứa Vọng Giang làm bí thư thị ủy Khúc Châu đúng là làm Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc khá bất ngờ, đương nhiên bọn họ cũng lộ ra một tia cảm kích. Ý này của Thái Chánh Dương làm bọn họ thầm than thở. Không thể không nói Thái Chánh Dương đứng ở độ cao và có sự rộng lượng hơn bọn họ. Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc không có ý kiến gì. Tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với việc Hứa Vọng Giang đến làm bí thư thị ủy Khúc Châu. Đây cũng là một cách bảo vệ uy tín chính trị và sức ảnh hưởng chính trị của Đào Hòa Khiêm. Triệu Quốc Đống vừa về đến văn phòng thì Thương Vô Bệnh đã đến, phía sau còn có một người đi theo. Quốc Đống, tối có bận gì không? Thương Vô Bệnh và Triệu Quốc Đống rất quen thuộc. Nếu không có gì đặc biệt thì tối ngồi với tôi biết cậu rất bận, chẳng qua Bảo Tương muốn nói lời cảm ơn. Y vẫn nói muốn uống với cậu chén rượu, sao? Sau khi biết Chu Đình Đông ngã ngựa, Thương Vô Bệnh lập tức gọi điện cho Triệu Quốc Đống, mời y lúc khách sạn ai làm phó bí thư thị ủy Khúc Châu có thể cân nhắc phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Nhạc Bảo Tương. Đây là lần đầu Thương Vô Bệnh mở miệng nhờ nên Triệu Quốc Đống không tiện từ chối. Cũng may biểu hiện của Nhạc Bảo Tương ở tỉnh ủy mọi người đều thấy, chỉ là thời gian đề bạt làm phó Chánh Văn phòng khá ngắn, lại là xếp cuối trong mấy vị phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy. Chẳng qua rất nhiều lúc điều quan trọng nhất chính là lập trường chính trị kiên định, mà điểm này Nhạc Bảo Tương tuyệt đối không có chuyện. Trưởng ban Triệu, tôi mặc dù mặt hơi mỏng nhưng ngài coi như cho trưởng ban thư ký Thương mặt mũi. Ngài tới Điền Nam lâu như vậy nhưng ít đến văn phòng ngồi, làm cho văn phòng tỉnh ủy muốn thay ngài viết gì đó cũng không có cơ hội. Ai bảo văn phòng ban ngài có mấy ngòi bút lợi hại như vậy? Nhạc Bảo Tương là người phương Bắc, nói chuyện đúng giọng thiên tân. Ha ha, Chánh văn phòng Nhạc. Mặc dù mai mới diễn ra hội nghị thường ủy nhưng tôi cũng chúc mừng trước. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Nhạc Bảo Tương là người khá hào sảng, đương nhiên hào sảng không có nghĩa không có đầu óc. Người này theo sát Thương Vô Bệnh, được Thương Vô Bệnh tin tưởng. Lần này có cơ hội, Thương Vô Bệnh lập tức nghĩ đến y. Ngoài hai lần gọi điện cho Triệu Quốc Đống, y còn tự mình đến nói chuyện với Triệu Quốc Đống về việc của Nhạc Bảo Tương. Đương nhiên đây cũng là được Thái Chánh Dương cho phép. Triệu Quốc Đống cũng thoáng lộ việc này trước mặt Thái Chánh Dương, Thái Chánh Dương không phản đối. Vậy trưởng ban Triệu, chúng ta cứ nói như vậy đi, bên ngài còn có ai nữa không? Nhạc Bảo Tương cười hì hì nói. Ồ, vậy tôi gọi Lão Điền nữa. Trong thời gian này anh ta cũng rất bận, để anh ta có buổi tối thư giãn. Trưởng ban Tử Lan là phụ nữ còn phải lo cho gia đình nên không gọi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Hắc hắc. Trưởng ban Tử Lan uống có tiếng trong hệ thống tổ chức, đương nhiên chị ta không thể so sánh với trưởng ban Triệu rồi. Trưởng ban thư ký Thương nói với tôi ngài có tử lượng số 1 số 2 của tỉnh ủy chúng ta,
hôm nay tôi phải mời ngài vài chén mới được. Nhạc Bảo Tương nói. Quyển 17, chương 81. Hứa Vọng Giang cũng biết chuyện xảy ra ở Khúc Châu. Mặc dù chuyện đang bàn tán xôn xao nhưng người Trung Quốc có thói quen nhanh quên, Hứa Vọng Giang tin rằng nếu không có một cơ chế giám sát khoa học hợp lý thì chuyện như vậy còn có thể xảy ra nữa. Ngồi. Một chữ ngắn ngọn làm Hứa Vọng Giang cảm thấy Chủ tịch Đào Như thoáng gầy đi rất nhiều. Chủ tịch, có phải ngài có công việc cần an bài không? Hứa Vọng Giang cẩn thận hỏi. Ừ, tôi thông báo trước với anh, có thể trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy ngày mai sẽ thông qua việc điều chỉnh vị trí của anh. Đào Hòa Khiêm nói thẳng vào vấn đề. Anh sẽ tới Khúc Châu làm bí thư thị ủy. Khúc Châu. Hứa Vọng Giang lấy làm kinh hãi sau đó cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên nói. Vậy bên Sở Châu do ai thay thế lão hạ? Trần Trung Kính hay là người khác? Trần Trung Kính, anh bây giờ đừng để ý chuyện ở Sở Châu. Anh phải nhanh chóng quen thuộc tình hình bên Khúc Châu, ổn định cục diện, không nên ảnh hưởng đến đại cuộc của Khúc Châu. Đào Hòa Khiêm khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Mặc dù bề ngoài Thái Chánh Dương là thả một con ngựa nhưng Sở Châu đã về tay Thái Hệ. Chẳng qua địa vị của Sở Châu không thể so sánh với Khúc Châu. Tầm quan trọng của Khúc Châu thì anh cũng biết, tôi hy vọng anh có thể làm ra thành tích ở Khúc Châu, làm cho những kẻ hy vọng xem trò cười phải ngậm miệng lại. Trong câu nói của Đào Hòa Khiêm mơ hồ có một tia tâm trạng trong đó. Hứa Vọng Giang không khỏi thầm than đợt sóng gió này không ngờ lại nổi lên với cách đó. Mình vốn nghĩ sẽ tiếp nhận chức bí thư thị ủy Sở Châu, không ngờ người tính không bằng trời định, chỉ chớp mắt mình đã quay về Khúc Châu. Đã xác định rồi sao chủ tịch? Hứa Vọng Giang biết câu nói này của mình là hơi thừa. Ừ, xác định rồi. Dương Minh Cử tạm thời không điều chỉnh nhưng đó chỉ là nhất thời. Cho nên anh cần phải quen thuộc tình hình trong thời gian ngắn nhất, thiết thực thực hiện chức trách của bí thư thị ủy. Nhớ anh là bí thư thị ủy, không nên bị tin đồn bên ngoài tác động. Nên làm như thế nào thì cứ làm vậy. Nó giống như lúc anh ở Sở Châu, cần phải tỏ rõ quyết đoán, làm ra thành tích. Đào Hòa Khiêm chớp chớp mắt, Sở Châu đổi lấy Khúc Châu, bước này chưa chắc đã có lợi nhưng y không thể không đi. Cuộc điều chỉnh nhân sự này không ngờ được mở màn từ sự kiện diễn ra tại Khúc Châu. Khúc Châu điều chỉnh mạnh như vậy khiến cho điều chỉnh các nơi như Sở Châu, Lan Thương rất khó làm mọi người chú ý tới. Đương nhiên đây là trừ người trong cuộc. Hứa Vọng Giang làm bí thư thị ủy Khúc Châu, Dương Minh Cử vẫn tạm thời làm thị trưởng Khúc Châu. Ủy ban kỷ luật cùng thanh tra tỉnh đã có phê bình nghiêm khắc với một số sai lầm trong công việc của Dương Minh Cử, cũng đưa ra biện pháp kỷ luật nhưng đây đã là nằm ngoài suy đoán của bao người. Vốn tưởng Dương Minh Cử cũng ngã không dậy nổi như cô Anh Hải, không ngờ Dương Minh Cử có thể thoát thân, bảo vệ được vị trí thị trưởng. Nhạc Bảo Tương làm phó bí thư thị ủy Khúc Châu, Mao Cự Thành làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Khúc Châu. Hai ứng viên này cũng trong dự liệu của mọi người. Nhạc Bảo Tương đến từ văn phòng tỉnh ủy, cũng đại biểu cho tỉnh ủy chú ý công việc sau đây ở Khúc Châu. Mà Mao Cự Thành là nhân vật có thể sống sót khi hai thế lực Đào Trương kìm kẹp đương nhiên là có bản lĩnh của mình. Mà cũng có không ít người loáng thoáng nghe được lần này Mao Cự Thành lên làm là phó thị trưởng thường trực là do có quan hệ khá lớn từ việc trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Quốc Đống hết lòng đề cử. Dạ Bạch. Lúc nào đó tôi cần phải cảm tạ xếp Triệu nhà ông. Đợi nhà hai người lên xe, Tào Tử Đạt từ từ khởi động xe chạy ra khỏi biệt thự. Sao, là vì cho anh làm ủy viên đảng ủy văn phòng tỉnh ủy sao? Phương Dạ Bạch cười cười vỗ vỗ đầu con mình ra hiệu cho nó ngồi sang bên cạnh bà mẹ. Không phải là do trưởng ban thư ký thương các ông nhìn chúng ông sao? Sao lại nói đến xếp Triệu? Nhà hai người quan hệ khá tốt, tháng 9 vừa khai giảng, thời tiết cuối thu đẹp. Áp lực học của đám nhỏ không lớn nên nhân dịp cuối tuần người hai nhà hẹn nhau đến hồ giã áp chơi. Trưởng ban thư ký thương sợ là có lựa chọn thích hợp hơn, điểm này tôi biết rõ. Đưa tôi với vị trí đó nếu không phải do xếp Triệu nói thì sợ là không thể. Tào Tử Đạt vừa lái xe vừa nói. Dạ Bạch, có phải là ông nói giúp tôi không? Ông cảm thấy tôi có năng lực lớn như vậy sao? Nếu là cơ quan thuộc tỉnh khác thì tôi còn có thể nói vài câu. Nhưng ủy viên đảng ủy văn phòng tỉnh ủy thì có thể đến lượt tôi sao? Sợ là trưởng ban Triệu nói với trưởng ban thư ký thương, trưởng ban thư ký có nghe hay không cũng chưa biết. Trưởng ban thư ký là đại nội tổng quản của bí thư Thái mà. Phương Dạ Bạch liên tục lắc đầu nói. Ông nói là do trưởng ban Triệu đến nói chuyện với trưởng ban thư ký thương. Chắc là vậy, tôi nghe nói trong hội nghị đảng ủy văn phòng,
trưởng ban thư ký Thương trực tiếp đề cử tôi vào vi phó chánh văn phòng thứ tư, rất nhiều đều bất ngờ với việc này. Sau đó tôi thông qua trưởng ban thư ký Lữ mới biết đó là do trưởng ban Triệu nói đến tên tôi với trưởng ban thư ký Thương. Tào Tử Đạt cũng có chút kinh ngạc, xem ra Phương Dạ Bạch không phải đang giả vờ, y còn tưởng Phương Dạ Bạch nói giúp mình trước mặt Triệu Quốc Đống, không ngờ Phương Dạ Bạch hoàn toàn không biết gì. Vậy có phải là ông làm việc gì để trưởng ban Triệu có ấn tượng đặc biệt tốt không? Phương Dạ Bạch vuốt cằm nói. Không thể, trưởng ban Triệu về cơ bản không đến chỗ tôi dù muốn biểu hiện trước mặt trưởng ban Triệu cũng không có cơ hội. Tào Tử Đạt tỏ vẻ không thể nào. Vậy đúng là lạ, chẳng lẽ nói trưởng ban Triệu liếc mắt một cái là hài lòng với anh? Phương Dạ Bạch cũng rất khó hiểu. Cảm thấy hài lòng với tôi ư, vậy cũng phải cho tôi cơ hội thể hiện chứ. Nếu thật sự thấy hài lòng với tôi vậy tốt hơn hết là thả tôi xuống dưới, lần này có nhiều cơ hội như vậy, đi đâu cũng là cơ hội rèn luyện mà. Tào Tử Đạt có chút nuối tiếc nói. Được rồi, ông mới cấp phó huyện, dù lúc này lên cấp thành chính huyện, ông đi ra có thể làm được chức vụ gì? Bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện, ban tôi quản đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên, cán bộ cấp huyện còn chưa đủ tư cách. Phương Dạ Bạch cười ha hả nói. Muốn xuống ông còn cần làm ở chức ủy viên này 1-2 năm rồi đi xuống cũng không muộn, an bài như vậy là thỏa đáng rồi. Ông thật sự muốn xuống thì đợi sang năm tôi tìm trưởng ban Triệu nói một chút xem có cơ hội rồi chúng ta cùng xuống. Ông cũng muốn đi xuống. Mắt Tào Tử Đạt sáng lên. Không phải vấn đề chúng ta muốn xuống hay không mà là chúng ta nếu muốn làm ra thành tích thì ở mãi cơ quan trên tỉnh có làm được không? Nếu muốn làm chút chuyện chính thức. Làm ra gì đó thì vẫn phải đi cho nên chúng ta cần phải đi xuống. Phương Dạ Bạch thật ra thấy rõ điểm này. Ở cơ quan trên tỉnh là nơi lấy lý lịch, phải nhân lúc còn trẻ xuống dưới làm ra thành tích mới không uổng công bỏ tới vị trí bây giờ. Mình bây giờ đã là cấp chính huyện, đi xuống coi như cũng có thể làm bí thư, chủ tịch quận, huyện, như vậy có thể làm chuyện có lợi cho dân cho nước. Xe vững vàng dừng ở đường đi thông vào hồ, chiếc xe Audi đằng trước có biển số rất quen. Ngay cả Tào Tử Đạt cũng không nhịn được kêu lên một tiếng. Phương Dạ Bạch càng thấy rõ. Ồ, là xe của trưởng ban Triệu. Trưởng ban Triệu hình như cũng đến Hồ Dạ Áp. Người nhà trưởng ban Triệu hình như không ở Côn Châu thì phải. Trưởng ban Triệu một mình đến đây để thư giãn à? Tào Tử Đạt rất tò mò. Ừ, vợ trưởng ban Triệu hình như làm ở Bộ Quốc phòng, bây giờ đang công tác trên Bắc Kinh, tôi chưa gặp bao giờ. Phương Dạ Bạch luôn có thái độ không nghe không hỏi đến việc gia đình của lãnh đạo. Bí thư Thái cũng thường xuyên đến hồ này, không chừng trưởng ban Triệu các ông đến đây gặp bí thư Thái. Tào Tử Đạt thuận miệng nói. Có thể, hai sếp lớn gặp nhau không biết vận mệnh bao người lại được quyết định trong cuộc nói chuyện của bọn họ. Phương Dạ Bạch cười cười nói đùa. Chỉ mong vận mệnh của chúng ta đừng có được quyết định chỉ bằng cuộc nói chuyện của bọn họ. Quyển 17, chương 82. Đại cuộc đã định nhưng công việc sau đó vẫn phức tạp. Điền Trung, Điền Tây Nam cùng với Điền Tây lục tục điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền, Trần Trung Kính đảm nhiệm bí thư thị ủy Sở Châu, thị trưởng do phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đến đảm nhiệm. Thị trưởng Hồng Sơn cũng đã được xác định, do phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Tề Bằng đảm nhiệm, đây là do ý của Thái Chánh Dương. Lãnh đạo chủ yếu các thị xã đã xác định xong nhưng vẫn còn một vài thành viên bộ máy còn trống. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống đề nghị không nên làm ngay một lần, có thể tạm hoãn đôi chút. Nếu có lựa chọn tốt thì xác định, nếu không thì bỏ lại. Trong thời gian này không chỉ Triệu Quốc Đống rất bận, Điền Vĩnh Thái cùng Kỳ Tử Lan cũng gần như dồn hết tâm trí vào đợt điều chỉnh này. Lựa chọn cho mỗi vị trí cũng quan hệ đến vận mệnh chính trị cả đời của một cán bộ, thậm chí mấy cán bộ, không ai dám sơ sót. Trong việc điều chỉnh thành viên bộ máy các thị xã và cơ quan thuộc tỉnh, hắn về cơ bản giao cho Điền Vĩnh Thái cùng Kỳ Tử Lan khảo sát, nghiên cứu trước, sau đó đưa ra phương án chung. Điền Vĩnh Thái phụ trách các thị xã, Kỳ Tử Lan phụ trách cơ quan thuộc tỉnh. Điền Vĩnh Thái cùng Kỳ Tử Lan làm nhiều năm bên công tác tổ chức nhưng lần đầu tiên phụ trách việc điều chỉnh nhân sự quan trọng như vậy, hơn nữa Triệu Quốc Đống thoáng cái giao quyền lực cho bọn họ làm cả hai cảm nhận trọng trách, trách nhiệm rất nặng nề. Trưởng ban Triệu, sau khi trưởng ban Tần đi ban ta vẫn thiếu một phó trưởng ban. Lão Diêu lại không quan tâm mấy chuyện bên này, tôi và trưởng ban Tử Lan đúng là cảm thấy không phụ trách hết công việc. Ngài xem có nên nhanh chóng cân nhắc vấn đề phó trưởng ban không? Điền Vĩnh Thái đến văn phòng Triệu Quốc Đống rồi không nhịn được ưỡn ưỡn lưng một chút. Trong thời gian này y đúng là quá mệt,
mà Kỳ Tử Lan hôm nay còn xin nghỉ phép nói muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ừ, vấn đề tôi vẫn suy nghĩ, ý của tôi là chọn người ở ban ta. Tôi cũng biết mấy ủy viên đảng ủy đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Triệu Quốc Đống giãn người ra đôi chút rồi bỏ tài liệu trong tay xuống. Đây đều là về tình hình khảo sát các cấp phó, Triệu Quốc Đống chuẩn bị tiến hành báo cáo với tỉnh ủy trước Quốc Khánh. Đợt điều chỉnh vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của các thường vụ tỉnh ủy, mấy đợt thảo luận liên tục làm các thường vụ thấy mệt mỏi nên cần một thời gian nghỉ ngơi. Nó có lợi cho mọi người có thể duy trì sự tỉnh táo mà cân nhắc vấn đề. Ừ, phó trưởng ban đúng là nên sinh ra từ chính ban ta, nếu không sẽ khiến các đồng chí khác trong ban thấy mất mát. Ngay cả tôi và trưởng ban Tử Lan đều là từ ngoài tới, lúc ấy có không ít âm thanh. Vì thế tôi cũng cảm thấy nên làm như vậy. Điền Vĩnh Thái cười nói. Trong ban tổ chức cán bộ hiện nay ngoại trừ Liêu Cương là người từng bước đi lên trong ban ra, mấy người khác đều là điều từ ngoài tới. Triệu Quốc Đống không nói, ngay cả Tần Lực, Kỳ Tử Lan, Điền Vĩnh Thái đều là điều từ ngoài tới, đây là đả kích không nhỏ đối với mấy vị ủy viên đảng ủy ban. Vĩnh Thái, quan điểm này của anh thì tôi không đồng ý. Tôi cảm thấy nếu cứ mãi làm việc ở ban sẽ không có lợi cho sự trưởng thành, không có kinh nghiệm công tác cơ sở thì sao anh hiểu được cơ sở? Làm sao biết cơ sở cần cán bộ loại hình nào nhất? Dựa vào báo cáo của thị ủy bên dưới là được sao? Tôi cảm thấy như vậy quá huyễn hoặc. Công việc của ban ta là làm gì? Đó chính là xây dựng tổ chức và xây dựng cán bộ. Trong đó xây dựng tổ chức đi trước, đương nhiên trong công việc thực tế thì xây dựng tổ chức phải tiến hành thông qua xây dựng đội ngũ cán bộ. Vì thế cũng cần lãnh đạo các phòng ban của ban ta có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Triệu Quốc Đống nói cũng chính là một cơ sở cho việc lựa chọn phó trưởng ban. Chỉ có trưởng phòng cán bộ số 2 Tôn Ấu Lai điều từ chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Chiêu Đạt tới là được Triệu Quốc Đống chú trọng. Mấy người khác cơ bản đều trưởng thành lên ở ban tổ chức cán bộ. Mặc dù có kinh nghiệm công tác cơ sở nhưng thời gian quá ngắn, không phù hợp tiêu chí chọn người của Triệu Quốc Đống. Thực tế Điền Vĩnh Thái cũng phát hiện được quan điểm trong công việc của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thích người từ cơ sở lên, nhất là người có kinh nghiệm phong phú, nếu trình độ lý luận tốt nữa thì càng được Triệu Quốc Đống ưu ái. Ngược lại chỉ nói lý thuyết, thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở thì Triệu Quốc Đống sẽ không hài lòng, thậm chí nói rõ không thể gánh vác trọng trách. Trưởng ban Triệu, tôi thấy Đinh Hoa cùng Phương Dược Ba có năng lực. Điền Vĩnh Thái thử nói. Đinh Hoa cùng Phương Dược Ba đều là đại tướng trong ban, một người là trưởng phòng cán bộ số 3, một là trưởng phòng giám sát cán bộ, cả hai đều được Triệu Quốc Đống tín nhiệm. Hai người bọn họ tuy có năng lực nhưng Đinh Hoa không có kinh nghiệm công tác cơ sở, đây là trở ngại lớn nhất cho sự trưởng thành. Mà Dược Ba chỉ là ở ban tổ chức cán bộ thị ủy Côn Châu trong thời gian ngắn, thậm chí không coi như là cơ sở. Trong mắt tôi thiếu thời gian chúng tôi ở cơ sở chính là nuối tiếc lớn nhất của đời người. Vì thế tôi vẫn luôn suy nghĩ nếu có cơ hội thích hợp thì để bọn họ xuống rèn luyện. Ở vấn đề này tôi đã báo cáo với Bí thư Chánh Dương cùng Bí thư Bảo Quốc báo cáo qua, bọn họ cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Triệu Quốc Đống kiên quyết nói. Ban ta không thể có cán bộ chỉ biết ngồi trong văn phòng nghe báo cáo, không giới hạn việc chạy xuống dưới khảo sát, nhìn một chút, nghe một chút. Sau đó nghe cán bộ của ban tổ chức cán bộ bên dưới phản ánh tình hình. Anh phải có năng lực xử lý độc lập, điểm này là rất quan trọng. Anh cũng từ cơ sở đi ra, anh nói đúng lương tâm xem ở ban ta có đầy cán bộ cấp chính, phó huyện nhưng có mấy người từng làm ở cơ sở. Đều từ cơ quan này điều tới cơ quan kia, cả ngày đều ngồi trong văn phòng viết viết, đọc đọc. Nếu ném bọn họ tới làm bí thư, chủ tịch huyện một nơi xa xôi, gánh vác trọng trách phát triển nơi đó thì bọn họ có thể làm được không? Triệu Quốc Đống nói khá căng làm Điền Vĩnh Thái cảm thấy nóng mặt. Lúc này Phan Xảo vừa vặn tiến vào xin Triệu Quốc Đống ký tên. Triệu Quốc Đống nói như vậy, Điền Vĩnh Thái không dám tùy tiện tiếp lời. Nếu bị cán bộ trong ban nghe được không biết oán thầm bao lâu. Phan Xảo cũng nghe thấy câu nói vừa rồi của Triệu Quốc Đống nhưng cô không hề bất ngờ. Phan Xảo sớm biết Triệu Quốc Đống nghi ngờ về năng lực làm việc của cán bộ trong ban, nhất là cán bộ thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở càng khó được Triệu Quốc Đống tán thành. Lúc còn làm việc ở Ninh Lăng, các cán bộ ở Ninh Lăng đều biết Triệu Quốc Đống thiên vị cán bộ từ quận, huyện lên, không quá hài lòng với các cán bộ thuộc ban ngành của thị xã. Vì thế cán bộ được gọi là hơi ưu tú chút của các cơ quan này đều bị đưa xuống quận, huyện rèn luyện. Nó giống như Thôi Tú Phu và Chu Trọng vậy, đều bị đưa xuống làm chủ tịch quận, huyện. Không biết quan điểm này của Triệu Quốc Đống có phải do hắn cũng từ cơ sở đi lên hay không, nhưng hắn kiên quyết thực hiện quan điểm này ở Ninh Lăng.
lúc Triệu Quốc Đống tới Điền Nam cũng dùng cách này áp vào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Mà một khi hắn xác định quan điểm này ở ban tổ chức cán bộ Điền Nam, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến một nhóm thậm chí một đời của cán bộ. Cái loại cán bộ chỉ mong ngồi trong cơ quan cho nhàn hạ, uống trà, chắp tay sau lưng ngồi xe đi xuống coi như hoàn thành nhiệm vụ sẽ dần bị xa lánh, thay vào đó nếu muốn chính thức được trọng dụng thì xuống dưới làm vài năm xem anh có năng lực đảm đương một phía hoặc là nói xử lý công việc cụ thể không. Chỉ có qua cửa này anh mới coi như cán bộ lãnh đạo đủ tư cách. Trưởng ban Triệu, công việc có phân công, mỗi người mỗi vẻ. Tôi cảm thấy ở điểm này ngài yêu cầu hơi khắt khe. Hơn nữa tôi cảm thấy mặc dù có vài đồng chí chưa từng làm ở cơ sở nhưng khi lên vị trí lãnh đạo vẫn làm rất xuất sắc. Điền Vĩnh Thái cảm thấy không thể vơ đũa cả nắm. Tôi không phải nói mấy cán bộ này làm không tốt, nhưng tôi cảm thấy bọn họ nếu muốn tăng năng lực của mình, nếu muốn làm tốt hơn, nếu muốn lên vị trí quan trọng hơn để thể hiện năng lực của mình thì nhất định phải có một thời gian công tác ở cơ sở, đây là quan điểm từ trước đến giờ của tôi. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Ở điểm này tôi thấy ban tổ chức cán bộ chúng ta cần đưa ra một quy chế, phải chủ động để cán bộ của ban ta ra ngoài, xuống cơ sở rèn luyện. Nhất là cán bộ ưu tú có tiềm lực phát triển càng cần như vậy, không nên đặt bọn họ trong phòng mãi, công tác ở cơ sở sẽ có lợi không nhỏ cho bọn họ. Tôi tin chính anh cũng phải cảm nhận được điều này mới đúng. Không thể bởi vì đến ban tổ chức cán bộ cũng lại lây thói quen chủ nghĩa địa phương. Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm Điền Vĩnh Thái có chút lo lắng. Y đúng là muốn giải thích thay cán bộ chưa từng xuống cơ sở. Quan điểm này của Triệu Quốc Đống một khi hình thành, đưa ra quy chế thì cán bộ nếu muốn được đề bạt thì nhất định phải xuống cơ sở rèn luyện, thử thách, đây có thể nói là lựa chọn rất khó khăn với nhiều người. Quen làm việc ở cơ quan nếu xuống cơ sở không chừng đến mấy huyện ở Điền Tây Bắc, Điền Tây 2 năm thì phải có nghị lực mới làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 17, chương 83. Thấy Triệu Quốc Đống xuống xe, Quảng Thiên Cửu đi lên ôm chặt hắn, sau đó vỗ mạnh vào vai Triệu Quốc Đống. Biết ngay cậu không đơn giản, bảo sao Lưu gia giữ chặt không ta. Chúng ta coi như có duyên phận, chạy đông chạy tây cười cười vẫn đến cùng chỗ. Ha ha, cư, tôi đến Côn Châu nửa năm rồi, đây coi như lần đầu tiên nghiêm chỉnh gặp anh ở Côn Châu đó. Triệu Quốc Đống cũng khá vui vẻ. Anh là lãnh đạo quân đồn chú cũng không gọi cho thằng dân bình thường này là sao? Tôi đây đâu là lãnh đạo quân đồn chú gì, muốn nói phải là sư đoàn đóng trên địa bàn Điền Nam mới đúng. Quảng Thiên Cửu cười ha hả nói. Đi, đi vào thôi, liệt tử đang chờ ở trong đó. Được, Triệu Quốc Đống nói. Diễn tập xong rồi chứ, anh thấy thế nào? Ừ, xong rồi, thật địa cảm nhận thực lực quân sự các nước, cũng hiểu được không ít về chiến thuật của bọn họ. Chẳng qua biểu hiện của chúng ta ở bán đảo Sơn Đông cũng không kém, cũng làm nước khác mở rộng tầm mắt. Quảng Thiên Cửu nhớ lại. Chuyến này học tập thiếu chút nữa có người chết, may là cuộc diễn tập này làm chúng ta mở tầm mắt nên coi như là sự bồi thường. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Cuộc diễn tập quân sự này ngoài Trung, Nga là quân chủ lực ra, hai nước cũng mời Kazakhstan cùng Kyrgyzstan cử quân tham gia, mấy nước khác cũng phái ra đoàn quan sát theo dõi. Địa điểm diễn tập ở bán đảo của Nga rồi kéo dài ra tận biển, sau đó chuyển đến bán đảo Sơn Đông tiến hành diễn tập trên cạn, trên biển, trên không. Mục đích chủ yếu chính là áp chế lực lượng quân sự bên ngoài muốn tiến vào khu vực Đông Bắc Á. Quảng Thiên Cửu sau khi tham gia cuộc diễn tập xong cũng không lập tức về đơn vị mà dẫn một nhóm binh lính tham quan trường sĩ quan quân sự Nga, thực địa xem binh lính Nga diễn tập, nhất là tham quan cuộc diễn tập của lính cơ giới. Bộ binh và điện tử, gần gũi cảm nhận được trạng thái thực chiến và sự phản ứng nhanh của bộ đội. Mặc dù hoàn cảnh địa lý và cơ chế không giống nhau, chẳng qua đối với Quảng Thiên Cửu sắp cầm đầu một sư đoàn mà nói thì toàn phương vị hiểu rõ cơ chế quân phản ứng nhanh của nước bạn là cần thiết. Trung ương quyết định thành lập hai sư đoàn phản ứng nhanh ở Tây Bắc, Tây Nam. Nó cho thấy chiến lược an toàn của quốc gia đã có thay đổi. An ninh khu vực biên giới phía Tây không quá lạc quan. Nhất là áp lực khủng bố ở khu vực Trung Á không ngừng tăng lên. Hơn nữa Mỹ lợi dụng việc chống khủng bố ở Trung Á mà muốn tiến hành cuộc cách mạng màu ở Trung Á. Tháng 3 cuộc cách mạng màu ở Kyrgyzstan nổ ra nhưng thất bại rõ ràng có bóng dáng Mỹ đứng sau, điều này khiến hai nước Trung Quốc, Nga rất coi trọng. Nếu Trung Á bị mất thì hai nước Trung Nga sẽ bị thiệt trực tiếp, đây là điều hai nước không thể tha thứ. Ngoài vấn đề Trung Á ra, tình hình an ninh khu vực biên giới Tây Nam Trung Quốc cũng cần đặc biệt chú ý đến các phần tử tội phạm từ Ấn Độ lẻn vào. Tình hình bên Myanmar cũng không quá ổn.
Myanmar bị các nước Âu Mỹ cấm vận, mà Myanmar là cổ họng tiến về Tây Nam của Trung Quốc, đảm bảo sự vững vàng của Myanmar, đề phòng thế lực bên ngoài can thiệp cũng là lý do khiến Trung ương càng thêm chú trọng khu vực Tây Nam. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Điền Nam đang đứng cười cười chờ tại cửa, Triệu Quốc Đống rất tùy ý chào đối phương. Quảng Thiên Cửu học xong sắp gánh vác nặng nề trên vai. Triệu Quốc Đống và Điền Nam là bạn của Quảng Thiên Cửu nên muốn bày tiệc chúc mừng y. Chẳng qua Điền Nam ra tay trước, Triệu Quốc Đống không thèm để ý, ai mời cũng như nhau, có tâm ý là đủ rồi. Trưởng ban Triệu, chuyến này cứ về có phải là có cảm giác khác không? Sau mấy lần tiếp xúc, Điền Nam dần thay đổi thái độ với Triệu Quốc Đống. Phong cách nói 102 của Triệu Quốc Đống làm Điền Nam ABN và chấp nhận đối phương. Ít nhất thái độ thẳng thắn của đối phương đối với Điền Nam mà nói cũng đại biểu ý nghĩa nào đó. Điền Nam có thể làm thị trưởng Côn Châu thì cũng không phải là người không biết thời cuộc. Có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của mình. Điền Nam dù kiêu ngạo đến đâu cũng không cho rằng mình không cần dựa vào ai mà lên chức nhanh được. Hơn nữa Triệu Quốc Đống đã chủ động gặp và nói chuyện cũng là cho Điền Nam đủ mặt mũi. Đúng thế, cứ lần này về như thay đổi hẳn, ngay cả luồng sát khí trên người cũng nặng hơn nhiều, rất có khí thế. Tôi mặc dù không làm quân nhân nhưng cũng biết quân nhân có khí thế này. Triệu Quốc Đống không tiếc lời khen, hắn nói làm Quảng Thiên Cửu có chút tự hào. Tôi nói hai người đừng xưng hô trưởng ban, thị trưởng gì cả. Ba chúng ta gặp nhau thì đừng nói đến chức vụ. Hai người gọi tôi là cư, tôi gọi hai người bằng tên. Quốc Đống, Liệt Tử, hai người cứ gọi như vậy đi, lúc nào gặp mặt vì công việc thì gọi khác. Quảng Thiên Cửu có ý muốn kéo gần quan hệ hai người Triệu Quốc Đống, Điền Nam lại. Điền Nam và y là anh em tốt lớn lên từ nhỏ với nhau. Triệu Quốc Đống mặc dù thông qua Trầm Đông Chiêu giới thiệu nhưng lại rất hợp ý với y. Hai người kia cùng đến làm ở Điền Nam, một là thị trưởng tỉnh thành, một là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lần trước tranh đoạt chức bí thư thị ủy Côn Châu, Điền Nam thất bại khiến hai người này như có mâu thuẫn, Quảng Thiên Cửu ở bên ngoài biết tin cũng khá lo lắng, sốt ruột. Mặc dù quân sự và chính trị có cách thức quản lý khác nhau nhưng Quảng Thiên Cửu cũng biết chức bí thư thị ủy Côn Châu không phải do Triệu Quốc Đống có thể quyết định được, hắn nhiều lắm chỉ có thể đưa ra ý kiến của mình mà thôi. Người tạo được tác dụng quyết định chính là bí thư tỉnh ủy và ban tổ chức cán bộ trung ương. Ai có thể thành công cũng không phải là do Triệu Quốc Đống đề cử sẽ thành. Triệu Quốc Đống cùng lắm chỉ có tác dụng thuê hoa trên gấm. Đương nhiên Quảng Thiên Cửu cũng biết mình quá rõ ràng nhúng tay điều hòa quan hệ của hai người này là không sáng suốt. Đi đến mức này không phải tình cảm cá nhân đơn thuần là kéo lại được, tình cảm cá nhân có tác dụng không? Đương nhiên là có nhưng chỉ có thể tạo được tác dụng bôi trơn, chính thức muốn quan hệ của hai người kia tiến vào giai đoạn mật thiết thực sự thì còn phải do chính bản thân Điền Nam cố gắng. Triệu Quốc Đống không phải người khó quan hệ, Quảng Thiên Cửu vẫn cho rằng vi. Với tính cách của Điền Nam mà không thể hòa hợp với Triệu Quốc Đống đó là do khúc mắc trước đó ảnh hưởng đến việc hai người tiến thêm một bước trong quan hệ. Quảng Thiên Cửu cho rằng hoàn toàn có thể tiêu trừ. Cả bữa ăn Triệu Quốc Đống và Điền Nam đóng vai người nghe, lắng nghe Quảng Thiên Cửu nói về kinh nghiệm đi học và tập trận đồng thời cũng nói về cảm nhận với tình hình hiện nay. Điền Nam xuất thân gia đình quân đội, cũng từng làm quân nhân, mà Triệu Quốc Đống lại là người mê quân sự. Ba người ngồi với nhau nên đương nhiên là nhắc đến chuyện quân sự. Điều này làm Quảng Thiên Cửu có chút buồn bực, y vốn định tìm cơ hội tiến vào chủ đề nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, ngược lại mình lại bị hai người kia hướng vào đề tài bọn họ đưa ra. Cả bữa ăn mất 2 tiếng, uống hết vài chai mà y không nói được nửa câu vào chính đề. Mãi đến khi ba người muốn chia tay, Quảng Thiên Cửu uống hơi nhiều nên không nhịn được. Tôi nói Liệt Tử, Quốc Đống, nửa ngày toàn bị hai người lừa nói đủ chuyện đâu đâu, điều tôi muốn nói lại không thể nói ra. Bây giờ tôi nói thẳng. Hai người là anh em tốt của tôi, không quan tâm ai về sau gặp gì nhưng chúng ta ít nhất có điểm nhất trí đó là không phải kẻ muốn làm quan để hưởng thụ. Chúng ta đều muốn làm việc chính thức, có lẽ chúng ta do xã hội và thực tế nên không thể không có thỏa hiệp, thậm chí làm vài chuyện ngược lại với ý của mình nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không vượt quá giới hạn. Quốc Đống và Liệt Tử có duyên cùng làm việc trong một sân khấu, tôi nghĩ đây là duyên phận. Tôi thật sự hy vọng hai người quý trọng duyên phận này. Triệu Quốc Đống không nhịn được cắt ngang lời nói của Quảng Thiên Cửu. Cư, tôi sao thấy lời này của anh không được tự nhiên? Duyên phận gì chứ, nghe giống như cảm thấy chúng ta bị số phận buộc chặt vậy. Anh muốn nói gì, có phải là thấy tôi và Điền Nam có ngăn cách nên anh muốn hóa giải? Nếu là vấn đề này tôi nghĩ không cần,
Mấy tháng qua sau vài lần tiếp xúc tôi nghĩ Điền Nam có thể hiểu được tác phong làm việc của tôi. Chúng tôi không cần cố gắng lấy lòng nhau, nên làm như thế nào thì vẫn làm vậy, cứ dựa theo cuộc sống của mình mà sống, giữ vững lương tâm là được. Mắt Điền Nam hiện lên một tia kinh ngạc, lời này của Triệu Quốc Đống đã đúng suy nghĩ trong lòng y. Y không cần ai thương xót, cần lọt vào mắt xanh của ai. Y làm quan, làm việc không cần hết sức lấy lòng ai. Triệu Quốc Đống về công việc là lãnh đạo, y tôn trọng nhưng nếu muốn thành bạn thì phải căn cứ tình hình mà xác định. Chí khác nhau thì không đi lại được, Điền Nam tuyệt đối không vì muốn lên chức mà đi ngược nguyên tắc làm người của mình. Thấy Điền Nam không nói gì nhưng trên mặt lộ rõ vẻ tán thành, Quảng Thiên Cửu gật đầu vỗ vỗ vai hai người rồi đi thẳng. Triệu Quốc Đống và Điền Nam nhìn nhau cười sau đó tự lên xe rời đi. Quyển 17, chương 8-14. Lúc Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh, Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên đã đứng chờ hắn ở sân bay. Hai người này lên Bắc Kinh trước Triệu Quốc Đống vài hôm, chủ yếu chính là đi trước nắm bắt tình hình. Cao tốc Côn Văn đã chính thức đi vào quỹ đạo vận động, Diệp Khánh Xuyên ít nhiều có chút liên lạc với Bộ Thương mại, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Giao thông. Dù bản thân y chưa đủ trọng lượng thì cũng có thể mời ra một hai vị đại thần đến liên lạc giúp, như vậy còn tốt hơn rất đông cán bộ địa phương lên Bắc Kinh. Quan Bắc Kinh rất oai phong, cán bộ cấp giám đốc sở bình thường lên Bắc Kinh về cơ bản chỉ có thể xếp hàng dài mà đợi. Dù là phó chủ tịch tỉnh cũng phải xem bình thường anh có hay lên bộ không. Nếu không anh cũng có thể đứng ở bên đợi vài hôm là bình thường. Điều kiện của văn phòng thị xã Văn Thành ở Bắc Kinh không quá tốt. Bọn họ chỉ có thể cung cấp việc chỗ nghỉ, nơi ăn uống và mua vé máy bay mà thôi. Anh muốn mong văn phòng này có quan hệ mật thiết với Bộ Trung ương thì đó là điều không thực tế. Triệu Quốc Đống thật ra không quá để ý cái này. Hắn quen thuộc tình hình Bắc Kinh hơn người bình thường nhiều, dù sao hắn cũng ở đây nửa năm. Về phần bên Bộ Giao thông và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì hắn cũng có chút quan hệ. Nhưng hạng mục cao tốc Côn Văn không hề nhỏ, số tiền đầu tư khá lớn. Dù là Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê hạng mục này cũng cần nhiều trình tự. Nếu muốn cả hạng mục này trải qua từng trình tự thì không có một năm là không thể. Tình hình thế nào? Triệu Quốc Đống bảo hai người lên xe của văn phòng tỉnh Điền Nam trên Bắc Kinh. Có vui có buồn, vui là bên Bộ Giao thông khá ủng hộ hạng mục cao tốc Côn Văn, nghe nói sau khi Bộ trưởng Hữu Tử về Bắc Kinh đã phái người đi chú ý công việc này, bây giờ vài ý kiến sơ bộ của Bộ Giao thông đã báo sang Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Buồn chính là các tỉnh bây giờ đều muốn có hạng mục xây dựng cơ sở vật chất, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chọn hạng mục nào vào năm nào cũng khó biết. Có đến lượt chúng ta hay không cũng khó nói. Vi Văn Minh lắc đầu nói. Mọi người không ai ngốc cả, năm ngoái Trung ương có chính sách khống chế giảm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, năm nay tài chính thả lỏng nên ai cũng muốn đoạt lại những thứ đã mất của năm trước. Bây giờ ai thành công là dựa vào bản lĩnh của người đó. Triệu Quốc Đống cũng sớm đoán được tình hình sẽ là như vậy. Sau khi khống chế ngắn ngủi một năm nhất định sẽ nghênh đón đợt đầu tư nở rộ, đây thực ra không khoa học nhưng có vài vấn đề không thể chỉ đứng ở góc độ kinh tế mà đánh giá vấn đề, cũng phải đứng ở góc độ chính trị mà nhìn nhận. Năm ngoái khối kinh tế tư nhân có phản ứng rất mạnh, bây giờ các tỉnh đều lợi dụng thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế. Trung ương có tiếng nói không đồng nhất ở vấn đề này cho nên lúc thể hiện chính sách khá loạn. Nhưng mà trưởng ban Triệu, tình hình Điền Nam chúng ta khác. Lần này Thủ tướng đến Điền Nam và tỏ thái độ khá rõ. Điền Nam chúng ta là đầu mối giao thương giữa Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á, Nam Á, cơ sở vật chất lạc hậu đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao lưu kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc với các nước, hơn nữa dễ hình thành hiệu ứng sụp đổ. Thủ tướng đã chuyên môn chỉ thị các bộ cần ưu tiên cân nhắc xây dựng cơ sở vật chất cho Điền Nam chúng ta. Diệp Khánh Xuyên có chút không cam lòng. Y vốn tưởng Thủ tướng đến Điền Nam rồi lên tiếng thì việc sẽ dễ làm. Nhưng không ngờ lên Bắc Kinh y phát hiện tình hình rất nghiêm trọng. Bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có một đống lớn hạng mục như vậy đều đợi qua cửa, mà về cơ bản từng hạng mục hoặc ít hoặc nhiều cũng có vị lãnh đạo nào đó lên tiếng hoặc phê duyệt. Mặc dù là như vậy nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia vẫn sẽ để hạng mục của anh ở bên, từng bước tiến hành, không hề bởi vì anh cảm thấy hạng mục của anh cấp bách hơn nên ưu tiên xem xét trước. Đương nhiên nếu hạng mục của anh thật sự quan trọng đến mức Thủ tướng tự mình phê duyệt sẽ khác. Ví dụ như cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn vậy, hội nghị thường vụ quốc vụ viện thông qua sẽ không cần ai chào hỏi, không cần ai giục cả. Khánh Xuyên, anh ở bộ đi ra, ở đây làm việc như thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ? Các cục trưởng, phụ trưởng đều tinh danh hơn khỉ, cái nào cần lập tức làm,
cái nào có thể gác lại, cái nào vứt vào xó, anh vừa báo lên là bọn họ có thể ngửi ra ngay một cách chính xác. Tôi đoán chuyện này lúc anh còn ở bộ thương mại cũng làm không ít. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Diệp Khánh Xuyên. Bây giờ anh mới thấy sự khó xử của bên dưới rồi chứ. Sau này nếu có cơ hội về bộ thì tuyệt đối đừng làm khó người bên dưới. Diệp Khánh Xuyên bị Triệu Quốc Đống nói như vậy cũng nóng mặt. Vị trưởng ban Triệu này quá nhạy bén. Hắn cũng đã làm ở bộ năng lượng nên đâu lạ mấy việc này, đi làm việc với lãnh đạo này vừa dễ dàng nhưng nếu muốn lừa gạt hắn thì đúng là tự rước nhục mình. Cao tốc Côn Văn này do chúng ta tự mình tranh thủ, thủ tướng lúc ấy nghe tôi báo cáo ngắn gọn cũng không tỏ thái độ, nói cách khác đây là hạng mục có thể nhanh có thể chậm. Có thể vừa báo là được duyệt ngay, cũng có thể gác 3-5 năm. Nói trắng ra phải xem chúng ta thao tác ra sao. Vậy trưởng ban Triệu ngài nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Vi Văn Minh rất lo lắng. Hạng mục cao tốc Côn Văn sau khi truyền ra đã tạo tiếng vọng rất lớn ở cả Văn Thành. Vừa lộ tin có thể nói khiến mấy triệu dân Văn Thành chú ý. Bây giờ thì ủy ban Văn Thành đúng là ở hoàn cảnh cưỡi trên lưng hổ. Nếu hạng mục này thật sự không được phê duyệt thì ủy ban Văn Thành ăn nói sao với mấy triệu dân chúng. Khánh Xuyên, anh cũng quen thuộc trình tự ở cấp bộ, anh nói xem định làm thế nào. Triệu Quốc Đống cũng hiểu việc này khó giải quyết. Diệp Khánh Xuyên chắc có cửa, hơn nữa y mới làm thị trưởng không lâu nên nhất định muốn làm việc gì đó vì Văn Thành để chứng minh năng lực của mình, Diệp Khánh Xuyên nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trưởng ban Triệu, không giấu gì ngài. Trước khi ngài đến tôi đã cùng Bí Thư Vi chạy đến Bộ Giao thông và Ủy ban Kế hoạch Phát triển vài chuyến. Bên Bộ Giao thông thì không vấn đề gì, toàn lực phối hợp nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lại không dễ bước. Tôi cũng tìm vài lãnh đạo nói giúp nhưng rất khó khăn. Thật sự do có quá nhiều hạng mục tốt như cao tốc Côn Văn, hơn nữa đều hy vọng lấy tài chính của Trung ương ra làm, đây là vấn đề khó khăn nhất. Nếu như nói tài chính của tỉnh hoặc là dự trù từ con đường khác thì sẽ dễ hơn. Diệp Khánh Xuyên không giấu giếm. Chủ yếu chính là ở điểm này. Ừ, tôi thấy anh còn điều chưa nói hết, nói đi, có ý gì? Triệu Quốc Đống nói. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, tôi cũng là học theo ngài. Cao tốc Côn Văn nếu muốn qua cửa thật nhanh thì phải giải quyết được vấn đề ai bỏ tiền. Tài chính Trung ương hàng năm dùng cho xây dựng cơ sở vật chất chỉ có từng đó, bao người nhìn chằm chằm vào nó. Không trách được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, nhưng nếu như chúng ta có thể tìm được nguồn đầu tư thì vấn đề ở bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sẽ không lớn. Diệp Khánh Xuyên giải thích. Tài chính của tỉnh cũng rất khó khăn, không thể bỏ tiền ra làm cao tốc Côn Văn. Năm nay đến sang năm tỉnh sẽ trọng điểm đầu tư xuất sắc cơ sở vật chất bên Điền Tây và Điền Tây Bắc. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Cái này tôi cũng biết, ý của tôi là dùng phương án BOT hoặc BOT. Diệp Khánh Xuyên nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Ồ, cao tốc Côn Văn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Văn Thành, nhưng đối với các nhà đầu tư thì bọn họ cần suy nghĩ khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận. Tôi đoán muốn tìm được nhà đầu tư thích hợp sẽ khó khăn không nhỏ hơn việc qua cửa của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Triệu Quốc Đống sớm biết Diệp Khánh Xuyên sẽ nói như vậy nên không hề ngạc nhiên. Về phần phương án BOT mặc dù chỉ là cách đổi mới của BOT nhưng khi phương án BOT hay bị nói thì phương án BOT không phải không thể. Thậm chí quốc gia và chính quyền địa phương cũng có thể lấy hình thức tham gia vào công ty đó để giảm bớt lo lắng cho nhà đầu tư. Chẳng qua từ tầm nhìn của quốc gia thì chưa có tiền lệ khi dùng phương án này để xây dựng đường cao tốc, chính sách có lẽ cũng có hạn chế nên tôi không chắc chắn. Phân tích chính xác của Triệu Quốc Đống làm Diệp Khánh Xuyên rất phục. Y vốn cảm thấy Triệu Quốc Đống lúc ở Ninh Lăng dùng phương án BOT để làm đường cao tốc chỉ là đề ra còn đâu do nhân viên tiến hành, không ngờ Triệu Quốc Đống lại hiểu sâu về chính sách ở phương diện này như vậy, chỉ ra vấn đề đều là các cửa khó vượt qua. Đây cũng là vấn đề làm phiền lòng Diệp Khánh Xuyên. Cao tốc Côn Văn rất quan trọng đến sự phát triển của thị xã Văn Thành, nhưng bởi vì kinh tế Văn Thành chậm phát triển, đầu tư quá lớn thì có thể thu hồi vốn hay không cũng khó nói. Nói cách khác nhà đầu tư mạo hiểm nhiều hơn, chưa chắc tìm được nhà đầu tư thích hợp. Thấy Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên như quả bóng xì hơi, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Sao, chỉ chút chuyện này đã đánh ngã hai anh ư? Định buông tha ư, tôi cũng không có thói quen nhanh như vậy đã lùi bước. Quyển 17 Chương 85. Mắt Phi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên cùng sáng lên. Triệu Quốc Đống nói được làm được, nếu hắn nói như vậy nhất định là có con đường nào đó. Khánh Xuyên, con đường của anh không sai, chủ yếu nằm ở chỗ thao tác như thế nào.
Cao tốc Côn Văn có vốn đầu tư quá lớn nhưng chúng ta tốt xấu cũng đã báo cáo với Thủ tướng về việc này, dù là Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia hay Quốc vụ viện cũng không đến mức gây khó dễ cho chúng ta. Vì thế chúng ta có thể tiến hành vài việc. Tôi nghĩ chúng ta có phải nên kêu gọi kinh tế tư nhân đến giúp giải quyết vấn đề không? Nhà đầu tư có thể có nhiều nguồn, đầu tư nước ngoài cũng tốt, đầu tư tư nhân hay nhà nước cũng tốt, đều không bị pháp luật hạn chế. Thứ hai, có thể xin vốn trợ cấp xây dựng đường cao tốc. Phương diện này tôi nghĩ chúng ta có thể làm được. Bộ trưởng Hữu Từ luôn miệng nói sẽ ủng hộ khu vực biên giới phát triển kinh tế, sẽ ủng hộ một cách lớn nhất cho xây dựng cơ sở vật chất. Theo tình hình đặc thù tôi nghĩ Bộ Giao thông trợ cấp không vấn đề gì. Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên đều gật đầu. Biện pháp này của Triệu Quốc Đống có thể nói là giảm áp lực cho khắp nơi, chủ thể đầu tư được đa nguyên hóa cũng tránh được việc lên án và chê trách không cần thiết. Đương nhiên chủ yếu chính là giảm bớt sự mạo hiểm của nhà đầu tư, qua đó bọn họ mới có hứng thú. Ngoài tranh thủ Bộ Giao thông ủng hộ, trên tỉnh tôi nghĩ cũng có thể tranh thủ việc miễn giảm thuế. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Ở đây còn có rất nhiều công việc phải làm, nhất là phương án bút khi thao tác cụ thể còn có nhiều mắt xích cần thực hiện. Văn Minh, anh và Khánh Xuyên sau khi về còn cần phải trao đổi với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và Sở Giao thông, xem thao tác cụ thể như thế nào. Triệu Quốc Đống nói ra mấy điều cơ bản khiến cho tảng đá trong lòng Vi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên cuối cùng đã được bỏ xuống. Có mục tiêu là tốt rồi, ít nhất có thể biết nên ra sức ở đâu. Hơn nữa Triệu Quốc Đống nói ra thì tự nhiên do hắn gánh vác trọng trách chính, hai người bọn họ chỉ là giúp đỡ mà thôi. Về đến nhà, Triệu Quốc Đống lẳng lặng ngồi xuống ghế hưởng thụ sự an nhàn hiếm có. Cảm giác lần này khác các lần quay về Bắc Kinh trước, bây giờ trong nhà tràn ngập sự ấm áp của gia đình, có cảm giác như lúc hắn đến chỗ La Băng hoặc Từ Xuân Nhạn. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười cười tự giễu, mình xem như có mấy gia đình nhỉ. Chỉ sợ gia đình chính thức này mình lại về ít nhất. Mấy chuyện đan xen vào làm hắn thất thần. Lần lượt từng người phụ nữ hiện lên trong đầu hắn, Cù Vận Bạch ung dung, Trình Nhược Lâm lãng mạn, Từ Xuân Nhạn ôn nhu, La Băng trầm tính, Cổ Tiểu Âu phóng khoáng, còn có Kiều San. Trong giây lát Triệu Quốc Đống cảm thấy mình hình như xa lạ với những thứ xung quanh. Trong nháy mắt đột nhiên sự ấm áp đó biến mất giống như mình không thuộc về nơi này, Triệu Quốc Đống muốn nhanh chóng cầm cặp đi ngay. Cố gắng áp chế tình cảm không đâu ra đâu này, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh lại. Cuộc sống là như vậy, anh không thể vì cảm giác trong lúc nhất thời mà thay đổi tất cả. Các chuyện xảy ra vẫn tồn tại, nó vẫn dựa theo quỹ đạo của mình mà tiến lên, tất cả vẫn phải như trước. Nghĩ thông điểm này anh sẽ có thể thản nhiên đối mặt thực tại. Lưu Nhược Đồng quay lại với các công việc hành chính bình thường. Công việc ở Ban Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không quá phức tạp nhưng công việc mà cô tiến hành khá đặc thù một chút. Nhưng mặc dù là vậy thì vẫn nhẹ nhàng hơn so với lúc cô công tác ở Đại sứ quán ở mấy nước Trung Á cùng Iran nhiều. Như vậy Lưu Nhược Đồng cũng có nhiều thời gian tiến hành công tác phân tích tình báo ngoại giao mà cô có hứng thú. Sức ảnh hưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang từng bước được mở rộng, hơn nữa quan hệ chặt chẽ càng lúc càng rõ ràng. Từ hợp tác quân sự nhanh chóng mở rộng ra hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa. Mà hợp tác kinh tế, thương mại càng mật thiết hơn. Sức ảnh hưởng của Thượng Hải ở Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng tăng lên, một số kênh truyền thông của Nga đều kêu lên sức ảnh hưởng của Nga ở Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kém xa so với Trung Quốc. Vì thế Nga cũng cố gắng thông qua việc biểu diễn lực lượng quân sự mà tăng sức ảnh hưởng của mình. Các cuộc diễn tập quân sự trong năm 2005 chính là chứng minh cho điều này. Cuộc sống Lưu Nhược Đồng tràn đầy tiết tấu, sáng mỗi ngày cô sẽ tập thể dục 45 phút, đi bộ, nhảy dây, tập võ, sau đó uống cốc sữa, ăn bánh mì, một quả trứng gà, trưa về chỗ bố mẹ ăn cơm sau đó ngủ nửa tiếng, đọc sách, lên mạng rồi đi làm. Thời gian buổi chiều sau giờ làm càng đơn giản, có hứng thú thì ngồi ăn cơm với mấy đồng nghiệp, không thì cô một mình đến quán Tây ăn hoặc về nhà tự nấu ăn. Một tuần có hai tối cô đi tập yoga 2 tiếng sau đó lên mạng đọc sách, thi thoảng cũng đi xem phim. Lưu Nhược Đồng không thích xem TV mấy, mặc dù có xem cũng chỉ xem thời sự, hoặc xem mấy kênh khoa học. Đây cũng là tiết mục Triệu Quốc Đống thích xem, ở điểm này hai người rất giống nhau. Thứ sáu hàng tuần nếu không phải làm thêm thì Lưu Nhược Đồng sẽ đi chơi ở nơi gần đó. Sau khi tốt nghiệp đại học cô gần như không có thời gian đi du lịch quanh các nơi ở Bắc Kinh, hầu hết thời gian ở nước ngoài, mặc dù về Bắc Kinh cũng bận công việc, bây giờ có thể có đầy đủ thời gian hưởng thụ sự nhàn nhã này. Đương nhiên cũng không tránh được Lưu Nhược Đồng sẽ thường tới vài nơi. Mấy bạn học hồi đại học có quan hệ tốt cũng thi thoảng đi cùng cô.
Lưu Nhược Đồng cảm thấy mình đang dần tiến bước về phía cuộc sống bình thường, có lẽ đây là cuộc sống thuộc về cô ở tuổi này. Bây giờ cô cảm thấy công việc cũng không có mâu thuẫn, cũng không phải nhất định đứng ở tuyến đầu mới phát huy được năng lực bản thân. Lưu Nhược Đồng càng lúc càng ý thức được điểm này. Theo thủ đoạn thu thập tình báo càng lúc càng tiên tiến, càng lúc càng có nhiều dạng, làm như thế nào sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, làm như thế nào tìm ra tin tình báo thật sự có giá trị mới là quan trọng nhất. Mà cô và thủ trưởng cũng phát hiện cô rất có năng lực phân tích và sự nhạy cảm ở phương diện này. Cuộc sống đơn giản mà không thiếu niềm vui thú, Lưu Nhược Đồng đang dần thích ứng. Có đôi khi đêm nằm trên giường cô sẽ nhớ đến Triệu Quốc Đống. Không biết hắn lúc này đang làm gì? Ngủ, Lý Vĩnh Cương, ngủ một mình hay ôm người phụ nữ khác ngủ? Đây có phải là không có quan hệ với mình không? Lưu Nhược Đồng có đôi khi cảm thấy mình hình như quá rộng lượng ở vấn đề này, đến mức xem nhẹ. Nhưng mình coi trọng có thể thế nào chứ? Sự thật chính là như vậy, mình chưa từng có quan hệ vợ chồng chính thức với hắn, mình và hắn vẫn duy trì quan hệ quỷ dị đó. Lưu Nhược Đồng mặc dù cảm thấy mình dần dần cảm thấy có hiện tượng không thỏa mãn nhưng lại e ngại nếu đột nhiên có thay đổi, sự e ngại và mong chờ đan xen vào nhau hình thành tâm trạng phức tạp của cô bây giờ, thế cho nên cô mặc dù về nước hơn nửa năm nhưng vẫn không chủ động tiến hành thảo luận việc này với Triệu Quốc Đống. Mặc dù vấn đề này cuối cùng sẽ trồi lên mặt nước nhưng Lưu Nhược Đồng vẫn như một con đà điểu vùi đầu xuống đất. Cửa đã mở nên Lưu Nhược Đồng biết Triệu Quốc Đống đã về. Trước đó hắn không gọi điện, có lẽ hắn chỉ về trong thời gian ngắn nhưng cô còn có chút mất hứng, ít nhất hắn cũng nên gọi điện cho mình chứ. Triệu Quốc Đống bị tiếng cửa mở làm tỉnh lại, hắn đứng lên nói. Xin lỗi, anh về tới nhà nhưng hơi mệt nên ngồi trên ghế ngủ gật, vì thế không kịp gọi điện cho em. Ừ, anh về lúc nào thế? Tâm trạng Lưu Nhược Đồng lập tức tốt hơn nhiều. Anh ăn chưa? Chưa, định thể hiện tài năng mời anh à? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Tùy anh thôi, nếu anh cảm thấy tay nghề em có thể thỏa mãn khẩu vị của anh thì em không ngại thể hiện. Lưu Nhược Đồng nở nụ cười. Chẳng qua ăn không ngon thì đừng trách em không nói trước. Có khi ngay cả em cũng không hài lòng với kỹ thuật của mình. Ồ, tâm trạng tốt thì ăn gì cũng không quan trọng, ăn ở nhà đi, trong tủ còn đồ ăn không? Triệu Quốc Đống xắn tay áo. Có cần anh giúp gì không? Vậy thì tốt quá. Lưu Nhược Đồng cười cười nhìn hắn. Quyển 17, chương 86. Uống xong chén trà, làn hơi nước lượn lờ làm không gian trở nên mông lung. Loại chuyện này hình như không phải công việc của trưởng ban tổ chức cán bộ mà. Lưu Nhược Đồng rất khó hiểu vì Triệu Quốc Đống lại quan tâm việc làm đường. Phó chủ tịch quản lý giao thông của Điền Nam đâu? Hoặc là nói cũng nên do phó chủ tịch thường trực tỉnh chạy hạng mục mới đúng. Sao lại đẩy anh là trưởng ban tổ chức cán bộ đứng ra? Nhầm người à? Triệu Quốc Đống giới thiệu qua tình hình Văn Thành, tỏ vẻ thường vụ tỉnh ủy phụ trách thị xã nào thì phải có trách nhiệm giúp đỡ thị xã đó thu hút đầu tư, kém hạng mục, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Lưu Nhược Đồng hơi nhíu mày. Cô về nước lâu như vậy, phạm vi công việc của cô cũng có điều chỉnh. Ngoài công việc vốn có ra cũng muốn chú ý xu thế phát triển của trong nước. Hiện nay trong nước tập trung chính vào phát triển kinh tế, có thể nói chỉ tiêu phát triển kinh tế chính là nội dung khảo sát quan trọng của Trung ương đối với Đảng ủy. Chính quyền địa phương, nó khiến cho các địa phương đều dốc lòng dốc sức thu hút đầu tư. Anh định làm như thế nào? Em cảm thấy hạng mục lần này của Điền Nam không đơn giản như vậy. Chẳng những con số đầu tư là rất lớn, cũng rất mạo hiểm, nhất là gặp phải rào cản chính sách nếu muốn thực hiện đột phá thì chắc khó khăn không nhỏ. Lưu Nhược Đồng đã dần thích nghi với công việc trong nước, mặc kệ có thừa nhận hay không thì công việc, cảnh sát của Triệu Quốc Đống cũng liên quan tới cô luôn vô thức chú ý đến công việc của hắn. Không có khó khăn thì còn cần anh ra tay ư? Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Đầu tư lớn là một phương diện, hơn nữa kinh tế thị xã Văn Thành khá lạc hậu, đối với nhà đầu tư mà nói làm như thế nào thu hồi vốn là quan trọng nhất. Vì thế cần nhiều phương diện chính sách phối hợp, ủng hộ cho nên lúc lựa chọn nhà đầu tư và chọn phương thức thao tác cũng rất phí công. Nhà đầu tư không ngốc, không nhìn thấy lợi ích trong tương lai thì bọn họ sẽ không bỏ tiền ra. Vì thế cũng cần chúng ta đổi mới phương thức trong công việc. Anh đừng khoe khoang, có một số việc không phải vấn đề năng lực cá nhân mà là vấn đề chế độ. Phản ánh bút dính tới làm việc nhạy cảm, quyền sử dụng cơ sở vật chất có thể chuyển giao nhưng đường cao tốc thì còn không ai dám nếm thử. Lưu Nhược Đồng rất sắc bén chỉ ra điểm này. Vì thế nên anh mới cần chuẩn bị vài tay, xem ra còn phải nhờ Tứ Tỷ một chút, mời Tứ Tỷ giúp thông con đường tài chính.
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ngoài ra cũng còn phải chạy lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Em đoán bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thả lỏng cửa cho anh không chắc mấy, trừ khi vị lãnh đạo nào đó mở miệng bật đèn xanh cho anh. Nhưng làm đến lãnh đạo Trung ương thì nếu không đủ dư luận thì họ sẽ không lên tiếng. Anh cho rằng mình có năng lực đến mức đó sao? Lưu Nhược Đồng nói rất thẳng nhưng rất thực tế. Nhất định là có chút vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng biết khó khăn trong đó. Cho nên anh vẫn đang suy nghĩ nên ra tay từ điểm nào. Quốc Đống, em cảm thấy anh muốn vận động bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng không có bao tác dụng, dù là chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng không có quyền lực này. Cao tốc Côn Văn dài hơn 300 km, đầu tư ít nhất trên 10 tỷ, khoản tài chính khổng lồ như vậy nếu như từ tài chính trung ương đến thì nếu không được Hội nghị Thường vụ Quốc vụ Viện thảo luận là không thể. Nếu có thể tiến hành đa nguyên hóa nguồn tài chính thì có nghĩa cần đột phá giới hạn về chính sách, nếu không căn bản không hấp dẫn được nhà đầu tư, điều này cũng không phải do Ủy ban Kế hoạch Phát triển quyết định được. Lưu Nhược Đồng rất khẳng định nói. Triệu Quốc Đống hơi ngạc nhiên nhìn Lưu Nhược Đồng. Ít nhất nghe mình nói qua mà cô có thể nắm bắt chúng trọng tâm, đưa ra đều là vấn đề trọng điểm. Vậy ý của em là... Triệu Quốc Đống nói. Nếu muốn hoàn thành việc này sợ rằng tìm người bình thường sẽ không có tác dụng, cần phải trực tiếp tìm Thủ tướng, đây là tốt nhất. Dù sao anh đã báo cáo qua chuyện này, Thủ tướng có ấn tượng. Hơn nữa Thủ tướng cũng ủng hộ đề nghị xây dựng cơ sở vật chất cho Điền Nam, điều này là rất quan trọng. Nhưng nếu muốn gặp Thủ tướng để báo cáo cũng không dễ dàng. Nếu là Bí thư Thái lên Bắc Kinh có lẽ có cơ hội nhưng anh là trưởng ban tổ chức cán bộ sợ khó có thể dựa vào. Dù là có cơ hội chỉ sợ Thủ tướng cũng không có nhiều thời gian như vậy để nghe anh báo cáo chuyện này. Lưu Nhược Đồng phân tích. Anh cũng biết chuyện này rất khó khăn. Thủ tướng mặc dù lúc ấy có nghe báo cáo nhưng không tỏ thái độ, nói rõ Thủ tướng cũng biết đầu tư cho cao tốc Côn Văn là không nhỏ, tài chính Trung ương không dám loạn chi. Nhất là Trung ương đã đầu tư nhiều vào Điền Nam như vậy. Nếu mở miệng nữa thì sợ sẽ khiến các tỉnh thành khác phản ứng. Triệu Quốc Đống có chút khó xử nói. Nếu Thủ tướng không tiện thì anh tìm Phó Thủ tướng Tiền cũng là cách hay. Nhưng đây cũng khá khó khăn, Phó Thủ tướng Tiền phụ trách mảng này, rất nhiều người muốn y mở miệng ủng hộ, có thể nói sau lưng ai cũng có một đống lý do, gì là ý nghĩa chiến lược, thoát nghèo giàu lên, những lý do này sợ là Phó Thủ tướng Tiền đã nghe đến nhàm tai, trừ khi đưa ra được lý do thuyết phục y nếu không sẽ không có cửa. Tiền Việt là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chủ trì công việc hàng ngày của Quốc vụ Viện, có quyền lên tiếng rất lớn trong công tác kinh tế, nếu có thể được Tiền Việt ủng hộ như vậy hạng mục cao tốc Côn Văn mặc kệ thu thập tài chính bằng phương án nào cũng không có vấn đề gì mấy. Nhược Đồng, em nói như vậy không phải bịt kín cửa của anh sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Anh nên ăn nói như thế nào với nhân dân Văn Thành? Anh chỉ có thể chọn một trong hai con đường này. Lúc trước anh đã thông hạng mục sân bay Đông Trại Ninh Lăng không phải là nhờ Phó Thủ tướng Tô sao? Cho nên giải quyết vấn đề cần phải túm được mũi trâu, lúc này Phó Thủ tướng Tô sợ cũng không thể giúp anh, gõ gõ một chút thì có thể nhưng còn phải cần Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Tiền gật đầu. Lưu Nhược Đồng cũng rất muốn giúp Triệu Quốc Đống nhưng chuyện này thật sự quá khó khăn, nhất là ở điều kiện quốc gia đã đầu tư quá nhiều vào Điền Nam. Điền Nam còn muốn làm hạng mục cao tốc Côn Văn này nữa đúng là khó được tán thành. Một đêm không nói chuyện, Triệu Quốc Đống không ngủ ngon được. Lưu Nhược Đồng nói làm hắn khá sốt ruột nhưng tình hình đúng là như vậy. Tìm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không có tác dụng mấy, cùng lắm chỉ có thể gật đầu mà thôi, nhưng hạng mục này còn cần lên Hội nghị Thường vụ Quốc vụ Viện phê duyệt mới được. Nhưng bây giờ sốt ruột cũng vô ích cho nên hôm sau hắn bảo Diệp Khánh Xuyên, Vi Văn Minh ở lại một người là được, người còn lại phải về chủ trì công việc của Văn Thành, không thể vì hạng mục này mà gác các công việc khác lại. Hơn nữa công việc này không phải ngày một ngày hai là xong. Diệp Khánh Xuyên cũng có chút lo lắng, Triệu Quốc Đống rất để tâm tới việc này, mấy ngày nay đều chạy đô đông hải đáo về việc này. Y và Triệu Quốc Đống cũng gặp một số người, ví dụ như Lưu Kiều người của Lưu Gia. Sức ảnh hưởng của Lưu Gia ở Bắc Kinh mặc dù không bằng hơn chục năm trước nhưng đời thứ ba đã dần trưởng thành. Lưu Kiều mặc dù chỉ làm kinh doanh nhưng dựa vào quan hệ rộng và năng lực bản thân nên đã thành công biến công ty đầu tư Trung Hoa là một công ty khổng lồ trong giới đầu tư Trung Quốc. Hơn nữa công ty đầu tư Trung Hoa có bối cảnh không bình thường, một bộ phận nhân sĩ Hong Kong yêu nước và các gia tộc lớn của Bắc Kinh đều là cổ đông quan trọng của tập đoàn này. Chỉ riêng việc dùng hai chữ Trung Hoa là đủ biết trọng lượng của tập đoàn này. Triệu Quốc Đống và Lưu Kiều nói chuyện khá khó khăn. Đối với vấn đề kinh doanh Lưu Kiều luôn nói một là một.
hai là hai. Anh muốn cô vì quan hệ cá nhân ở vấn đề này là không thể. Như cô nói tất cả phải dựa theo trình tự kinh doanh mà làm. Lưu Kiều cũng không coi trọng cao tốc Côn Văn có vốn đầu tư quá lớn này. Cô nói thẳng với Triệu Quốc Đống là công ty đầu tư Trung Hoa bao gồm cả cô không có hứng thú với cao tốc Côn Văn, hơn nữa đưa ra ba điểm mạo hiểm. Một là đầu tư quá lớn, dù là đa nguyên hóa nguồn tài chính nhưng khả năng thu lãi của nhà đầu tư là quá nhỏ. Hai, điều kiện địa chất quá xấu nên thời gian xây dựng sẽ dài. Ba là do cơ chế trong nước, có nhiều nhân tố không xác định, hơi không để ý là mất cả vốn liếng. Quyển 17, chương 8-17. Bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không có chút tiến triển nào. Triệu Quốc Đống đã vận dụng hết tài nguyên có thể nhưng tin tức truyền lại không hề lạc quan. Năm nay có rất nhiều hạng mục như vậy, căn cứ tình hình đặc thù của Điền Nam nên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia dựa theo yêu cầu của Quốc vụ viện cũng đã cân nhắc đặc biệt. Chẳng qua tài chính của Trung ương có hạn, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tạm thời không cân nhắc đến cao tốc Côn Văn. Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng có thể đưa vấn đề này ra làm một đề tài nghiên cứu để trình lên cho lãnh đạo quyết định, nhưng nó cũng cần thời gian. Tất cả điều này cho thấy cao tốc Côn Văn sẽ đi vào ngõ cụt. Chờ viện nghiên cứu chính sách, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lập đề tài cũng mất 1-2 tháng, hơn nữa có đề tài thì sao chứ? Còn phải qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nghiên cứu, hơn nữa còn trình lên viện nghiên cứu chính sách Quốc vụ viện cuối cùng mới có thể lấy hình thức phương án đặc biệt báo lên Quốc vụ viện. Quá trình này không biết đến ngày tháng năm nào thì xong. Hơn nữa theo quy luật bình thường cũng không chắc được lãnh đạo cấp trên tán thành. Diệp Khánh Xuyên khó khăn nói. Trưởng ban Triệu, tôi có thể tìm trưởng ban thư ký tỉnh để xem có thể báo cáo với Thủ tướng tình hình đặc biệt của Văn Thành hay không. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi lập tức nói. Tôi còn tưởng anh sẽ bình tĩnh được, trưởng ban thư ký tỉnh hình như là hàng xóm nhà anh thì phải. Tài nguyên này không dùng đúng là đáng tiếc. Chúng ta cũng không phải mưu lợi riêng, hơn nữa việc này Thủ tướng cũng biết, có thể làm sâu sắc ấn tượng của lãnh đạo để bọn họ biết sự khó khăn và khát vọng phát triển của Điền Nam chúng ta. Chẳng qua trưởng ban thư ký tỉnh thì anh liên lạc trước, điều kiện bây giờ chưa chín, chúng ta cần phải làm xong các công việc khác đã. Đến lúc ấy tôi sẽ mời Bí Thư Thái ra mặt, chuyện này chỉ có hai ta phụ trách sẽ không được. Do Bí Thư Thái báo cáo với Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng tiền mới xong. Diệp Khánh Xuyên có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Triệu Quốc Đống nói đúng, chuyện này không phải anh ở Bắc Kinh 1-2 ngày là làm xong, phải cân nhắc tổng hợp. Phó trưởng ban thư ký Quốc vụ viện tỉnh Thượng Đình ở cùng một ngõ với Diệp Khánh Xuyên, hai nhà có quan hệ mật thiết. Diệp Khánh Xuyên đoán Triệu Quốc Đống lần này về Kinh mới hiểu mình có quan hệ đó. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý, chỉ đơn thuần từ góc độ hạng mục mới muốn nói chuyện với trưởng ban thư ký tỉnh. Trưởng ban Triệu. Vậy chúng ta nên làm gì? Diệp Khánh Xuyên có chút không cam lòng. Nhanh cũng không được, chúng ta cứ làm tốt công tác chuẩn bị đi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Về Điền Nam thôi, bên Bộ Giao thông coi như xong, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nếu thật sự lập hạng mục thì Bộ Giao thông cần thông qua ngay. Anh sau khi về phải túm chặt Sở Giao thông không được cho bọn họ nghỉ. Về phần công ty đầu tư Trung Hoa thì cũng cần tiếp tục. Đúng như anh nói bọn họ không phải không động lòng mà do cho rằng mạo hiểm quá lớn, bọn họ cũng đưa ra lý do của mình. Chúng ta cần phải tìm cách giả đi lo lắng của bọn họ. Trưởng ban Triệu, sao tôi nghe xong cứ thấy lời này của ngài là muốn dụ bọn họ nhảy xuống hố vậy? Diệp Khánh Xuyên thấy giọng Triệu Quốc Đống vẫn nghiêm túc nên nói một câu cho không khí bớt nặng nề. Y và Triệu Quốc Đống có tuổi chênh nhau không nhiều, hai người nói chuyện cũng hợp ý. Lúc không có người khác bọn họ cũng có thể nói vài câu trêu đùa. Đừng nói như vậy, ánh mắt và kiến thức của nhà đầu tư chuyên nghiệp không phải điều chúng ta so sánh được, không phải người ngoài đoán được. Có thể chỉ bọn họ mới biết là lợi hay hại. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Đây là cuộc đấu gian khổ, chúng ta phải để bọn họ thấy tương lai tốt đẹp, có lẽ chúng ta cần phải nhượng bộ thêm nữa nhưng cuối cùng vẫn do đối phương quyết định có đầu tư vào cao tốc Côn Văn hay không. Cao tốc Côn Văn đối với Triệu Quốc Đống mà nói tuy quan trọng nhưng không phải công việc chính. Đại hội Đảng kỳ năm khóa 16 sắp diễn ra, có lẽ đợt này sẽ có điều chỉnh nhân sự nhỏ. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng muốn nhân lần lên Bắc Kinh này để gặp một số lãnh đạo xưa. Trương Nhược Cốc đã tới tuổi, sau đợt này chắc lui. Bây giờ lời đồn rất nhiều chẳng qua Triệu Quốc Đống nhận được tin qua tính rất có thể từ nhiệm chức vụ hiện nay, chuyển sang làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương. Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với Qua Tĩnh, phải nói con đường làm quan của hắn được thuận lợi như vậy là do hai vị trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chiếu cố, nhất là Qua Tĩnh.
Triệu Quốc Đống cũng biết tính cách và tác phong làm việc của mình phù hợp với sở thích của Qua Tĩnh. Mà Qua Tĩnh giải thích và ủng hộ cũng làm Triệu Quốc Đống cảm kích. Quan hệ hai người từ cấp trên cấp dưới giờ chuyển sang vừa thầy vừa bạn. Theo sự trưởng thành nhanh chóng của Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh đã không lấy tâm lý cấp trên nhìn nhận hắn, chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Hai người ở rất nhiều đề tài càng lúc càng dễ dàng trao đổi hơn. Thời tiết Bắc Kinh đầu thu rất đẹp, chọn nghỉ ngơi ở ngoại thành Bắc Kinh cũng là thích hợp nhất. Quốc Đống, nơi này là chỗ ở bí mật của cậu. Cậu không sợ ủy ban kỷ luật điều tra sao? Qua Tĩnh rất thích phong cảnh ở đây. Ở đây hoàn toàn xa rời không khí sầm uất, chen lấn của thành phố. Trưởng ban Qua, chị không cảm thấy tôi không có việc gì rồi tự mua việc đó chứ? Đây là thằng em tôi nó mua, nó không có sở thích gì mà chỉ thích đảo riêng, nhưng nó lại không có thời gian chơi mấy nên nơi này để đó. Tôi thi thoảng lên Bắc Kinh cũng tới đây nghỉ ngơi. Khung cảnh ở đây làm tôi thấy bớt phiền não hơn nhiều. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Qua Tĩnh biết tình hình mấy người em của Triệu Quốc Đống, cũng biết với tài sản của đối phương thì mua căn biệt thự này không vấn đề gì khó khăn. Mấy người em của Triệu Quốc Đống phát triển quá lợi hại trong kinh doanh, khiến cho Triệu Quốc Đống vốn là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị lại bị đè xuống. Nếu anh hỏi phạm vi về hai lãnh đạo tập đoàn Thương Lãng Triệu Đức Sơn, Triệu Trường Xuyên thì không ai không biết, nhưng nếu nói tên Triệu Quốc Đống ra thì không chừng rất nhiều người hỏi một câu, ai vậy? Ừ, không ngờ em của cậu lại có nhã hứng đến thế, chẳng qua đây coi như là một hành vi bảo vệ di sản văn hóa. Qua Tĩnh nhìn về phía chồng mình đang rất thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời. Triệu Quốc Đống bảo cô dẫn người nhà tới, cô lập tức đồng ý. Chồng và con gái cô cũng khá thích hoàn cảnh ở đây. Ha ha, trưởng ban Qua, chị nói vậy là khen nó quá, chẳng qua chỉ là thích ra vẻ mà thôi. Đương nhiên nó cũng có tiêu chuẩn thẩm mỹ hơn hai người em khác của tôi nhiều. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Ít nhất không đến lúc làm mọi người mất hứng. Qua Tĩnh cũng cười nói. Quốc Đống, cậu yêu cầu quá cao rồi. Mỗi người có cách sống của riêng mình, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Xã hội hiện đại đề cập đa nguyên hóa và cộng sinh, Trung ương cũng đề xướng điểm này. Chúng ta tích cực hướng mọi người đến cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không cấm, không phản đối, không có phân biệt. Phải học cách hòa nhập vào xã hội, học cách tôn trọng và giải thích. Triệu Quốc Đống gật đầu, lời này của Qua Tĩnh có nhiều ý nghĩa. Quốc gia gần đây đã có điều chỉnh trong vài chính sách. Rất nhiều quan điểm phát triển trước phù hợp giờ không được vậy nữa, vì thế cần thay đổi. Trưởng ban Qua, hội nghị lần thứ 5 này sẽ thảo luận quy hoạch 10 năm tới, tôi cảm thấy Trung ương cũng sẽ đưa ra vài quan điểm mới. Bên dưới đang thảo luận khá căng, tôi cảm thấy đây là hiện tượng tốt. Chúng ta trước khi đưa ra quy hoạch 10 năm có thể lắng nghe ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân. Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu mới nói. Nhất là với cải thiện dân sinh và xây dựng trận địa văn hóa tư tưởng. Tôi cảm thấy Trung ương cần phải có quan hệ 10 năm rõ ràng. Không thể đưa ra vài suy nghĩ không rõ ràng mà phải đưa vào thực tế. Làm như thế nào để phát triển, để duy trì, để đảm bảo chất lượng, đó mới là vấn đề quan trọng. Qua Tĩnh hơi dừng chân lại. Quốc Đống, tôi thấy ý của cậu có vấn đề gì đó. Cải thiện dân sinh và xây dựng trận địa văn hóa tinh thần nếu muốn làm thực tế không chỉ đợi Trung ương chú trọng, hơn nữa còn phải được toàn đảng, toàn dân chú trọng. Ở điểm này có một bộ phận lãnh đạo và cán bộ vẫn chỉ làm lấy lệ. Quyển 17, chương 88. Qua Tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống một lát rồi nói tiếp. Xem ra cậu ở Điền Nam nửa năm có cảm xúc khác trước nhiều. Sao cảm thấy không thoải mái hay áp lực quá lớn? Triệu Quốc Đống cũng nghe ra ý của Qua Tĩnh. Qua Tĩnh ở vị trí cao nên càng lúc càng hiểu rõ khó khăn ở địa phương. Qua Tĩnh đương nhiên biết các việc hắn đã làm tại Điền Nam. Triệu Quốc Đống cũng biết mình bị một số người coi là quân tiên phong của Thái Chánh Dương ở Điền Nam, nhất là điều chỉnh nhân sự luôn ảnh hưởng đến thần kinh quá nhiều người. Sau lưng một phó thị trưởng có lẽ còn quan hệ đến tận Trung ương, không nhất định nói là muốn can thiệp quyền lực của địa phương nhưng rất nhiều lời nói sau lưng không thể không làm anh phải suy nghĩ. Ở vào vị trí của hắn sẽ không thoát khỏi được ám ảnh này. Triệu Quốc Đống từ ngày đầu nhận chức đã rất tỉnh táo, anh muốn lấy lòng cả hai mặt, anh muốn mọi việc đều thuận lợi. Anh muốn đặt mình bên ngoài mọi việc, đó là suy nghĩ quá ngây thơ, khờ khạo đến mức ảo tưởng. Chính trị là gì? Chính trị là nghệ thuật đấu tranh, càng là nghệ thuật hóa đấu tranh nhưng xét đến cùng nó vẫn là đấu tranh. Đấu tranh sẽ có lợi ích, sẽ có thiệt hại, có tổn thất lợi ích và đạt được, một bộ phận người tổn thất, một bộ phận người có lợi ích, chỉ đơn giản như vậy.
Thái Chánh Dương và Đào Hòa Khiêm có mâu thuẫn ở Điền Nam, tuy nói là do mâu thuẫn giữa cán bộ từ ngoài đến với cán bộ địa phương nhưng chính xác mà nói chính là do quan điểm phát triển khác nhau. Thái Chánh Dương chủ trương lợi dụng chính sách phát triển phía Tây của Trung ương mà tăng cường cải cách của Điền Nam, làm cho Điền Nam toàn diện phát triển, mở rộng. Mà Đào Hòa Khiêm lại chủ trương duy trì kết cấu vốn có của Điền Nam, đảm bảo lợi ích của Điền Nam không bị chiến lược của quốc gia ảnh hưởng quá lớn. Thực tế mà nói quan điểm của Điền Nam không sai nhưng do vị trí khác biệt, y cũng quên địa vị đặc thù của Điền Nam trong chiến lược quốc gia, mất đi cơ hội phát triển này thì Điền Nam sẽ mất nhiều lợi ích hơn nữa, mà Trung ương cũng không cho phép cục diện này xuất hiện. Dù cho quan điểm không nhất trí nhưng cũng cần phải phục tùng đại cuộc, dân chúng cần tập trung, điểm này đã sớm ghi rõ trong kỷ luật đảng. Triệu Quốc Đống vừa vặn gặp đúng lúc này nên không tránh được bị cuốn vào trong đó, hắn còn bị đẩy lên làm quân tiên phong nên khó trách Qua Tĩnh dùng giọng điệu như vậy hỏi hắn. Trưởng ban Qua, nói thật lòng thì tôi đúng là không quá thích hợp với vị trí hiện tại. Mặc dù chỉ có lẽ cảm thấy tôi đang làm rất xuất sắc nhưng chuyện nghiên cứu người và việc còn có khác nhau. Chỉ biết con người và tính cách của tôi thà đồng ý làm nhiều việc cũng không muốn cả ngày ngồi suy nghĩ người này người kia, quá buồn bực. Trước mặt Qua Tĩnh, Triệu Quốc Đống không hề che giấu cảm xúc của mình. Cậu cảm thấy công việc tổ chức là hư. Qua Tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống. Mỗi một công việc đều có hư, có thật, cậu cho rằng nếu như chọn một cán bộ xuất sắc xúc tiến một nơi phát triển, đó cũng là hư sao? Chọn một cán bộ bình thường hoặc kém tài ảnh hưởng đến sự phát triển của một nơi thì việc hư này sẽ mang tới hậu quả như thế nào? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết đáp lại. Tôi nói với cậu Quốc Đống, công tác tổ chức tại sao quan trọng? Bởi vì nếu ban tổ chức cán bộ chọn tốt một cán bộ, dùng tốt một cán bộ có đôi khi có tác dụng còn tốt hơn so với cậu kéo một công ty, một hạng mục khổng lồ tới. Điểm này sớm được chứng minh ở trong thực tế vô số lần, tôi không tin cậu không biết đạo lý này. Câu nói của Qua Tĩnh làm Triệu Quốc Đống chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn nói chuyện công tác tổ chức là hư tước mặt nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, sau đây có thể là phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương không phải tự tìm đòn sao. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đúng là quá ngu. Quốc Đống, thực ra công việc cậu làm ở Điền Nam thì Trung ương cũng thấy. Bí thư Thái trước đó ẩn nhẫn cũng là vì đợi thời cơ thích hợp. Điền Nam có vài cán bộ có chủ nghĩa địa phương quá nghiêm trọng, quan niệm toàn cục thiếu sót, nói khó nghe đó là ếch ngồi đáy giếng, không thấy xu thế thay đổi, vẫn theo lối cũ. Cán bộ như vậy nếu không nhanh chóng giải phóng tư tưởng thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Qua Tĩnh nói hơi nặng nhưng lời này chỉ nói trước mặt Triệu Quốc Đống, nếu là người khác thì không thể nào thấy vị phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tỏ thái độ như vậy. Cậu bây giờ coi như là cán bộ lãnh đạo của đảng, trung ương đang đẩy mạnh trẻ hóa cán bộ trẻ như cậu cũng là đối tượng được bồi dưỡng. Nhưng làm một cán bộ lãnh đạo thì không thể chỉ am hiểu một làm việc công tác, phải biết nhiều mặt, điểm này là rất quan trọng. Đây là điểm khác nhau giữa cán bộ lãnh đạo bình thường và lãnh đạo chủ yếu. Chỉ có lãnh đạo nắm giữ được toàn cuộc, có kinh nghiệm trên nhiều phương diện thì mới là lãnh đạo đủ tư cách. Triệu Quốc Đống gật đầu. Lưu Nhược Đồng và con gái Qua Tĩnh, Qua Nhã từ vườn hoa về thấy Qua Tĩnh đang nói chuyện với Triệu Quốc Đống liền biết ý rời đi. Đồng tỷ, nhìn như mẹ em đang dạy Quốc Đống ca. Qua Nhã chu miệng nói. Ừ, có thể được trưởng ban Qua dạy bảo cũng là may mắn của hắn. Lưu Nhược Đồng cười nói. Bây giờ hắn ở Điền Nam. Nếu muốn nghe trưởng ban dạy bảo như vậy cũng không dễ. Hi hi, đồng tỷ, mẹ em mở miệng là không dễ đâu. Ở nhà em bố em bình thường không đấu võ mồm với mẹ. Qua Nhã và Lưu Nhược Đồng không phải mới quen, mặc dù cơ hội gặp nhau không nhiều nhưng tuổi hai bên chỉ hơn kém 6-7 tuổi, Qua Nhã là cô gái dễ gần nên hai người coi như thân thiết. Chẳng qua em thấy Quốc Đống ca thật ra thích nói chuyện với mẹ em. Ừ có lẽ Quốc Đống cảm thấy trưởng ban có tác dụng hướng dẫn cho mình. Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói. Người bình thường thì hắn không nhẫn nại như vậy đâu. Ồ, đồng tỷ, chị và Quốc Đống ca không còn trẻ nữa, sao không suy nghĩ việc có con? Qua Nhã đột nhiên nhớ ra gì đó nên hỏi. Cô bé này, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Mặt Lưu Nhược Đồng hơi nóng lên. Có phải là em và bạn trai đang nghĩ đến việc lấy nhau rồi có con không? Qua Nhã đã có bạn trai và đang tính tới chuyện kết hôn. Đồng tỷ đừng có nói sang việc khác, em đang hỏi chị đó, tuổi mẹ cao sẽ không tốt cho sức khỏe cả mẹ lẫn con. Nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt thì em thấy chị và Quốc Đống ca cũng nên có con. Qua Nhã nghiêm mặt nói. Ừ,
Xem đã, chủ yếu do công việc cả hai còn chưa ổn định. Chị trước toàn ở nước ngoài, năm nay mới về nước nhưng hắn lại ở Điền Nam, hai bên cách nhau quá xa, có con cũng không tiện cho lắm. Lưu Nhược Đồng bình tĩnh nói. Đồng tỷ, cái này có gì không tiên, Quốc Đống ca có ở Bắc Kinh hay không cũng có gì ảnh hưởng chứ. Cùng lắm chị thuê người giúp việc chứ gì. Hơn nữa tuổi Quốc Đống ca thì không nói, với thân phận của anh ấy mà không có con thì sợ rằng bên trên lại thấy Quốc Đống ca chưa chín chắn. Qua Nhã thật ra suy nghĩ khá xa. Ồ, em nói cũng đúng, chẳng qua chị phải xem đã. Tâm trạng vốn đang bình tĩnh như nước của Lưu Nhược Đồng cũng bị mấy câu nói này làm rung động. Con, từ này đối với cô hình như quá xa xôi nhưng lúc có thể chạm vào thì Lưu Nhược Đồng mới phát hiện hình như nó cũng không cách xa mình quá. Mỗi người phụ nữ đều muốn làm mẹ, nhất là chứng kiến cặp vợ chồng khác đi với con cái, người một nhà rất vui vẻ. Hoặc là thấy người phụ nữ khác bế con đầy hạnh phúc và tự hào, nếu nói không có cảm xúc gì là điều không thể. Nhưng quan hệ giữa mình và hắn thì sẽ có con được sao? Hình như không ai trong hai người chuẩn bị cho ngày này, thậm chí vượt qua cửa kia cũng thấy khó khăn. Triệu Quốc Đống cũng không biết lúc này Lưu Nhược Đồng lại có nhiều cảm xúc đến thế. Buổi nói chuyện với Qua Nhã làm Lưu Nhược Đồng rơi vào tâm trạng khó hiểu, điều này có lẽ sẽ mang đến biến hóa không tưởng được cho cuộc sống của hai người. Trưởng ban Qua, tôi nghe nói sau kỳ họp thứ năm tới thì sẽ có chút thay đổi. Cậu chỉ là ở phương diện nào? Chính sách hay phương hướng phát triển kinh tế? Qua Tĩnh rất nhạy cảm, chẳng qua cô không cảnh giác mấy với Triệu Quốc Đống. Hay là chỉ về mặt nhân sự, có phải nghe thấy lời đồn gì không? Ừ, xem ra lời đồn không sai. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi rất chờ mong chị một lần nữa thành lãnh đạo trực tiếp của tôi. Lãnh đạo trực tiếp của cậu là bí thư tỉnh ủy Điền Nam. Qua Tĩnh không phủ nhận chuyện công việc của mình có thay đổi, điều này càng làm Triệu Quốc Đống khẳng định tin mình đạt được. Qua Tĩnh rất có thể sẽ làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, đây đương nhiên là chuyện tốt đối với hắn. Ha ha, đó là đương nhiên, nhưng ban tổ chức cán bộ trung ương cũng có chỉ đạo đối với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam chúng tôi, cho nên tôi rất kỳ vọng có thể được sự chỉ đạo trực tiếp của ban, như vậy sẽ giúp đỡ nhiều cho công việc của chúng tôi. Triệu Quốc Đống nói rất đẹp, làm ngay cả Qua Tĩnh cũng không nhịn được lắc đầu. Quyển 17, chương 89. Qua Tĩnh rất quan tâm đến tình hình của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống bây giờ đã chính thức trưởng thành hơn so với khi làm thị trưởng Hoài Khánh và bí thư thị ủy Ninh Lăng nhiều, không chỉ về năng lực công tác, tác phong làm việc mà còn ở toàn bộ các phương diện khác. Sau nửa năm rèn luyện trên cương vị trưởng ban tổ chức cán bộ, chính thức giúp Thái Chánh Dương nâng nửa Giang Sơn, giúp Thái Chánh Dương thay đổi cục diện chính trị của Điền Nam, thế lực địa phương Điền Nam sau khi Triệu Quốc Đống tới đã không thể tạo được thanh thế huy hoàng như trước nữa. Mà biểu hiện của Triệu Quốc Đống cũng rất tốt, hắn dựa vào năng lực của mình và biểu hiện khiến ngay cả mấy vị lãnh đạo trung ương cũng có ấn tượng tốt về hắn. Bản thân hắn cũng tạo được mạng lưới quan hệ rộng khắp, cùng với gia đình bên vợ nên có thể nói hắn đã chính thức là cánh chim đón gió. Qua Tĩnh không khỏi thầm than sau kỳ họp đại hội đảng lần tới mình có thể điều tới ban tổ chức cán bộ làm phó trưởng ban, mặc dù không dám nói không ai biết nhưng người biết chỉ có vài người. Vậy mà Triệu Quốc Đống có thể nói một cách chắc chắn như vậy thì chứng tỏ tin tức của hắn nhạy bén đến mức nào. Tin tức nhạy bén cũng có nghĩa quan hệ rộng, đây là điều rất quý giá với sự trưởng thành của cán bộ. Triệu Quốc Đống lại có tính cách kiên định, nhanh nhạy nắm bắt thời cuộc, giỏi làm công tác kinh tế, sức lĩnh ngộ thuộc dạng hàng đầu trong số các cán bộ mà Qua Tĩnh đã gặp. Cán bộ như vậy không muốn tiến lên cũng khó khăn. Qua Tĩnh thầm than một cán bộ cấp phó tỉnh khi mới 35 tuổi. Còn là trưởng ban tổ chức cán bộ nắm quyền to, ai có thể nhìn ra đó lại là người vẫn luôn nở nụ cười trước mặt mình chính là kẻ đó. Nào, bí thư Đại Thanh, tôi mời chị một chén. Triệu Quốc Đống bưng chén cụng ly với đối phương, rượu uống khá ngon làm kích thích khả năng uống của mọi người trong bàn. Quốc Đống, cậu có thể không dùng hai chữ bí thư không? Nghe chói tai quá, hay là cậu muốn tôi gọi cậu là trưởng ban Quốc Đống để thể hiện thân phận của cậu? Nguyễn Đại Thanh lúc này có thêm vài phần khí thế hơn khi còn học ở trường đảng, NSNG thật ra tóc được cắt theo kiểu mới nên cô trông trẻ ra thêm vài tuổi. Nguyễn Đại Thanh làm bí thư ban thư ký Đoàn Thanh niên Cộng sản, phó chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Toàn quốc, đây là thân phận bây giờ của Nguyễn Đại Thanh. Nguyễn Đại Thanh còn kém mấy tháng mới 40 tuổi, không thể không nói Nguyễn Đại Thanh có tiền đồ rất rộng mở. Nghe thấy đối phương hỏi lại, Triệu Quốc Đống cười cười. Nguyễn Đại Thanh luôn nói năng sắc bén. Vậy tôi gọi chị như thế nào? Gọi Đại Thanh thì sợ bị người hiểu lầm, gọi Thanh tỷ lại không được tự nhiên.
Ừ, tôi thấy gọi Nguyễn tỷ là thích hợp hơn cả. Nguyễn Đại Thanh gật đầu, tên Triệu Quốc Đống này có đầu óc dùng tốt hơn bất cứ ai. Lúc học ở trường đảng, Nguyễn Đại Thanh có ấn tượng sâu nhất với hai người, một là Bạch Nhất Minh, một là Triệu Quốc Đống. Bạch Nhất Minh là nhân tài, nhìn nhận vấn đề rất sâu. Y là người tự ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đi ra, đi đến đâu cũng có thể mở ra không gian cho mình. Triệu Quốc Đống kiên quyết nhưng không thiếu sự nhạy bén, đầu óc linh mẫn, dám nói dám làm cũng là nhân vật khó gặp. So sánh với hai người này thì Chu Đăng cao trầm ổn chất phác, Ngô Nguyên Tể hào sảng tháo vát, Tôn Hiểu Xuyên khôn khéo dễ gần, mặc dù đều là nhân tài nhưng vẫn làm cô thấy kém Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống một điểm. Quốc Đống, lúc riêng tư thì gọi là Nguyễn tỷ, nghe vậy mới thân thiết. Nguyễn Đại Thanh rất tự nhiên nói. Tôi biết thời gian này cậu gây đủ sóng gió ở Điền Nam, xem ra cậu đến Điền Nam đúng là như cá gặp nước. Chuyện tốt không truyền ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đây là ai có ý đồ để tôi không được thư thản đây? Triệu Quốc Đống cung kính nói. Ngay cả tôi cũng không biết mình làm chuyện gì khiến trời giận người oán mà mọi người quan tâm đến việc tôi làm ở Điền Nam như vậy. Ồ, sao lại nói như vậy? Biểu hiện của cậu ở Điền Nam rất tốt mà. Nguyễn Đại Thanh kinh ngạc nói. Tôi ở đây nghe được rất nhiều lời bình tốt về cậu, mạnh mẽ, quyết đoán, thanh lọc tàn thích, đưa quan trường Điền Nam về quỹ đạo. Nguyễn tỷ, mấy lời đồn đó chị nghe từ đâu? Triệu Quốc Đống biết một từ gọi là gậy, bây giờ thổi anh lên mây, một khi thật sự xảy ra chuyện thì sẽ đánh anh một gậy từ trên xuống không cho ngóc đầu dậy. Cậu đừng quản lời đồn này từ đâu mà có, nhưng ít nhất nói rõ một điểm biểu hiện của cậu được lãnh đạo tán thành. Nguyễn Đại Thanh nói. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ nếu có thể làm được điểm này là không dễ, nhất là cậu mới nhận chức. Không đơn giản. Triệu Quốc Đống không nghĩ Nguyễn Đại Thanh cũng hiểu rõ công việc của mình như vậy. Chẳng lẽ nói cử động của mình có thể làm người khác chú ý đến vậy? Như vậy đây chính là điểm báo họa phúc khó lường, tốt là có thể nhanh chóng lên chức, được lãnh đạo chú ý, nhưng không chừng sẽ bị một số lãnh đạo coi anh là ngang ngược. Nguyễn tỷ, thật không ngờ tôi ở tận khu vực biên giới mà có nhiều người quan tâm tới mình như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đó là mọi người không biết tình hình thực tế của Điền Nam. Có một số việc không thể không làm, thật sự nếu không có quyết tâm tráng sĩ chặt tay thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Điền Nam. Bí Thư Thái có suy nghĩ như vậy nên mới quyết tâm đưa ra quyết định đó. Bí Thư Thái cũng biết nhất định sẽ làm nhiều người lên án, chẳng qua làm việc sao có thể không bị người đánh giá. Mà nếu sợ bị đánh giá chẳng lẽ không làm gì? Nguyễn Đại Thanh cười nói. Quốc Đống, đừng nghĩ chuyện phức tạp như vậy. Điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam cũng là trong dự liệu. Trên Trung ương không ít người cảm thấy bất ngờ vì Thái Chánh Dương ngủ đông lâu như vậy. Không ít người thậm chí cho rằng Thái Chánh Dương cần sớm có hành động. Điền Nam tích tệ đã lâu, tuy có vị trí địa lý tốt, tài nguyên phong phú, chính sách quốc gia ủng hộ mà nếu không thể tạo được bộ mặt mới thì chỉ sợ Trung ương sẽ cân nhắc điều chỉnh vị trí của Thái Chánh Dương. Nguyễn tỷ, rất nhiều người cũng chỉ đứng từ xa mà xem chứ không nhìn gần. Bọn họ hiểu bao nhiêu về tình hình thực tế của Điền Nam? Chỉ biết nói mồm, nếu đặt bọn họ đến vị trí đó thì chỉ sợ bọn họ chùn chân, không làm gì được. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Hắn biết thân phận của Nguyễn Đại Thanh không bình thường, Trung ương Đoàn Thanh niên từ trước đến giờ vẫn là nơi ra nhân tài, hơn nữa rất được Trung ương coi trọng. Nguyễn Đại Thanh là nữ tính, lại có ưu thế về tuổi, lý lịch phong phú, hơn nữa ăn nói tốt nên mấy điều từ miệng cô nói thường đại biểu cho phương hướng nào đó của bên trên. Vì thế hắn không thể không thận trọng đối đãi. Tình hình Điền Nam rất phức tạp, không chỉ đơn giản như người ngoài nghĩ là có tính bài ngoại cao. Sai khác về khu vực, vấn đề dân tộc, vấn đề lịch sử lưu lại, đương nhiên cũng có vấn đề chủ nghĩa địa phương của cán bộ bản địa. Hai năm qua Bí Thư Thái sở dĩ không có điều chỉnh lớn cũng là suy nghĩ làm sao có thể ảnh hưởng ít nhất đến Điền Nam, đoàn kết và phát huy ưu thế của cán bộ địa phương, công tác chuẩn bị là không dễ dàng. Chị cho rằng điều chỉnh nhân sự có thể thoáng cái là xong sao? Nếu thật sự ảnh hưởng đến sự phát triển của Điền Nam thì không phải thành tội nhân sao? Nguyễn Đại Thanh chăm chú lắng nghe Triệu Quốc Đống giải thích. Cô mơ hồ nghe được một vài cách nói là Thái Chánh Dương quá thiên vị thế lực địa phương, xử lý vấn đề hơi mềm mỏng. Nhưng đợt điều chỉnh nhân sự mới diễn ra đã phá vỡ cách đánh giá này. Cũng có người nói Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính là thanh đao sắc bén của Thái Chánh Dương, vừa lúc làm Thái Chánh Dương có thời cơ để phát huy. Triệu Quốc Đống có thể nói rất nổi danh trong đợt điều chỉnh nhân sự vừa qua, cũng lộ rõ thủ đoạn của hắn. Ít nhất Nguyễn Đại Thanh nghe được nhiều đánh giá,
hơn nữa càng tập trung vào việc hắn mới làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã tạo lên cơn sóng lớn như vậy thì hơi sơ sót. Nhưng đây không phải điều mình Triệu Quốc Đống có thể quyết định được. Triệu Quốc Đống bây giờ chỉ là một thanh đao, chuôi đao nằm trong tay Thái Chánh Dương. Ừ, Quốc Đống, ở vị trí khác thì cậu cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ, nắm giữ chừng mực. Trưởng ban tổ chức cán bộ khác với các vị trí kia, tôi nghĩ bây giờ cậu cũng có nhận thức rõ ràng. Chẳng qua tôi cảm thấy cậu bây giờ đã nhanh chóng làm quen với công việc mới. Nguyễn Đại Thanh cười cười đầy quyến rũ, chẳng qua trong vẻ đẹp lại mang một tia cứng rắn. Đến bây giờ cũng không thể nói là hoàn toàn thích ứng, đây là cảm giác của tôi. Chẳng qua tôi cũng sẽ cố gắng dung nhập. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chẳng qua làm việc này đúng là mệt, đây là lời thật lòng. Nguyễn Đại Thanh cười phì một tiếng. Quốc Đống, đúng là hiếm khi thấy cậu kêu mệt. Lúc ở trường đảng cậu luôn có vẻ dễ dàng xử lý mọi việc, đưa cậu đến vị trí nào đều có khí thế ta sẽ làm tốt. Sao nào, chức trưởng ban tổ chức cán bộ lại làm khó cậu ư? Rèn luyện ở nhiều vị trí cũng là việc tốt, đây là nguyên tắc bồi dưỡng cán bộ của đảng, nếu không về sau cậu sao thích ứng với vị trí quan trọng hơn. Vì thế tôi cũng cố gắng dung nhập, chăm chú học tập, từng bước nâng cao, khiến mình nhanh chóng trở thành một trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách. Triệu Quốc Đống nói làm Nguyễn Đại Thanh không nhịn được ôm bụng cười. Quyển 17, chương 90. Sau đó hai người nói rất nhiều chuyện. Triệu Quốc Đống hỏi về tình hình công việc bây giờ của Nguyễn Đại Thanh. Nguyễn Đại Thanh cũng giới thiệu qua một chút công việc chủ yếu ở đoàn thanh niên. Triệu Quốc Đống không quá quen với công việc ở phương diện này, chủ yếu dừng ở mức hồi còn học tham gia đoàn thanh niên nên biết đôi chút. Mặc dù là lúc hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì cũng không dành nhiều tâm tư cho đoàn thanh niên. Điều này làm cho hắn cũng ý thức được có lẽ do sở thích cá nhân nên mình quên công việc ở vài mặt. Triệu Quốc Đống cũng hỏi tình hình của Tiêu Chí Viễn, đây là hắn hỏi thăm bạn học cũ. Nguyễn Đại Thanh không biết Tiêu Chí Viễn là bạn học của Triệu Quốc Đống, chẳng qua cô có thể cảm nhận được Triệu Quốc Đống và Tiêu Chí Viễn không có quan hệ mật thiết, từ giọng điệu hắn đặt câu hỏi cũng thấy được. Cho nên Nguyễn Đại Thanh chỉ đánh giá đây là người khôn khéo. Bình thường khôn khéo có nghĩa từ hai từ có năng lực và nhạy bén. Nếu tách ra sử dụng thì có nhiều nghĩa. Nguyễn Đại Thanh không mấy khi đưa ra đánh giá như thế nào. Triệu Quốc Đống không muốn hỏi nhiều, hắn mơ hồ biết tình hình của Tiêu Chí Viễn. Đối phương cầu tiến cũng là việc tốt, nhưng nếu như anh quá có tham vọng mà để lãnh đạo có ấn tượng thì sẽ không ổn. Cuối năm nay Bạch Nhất Minh có thể chuyển sang làm bí thư thị ủy tỉnh thành, Nguyễn Đại Thanh và Triệu Quốc Đống đều mừng thay cho Bạch Nhất Minh. Mặc dù bản thân Bạch Nhất Minh thực ra muốn tiếp tục làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý giao thông, công nghiệp, nhưng làm bí thư thị ủy sẽ là sự khiêu chiến và rèn luyện với y, đây chính là cơ hội khó được với y. Triệu Quốc Đống và Triệu Quốc Đống đều thấy Nguyễn Đại Thanh nên nắm bắt cơ hội này, thể hiện khát vọng chính trị và tài hoa của mình ở vị trí mới. Nguyễn Đại Thanh cũng hỏi tình huống của Chu Đăng Cao, Triệu Quốc Đống giới thiệu qua về công việc mà Chu Đăng Cao đang quản lý. Chu Đăng Cao vẫn duy trì thái độ khá đặc thù trong cục diện chính trị Điền Nam, nói đặc thù là khen, trên thực tế rất nhiều người cho rằng y không thể hòa làm một với cán bộ địa phương, nhưng lại không được Thái Chánh Dương tán thành nên mới có vị trí xấu hổ đó. Triệu Quốc Đống không hoàn toàn tán thành ý kiến này, hắn cũng hiểu đôi chút về tính cách cẩu Chu Đăng Cao. Chu Đăng Cao có tính cố chấp nên muốn y đứng về phía cán bộ địa phương là không thực tế, nhưng nếu nói Thái Chánh Dương không hài lòng với Chu Đăng Cao thì chỉ là bề ngoài mà thôi. Thái Chánh Dương khá tán thành thái độ và quan điểm làm việc của Chu Đăng Cao, nhưng lại xem nhẹ vì Chu Đăng Cao cố gắng giữ mình đứng ngoài cục diện chính trị Điền Nam. Y có thể không cần Chu Đăng Cao ủng hộ quan điểm, chỉ cần đối với việc, không đối người là được. Nhưng nếu như mọi chuyện anh đều muốn đứng ngoài như vậy nói rõ anh không muốn gánh vác trách nhiệm. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cũng đã giải thích thay cho Chu Đăng Cao. Tính cách của Chu Đăng Cao không phải như vậy. Mà do không khí và hoàn cảnh đặc thù của ủy ban tỉnh làm y không thể làm thế. Một người vừa không muốn trôi theo dòng nước, cũng không muốn ép mình vào hoàn cảnh nên chỉ có thể duy trì thái độ độc lập. Triệu Quốc Đống cảm thấy đây là điều có thể tiếp nhận. Anh không thể yêu cầu mỗi người đều như đấu sĩ. Mà sau khi Dương Bưu làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh đã khiến tình huống đó có thay đổi. Thái Chánh Dương miễn cưỡng chấp nhận giải thích này nhưng vẫn có ý phải quan sát. Triệu Quốc Đống chỉ có thể làm như vậy. Chu Đăng Cao là người có tính cách quật cường, ở điểm này khá giống Vương Liệt, loại người này sẽ không vì một lãnh đạo có ý kiến với mình mà thay đổi nguyên tắc làm người. Ở thời đại này loại người như thế không có nhiều, Triệu Quốc Đống khá nể phục. Dù là quan điểm không nhất trí với hắn,
không tương đồng với hắn nhưng người như vậy ít nhất đáng để tôn trọng. Triệu Quốc Đống ở trên Bắc Kinh một tuần, 3-4 ngày đầu vì chuyện cao tốc Côn Văn, 2-3 hôm sau chủ yếu đi gặp lãnh đạo và bạn bè, đây thực ra cũng là công việc, không chừng trong công việc sau này anh sẽ được lợi vì những mối quan hệ đó. Con người là động vật có tình cảm, ấn tượng tình cảm cá nhân không thể thay đổi nguyên tắc, nhưng trong phạm vi nguyên tắc thì ai cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt cho người mình tin được. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng rất chú ý điểm này. Dù là lão lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè cũ thì chỉ cần có cơ hội là hắn đều dành thời gian đến gặp, dù chỉ nói chuyện vài câu, uống chén trà hoặc ăn bữa cơm cũng có thể duy trì và kéo gần khoảng cách đôi bên. Nó tốt hơn nhiều so với việc gọi điện nhắn tin hoặc chúc mừng ngày lễ Tết nhiều. Triệu Quốc Đống đến chỗ Dương Thiên Minh, ngoài tặng đối phương một chiếc cần câu tinh xảo của Đài Loan ra, hắn cũng mang theo mấy hộp chè phổ nhị đặc biệt cho Dương Thiên Minh, ăn ở nhà Dương Thiên Minh bữa cơm, ngồi ở văn phòng Dương Thiên Minh hơn tiếng. Dương Thiên Minh cũng hỏi qua về công việc của hắn bây giờ, nói hy vọng thấy Triệu Quốc Đống một lần nữa sẽ tham gia lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp bộ trưởng. Chỗ Cam Bình thì Triệu Quốc Đống cũng không thể bỏ qua. Trên thực tế thư ký của Cam Bình, Lục Nhị vẫn hay gọi cho Triệu Quốc Đống. Cô bé này khá trọng tình trọng nghĩa, Triệu Quốc Đống đề cử cô làm thư ký cho Cam Bình, cô chẳng những xuất sắc lấy được sự tin tưởng của Cam Bình, hơn nữa còn học xong đại học tại chức, bây giờ cũng có bạn trai, chuẩn bị kết hôn. Bạn trai cô làm ở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, điều kiện gia đình tốt, có lẽ cuối năm sẽ kết hôn. Cô cũng đã mời Triệu Quốc Đống và lệnh Hồ Triều tham gia hôn lễ của mình. Cam Bình sau khi lên làm Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa về cơ bản cũng giúp Triệu Quốc Đống không ít, ít nhất trong quá trình nâng cao hình tượng du lịch cho Ninh Lăng, Bộ chẳng những ủng hộ không ít về tài chính, cũng ủng hộ về mặt chính sách, khiến cho ngành văn hóa, du lịch của Ninh Lăng đạt phát triển khá nhanh. Đây cũng là một nguyên nhân tại sao Hắc Mộng Hiệp lại coi trọng Lỗ Năng như vậy. Ngành văn hóa, du lịch của Ninh Lăng phát triển cũng khiến cuộc sống văn hóa tinh thần của người dân nâng cao. Xây dựng không khí văn hóa cũng khiến Triệu Quốc Đống không chỉ là một thành phố công nghiệp mới phát triển, mà còn thể hiện không khí nhân văn, lịch sử văn hóa của người Ninh Lăng. Muốn tạo được không khí này thì chỉ dựa vào đầu tư tài chính là không đủ, còn cần có quy hoạch hợp lý và bồi dưỡng tài nguyên nhân lực tương đối lớn. Bộ Văn hóa đã chọn Ninh Lăng làm điểm bồi dưỡng văn hóa cấp bộ khiến Ninh Lăng được lợi không ít ở phương diện này. Triệu Quốc Đống vốn cũng muốn tìm cơ hội đến gặp Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa nhưng hắn cảm thấy cứ đến như thế này sẽ là đường đột, đồng thời không muốn khiến người khác chú ý nên bỏ qua suy nghĩ này. Trầm Đông Chiêu thật ra đã kéo Triệu Quốc Đống đi uống một trận, làm hắn chỉ có say mà về rồi nằm lăn ra giường không biết gì. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút mất mặt với Lưu Nhược Đồng. Lớn như vậy hắn hình như chưa bị ai chuốc say, chẳng qua mấy người bạn của Trầm Đông Chiêu đúng là lợi hại, còn dùng xa luân chiến nên Triệu Quốc Đống dù có 3 đầu 6 tay cũng chỉ có thể bại trận ra về. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, Triệu Quốc Đống cảm thấy một tuần ở Bắc Kinh đúng là cơ hội để mình thả lỏng mình, không có gánh nặng gì, không có gì bó buộc mình, mỗi ngày đều có thể gặp bạn bè, đồng nghiệp. Khi hắn lên máy bay thì vẫn còn lưu luyến cảm giác đó. Chuyến lên Bắc Kinh này hắn cũng có thu hoạch không ít. Mặc dù hạng mục cao tốc Côn Văn không quá thuận lợi nhưng ít nhất cũng đi vào quỹ đạo, còn tốt hơn so với trước kia không có đầu mối gì. Bây giờ thị xã Văn Thành và hắn đang một bên tìm kiếm nhà đầu tư, một bên tích cực chuẩn bị đạt được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt. Công việc hai phương diện này đều cần tiến hành, trong đó chuẩn bị dư luận cũng là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống cũng nói chuyện này với Qua Tĩnh, đề nghị Qua Tĩnh giúp đỡ. Qua Tĩnh cười mắng Triệu Quốc Đống quá gian xảo đủ để so sánh với khi Mỹ đánh Iraq, đầu tiên chuẩn bị dư luận, tạo thanh thế, mở rộng ảnh hưởng. Chẳng qua Qua Tĩnh cũng nhắc Triệu Quốc Đống cần phải có chừng mực ở mặt dư luận, không nên tạo ra tranh luận quá lớn, rất nhiều chuyện vốn dự định tốt nhưng nếu vượt quá sẽ phản tác dụng. Quyển 17, chương 9-11. Tiền Việt bỏ kính xuống lấy vải lau lau. Đây là động tác quen thuộc của y. Chỉ khi chăm chú suy nghĩ vấn đề gì đó thì y mới không ngừng dùng vải lau trên mặt kính, thực tế không có một hạt bụi nào. Thư ký sớm quen với thói quen của lãnh đạo nên biết ý đi ra. Trên bàn làm việc để đầy tài liệu, ngoài ra còn có 2 quyển tạp chí. Tiền Việt một bên lau kính một bên nhìn vào quyển, nội tham tài chính. Trong quyển này có bài viết, kiến nghị và khác biệt giữa phương thức BOT, bút trong xây dựng cơ sở vật chất, tác giả bài viết là Lôi Hướng Đông. Người này Tiền Việt cũng biết, phó giám đốc cao cấp Ngân hàng Phát triển Quốc tế, là chuyên gia có sức ảnh hưởng lớn trong ngành ngân hàng Trung Quốc, mấy năm nay y đạt thành tích tốt trong việc ủng hộ công ty tư nhân đi ra nước ngoài,
được coi là người bảo hộ công ty tư nhân Trung Quốc, rất được giới kinh tế tư nhân tán thành. Lôi Hướng Đông mấy năm nay viết không ít bài viết như thế này, nhưng về cơ bản mỗi bài đều là có ý nghĩa, không ít thậm chí có sức ảnh hưởng lớn. Bài viết hôm nay cũng làm Tiền Việt xúc động cho nên mới cẩn thận đọc. Bài viết này nhìn như khá hạn hẹp nhưng ý rất sâu, vì thế kéo rộng ra nhiều điều, bao gồm cả chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương cùng với việc Trung ương đẩy mạnh đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất khu vực biên giới, tài chính khối kinh tế tư nhân khu vực duyên hải do thừa nên tiến vào thị trường bất động sản, khiến thị trường bất động sản nóng lên dẫn đến một loạt vấn đề dân sinh. Có thể nói đã nhằm đúng vào trọng tâm của vấn đề. Bài viết nhắc đến tính trục lợi mà thị trường chứng khoán trong nước phát triển không tốt khiến nguồn tài chính tiến vào thị trường này càng mạo hiểm hơn, mà trong nước lại không có nguồn đầu tư khác như các nước phát triển, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội xung quanh. Bây giờ thì dồn hết vào thị trường bất động sản, không bằng cân nhắc làm như thế nào lợi dụng tài chính tư nhân này tiến vào mấy làm việc xây dựng cơ sở vật chất công cộng vốn coi là vùng cấm. Như thế chẳng những có thể giảm bớt áp lực cho thị trường bất động sản, hơn nữa cũng có thể xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất cho khu vực Trung Tây Bộ, đồng thời cũng mở rộng con đường cho tài chính tư nhân đầu tư. Bài viết này có nhiều ý mới, mặc dù trong đó có mấy điểm không hoàn toàn hợp với sự thật nhưng phương hướng chung là đúng. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiền Việt lại trầm ngâm suy nghĩ lâu như vậy. Làm cho Tiền Việt suy nghĩ không chỉ là bài viết này, thực tế trong thời gian này đã lục tục có mấy bài viết về phương diện này. Cùng lúc không ít người phân tích do giá nhà trong nước tăng quá cao khiến cho nguồn tài chính tư nhân không có chỗ để đi, không thể không tiếp tục dồn vào thị trường bất động sản. Phương diện khác cũng có người cho rằng quốc gia khi đưa ra chiến lược phát triển phía Tây, khu vực biên giới đã quá chú trọng tính tới khả năng ủng hộ của tài chính trung ương mà quên đưa ra chính sách dẫn hướng cho tài chính tư nhân đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất ở khu vực này. Nhất là khu vực Trung Tây hoàn toàn có thể lợi dụng chỉ dẫn về chính sách mà xúc tiến tài chính tư nhân tiến vào ngành cơ sở vật chất công cộng, vừa có thể cải thiện cơ sở vật chất yếu kém của khu vực, về phần khác cũng có thể giảm bớt sự dựa dẫm vào tài chính nước ngoài, bồi dưỡng hệ thống tài chính tư nhân trong nước thành lập, tránh cho tỷ lệ đầu tư ra nước ngoài chiếm tỷ lệ quá lớn trong nền kinh tế quốc dân. Liên tiếp các bài viết đều do nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đưa ra. Thậm chí Tiền Việt cũng biết Thủ tướng khi khảo sát Điền Nam, Quảng Tây, hai tỉnh ở khu vực biên giới, hai tỉnh đều yêu cầu quốc gia tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của mình, nhất là đường sắt, quốc lộ và cảng, hai tỉnh chẳng những muốn tài chính trung ương hỗ trợ, hơn nữa cùng yêu cầu trung ương đưa ra chính sách đặc thù. Quan điểm này được giới chuyên gia kinh tế Trung Quốc ủng hộ, cho rằng thông qua việc thúc đẩy hai tỉnh này tiến hành hợp tác kinh tế với khu vực Đông Nam Á, thậm chí khu vực Nam Á sẽ tăng được sức ảnh hưởng của Trung Quốc với phía Tây Nam, đảm bảo các nước đồng minh chiến lược như Myanmar cùng Pakistan càng gắn chặt vào với Trung Quốc hơn. Điều này cũng phù hợp với chiến lược của Trung ương nhưng thực hiện cụ thể ra sao lại khác, lỗ hổng không thể thoáng cái mở quá lớn, rất nhiều thứ còn cần thử nghiệm, lựa chọn vài điểm tương đối không quan trọng mà thí điểm. Mặc dù có xảy ra chuyện thì cũng không tạo thành tiếng vang lớn, có thể điều chỉnh. Bài viết của Lôi Hướng Đông coi như vén một bức màn. Trước đó Lão Tỉnh cũng cố ý đề cập việc này với mình. Xem ra cũng có chút ý tứ. Điểm này Tiền Việt có thể giải thích, Điền Nam vẫn phát triển khá chậm, bây giờ lợi dụng cơ hội này để phát triển cũng là hợp tình hợp lý. Rất khó khăn, Chủ tịch Dương, chuyện này chỉ mình tôi nhảy lên nhảy xuống là không đủ, anh cũng phải hò hét vài câu chứ. Vào văn phòng Dương Bưu, Triệu Quốc Đống bắt đầu kể khổ. Tuy nói tôi phụ trách Văn Thành nhưng dù sao cũng là chuyện mảng giao thông. Hạng mục lớn như vậy thì anh làm phó chủ tịch quản lý giao thông không thể đứng bên nhìn như vậy chứ. Đường nếu được xây dựng thì nhân dân Điền Nam sẽ nhớ mãi anh. Được rồi, anh cứ nói muốn tôi làm gì là được. Dương Bưu tức giận nói. Đối với tôi mà nói cao tốc Côn Văn còn không phải công trình xây dựng đường quan trọng nhất hiện nay của Điền Nam chúng ta. Quốc Đống, tình hình Điền Tây Nam cùng Điền Tây Bắc, anh cũng thấy, chẳng lẽ các nơi đây không mong muốn cải thiện đường giao thông gấp như Văn Thành sao? Văn Thành tốt xấu cũng có quốc lộ đi qua, đường cũng không quá kém. Anh cũng đã đi đến Tây Bắc thì đường ở đó ra sao? Dân chúng làm gì để giải quyết vấn đề gâu anh cũng tận mắt thấy. Tôi cũng đã đề nghị với trưởng ban Hoàng cần phải tuyên dương giúp quỹ từ thiện Thương Lãng vì làm việc không muốn để lại danh tiếng, thoáng cái đầu tư 50 triệu xây 6 cây cầu ở các nơi đặc biệt khó khăn của Đức Khánh, Tam Giang, còn muốn xây dựng 3 trường tiểu học. Điền Nam chúng ta đúng là không tìm được công ty nào tốt như vậy. Quỹ từ thiện Thương Lãng cuối cùng đã quyết định bỏ 50 triệu xây dựng mấy cây cầu cần thiết nhất ở thị xã Tam Giang, Đức Khánh.
Mễ Linh lúc khảo sát tình hình hai nơi này đã rất xúc động, cô lập tức giới thiệu tình hình bên này với Trường Xuyên đang ở Thượng Hải, chẳng những bỏ 50 triệu xây cầu, còn bỏ ra 10 triệu xây dựng 3 trường tiểu học cho hai thị xã. Quỹ từ thiện Thương Lãng cũng đưa ra yêu cầu, đó là tất cả các chính trị xây dựng này đều hy vọng có thể có một hệ thống giám sát độc lập mà nghiêm khắc tiến hành, đồng thời cũng không muốn truyền thông tiến hành tuyên truyền vì bọn họ không hy vọng công trình từ thiện này lại biến thành trò cười kinh doanh. Yêu cầu này làm tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam rất chấn động. Thời này người làm việc tốt không lưu danh là có, nhưng công ty làm như vậy đúng là chưa nghe nói. Quỹ từ thiện Thương Lãng mặc dù độc lập về tài chính với tập đoàn Thương Lãng nhưng trong mắt rất nhiều người là có quan hệ với tập đoàn Thương Lãng, cho nên nó càng tăng thêm vài phần thần bí. Chủ tịch Dương, theo ý của tôi thì đường ở khu vực Điền Tây Bắc dính líu đến vấn đề dân sinh nhiều hơn, đúng là cần chú trọng. Nhưng đối với thị xã Văn Thành mà nói, đường cao tốc này là con đường giàu lên, ý nghĩa cũng không tầm thường. Càng là lạc hậu thì càng khao khát ở phương diện này. Triệu Quốc Đống không đáp lời Dương Bưu mà nói theo suy nghĩ của mình. Chuyện này anh phải chú ý, không thể đổ hết lên vai tôi. Sao, bây giờ cảm thấy khó giải quyết ư? Dương Bưu cười nói. Anh vận động không ít tài nguyên, công cụ dư luận cũng bị anh dùng đến, đừng cho rằng tôi không biết. Tôi cho rằng Thanh Thế làm như vậy thì chuyện sau đây sẽ như nước chảy thành sông. Anh không sợ tôi thành người hưởng thành quả sao? Thành quả ai hưởng chẳng như nhau. Ăn quả cuối cùng chẳng lẽ lại là anh? Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Vậy anh phụ trách mảng giao thông, không phải tất cả cây cối đều là anh trồng sao? Triệu Quốc Đống nói làm Dương Bưu giật mình. Tên này từ lúc ở Bắc Kinh về đã nói với giọng điệu khác, chẳng qua hắn nói cũng có lý. Được, nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không đến mức sợ này sợ kia như đàn bà. Qua Quốc Khánh tôi sẽ lên Bắc Kinh một chuyến, công ty đầu tư Trung Hoa giao cho tôi. Tôi sẽ bảo sở giao thông bên này tiếp tục đàm phán, dù như thế nào cũng phải làm xong việc này. Tôi không tin chúng ta cố gắng lại không làm được việc này. Dương Bưu cũng bị lời nói của Triệu Quốc Đống làm kích động nên vỗ ngực đáp ứng. Hắc hắc, vậy chuyện này tôi chuyển sang anh, chẳng qua yên tâm là tôi không vứt hết, cần tôi ra sức thì tôi sẽ không lười biếng. Triệu Quốc Đống khá phục sự đảm đương của Dương Bưu. Ừ, đúng, anh về chắc chưa đến chỗ Bí Thư Thái. Đi một chuyến, hai hôm nay tâm trạng Bí Thư không tốt lắm. Dương Bưu như nhớ ra gì đó. Quyển 17, chương 92. Tâm trạng Thái Chánh Dương đúng là không quá tốt, nhưng không đến mức quá kém như Dương Bưu nghĩ. Mấy chuyện đan xen vào nhau làm cho Thái Chánh Dương đang mệt tức giận, răng đau, nửa bên mặt như muốn sưng lên cũng càng làm người ta không thư thản. Y hiếm khi phê bình Dương Bưu. Dương Bưu cũng có chút oan ức. Chẳng qua y biết tâm trạng Thái Chánh Dương không tốt nên không giải thích nhiều. Đường cao tốc Điền Miễn ở Đức Hồng gặp vấn đề khó khăn, bên thi công và chính quyền địa phương phối hợp không nhất trí, trước đây là điều bình thường nhưng bộ máy Đức Hồng đã tiến hành điều chỉnh mà vẫn xuất hiện tình huống này không thể không làm Thái Chánh Dương tức tối. Cả ngày gào lên đòi trung ương cấp hạng mục, cấp chính sách, cấp tài chính, nhưng đồ đưa anh không dùng tốt, bên dưới luôn nghĩ cách đùn đẩy, anh sao có thể lầm bên trên hài lòng. Sai có thể làm bên trên cho nữa. Thái Chánh Dương cũng biết lợi ích toàn cục và lợi ích cục bộ kiểu gì cũng có xung đột. Nhưng cục bộ phải phục tùng toàn cục, địa phương phải phục tùng trung ương, đây là nguyên tắc cơ bản. Đương nhiên bên trên không phải không tính tới lợi ích địa phương, trong này cần có sự công bằng. Sở dĩ không quá hài lòng với Đức Hồng không phải vì công trình chậm tiến độ, mà là bởi vì thị ủy Đức Hồng không xử lý xong ở cấp thị xã để chuyện ầm lên tận tỉnh. Đây a cô phải là cố ý tát vào mặt sao? Thực ra Thái ca cũng không nên ép lão Tần chặt quá. Y mới xuống không lâu, tâm tư chủ yếu đặt ở việc làm thế nào để đảm bảo bộ máy được tốt. Tôi nghĩ lão Tần đã làm phó bí thư, đã làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ lâu như vậy, nên y biết phân biệt nặng nhẹ. Y nhất định cũng muốn làm tốt chuyện này nhưng khuyết điểm đến như núi nở, khuyết điểm đi như tơ nhện. Y tiếp nhận Đức Hồng mà bên đó xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Có chút vấn đề nhỏ cũng là bình thường. Anh không thể yêu cầu y thuận buồm xuôi gió, trong đó có chút thăng trầm là không thể tránh nổi. Chỉ cần y có thể khống chế đại cuộc là được, mà biểu hiện bây giờ đã chứng minh năng lực khống chế đại cuộc của y. Triệu Quốc Đống cùng Thái Chánh Dương đi chậm ven hồ Dã Áp. Lúc Thái Chánh Dương không vui hoặc là có chút xúc động sẽ đến hồ này, đây đã thành thói quen sau khi y đến công tác ở Điền Nam. Theo việc kinh doanh buôn bán ở Điền Nam càng lúc càng nhanh, không biết sở thích này của y còn có thể hưởng thụ được bao lâu. Thái Chánh Dương cũng rất mâu thuẫn, quy mô thành phố Điền Nam không ngừng mở rộng.
Ngô Nguyên Tể cùng Vương Liệt cũng đã báo cáo quy hoạch đô thị của Côn Châu lên tỉnh, tỉnh tranh luận rất lớn với việc này. Một mảng lớn đất đai quanh Hồ Giã Áp đã bị cái gọi là hợp tác xã quốc tế Âu Lục, Địa Trung Hải, Giang Nam. Chia nhau mà khai thác, mà các loại biệt thự trở thành một tiêu chí tượng trưng cho thân phận cao quý của người giàu có Điền Nam. Mặc dù trước mắt vẫn giữ lại được một tảng lớn đất nguyên sinh quanh hồ, nhưng không biết giai đoạn 2 thì khu núi rừng nguyên thủy này có thể duy trì được bao lâu. Các nhà kinh doanh vì lợi ích sẽ nghĩ ra trăm ngàn biện pháp để giải quyết cái bọn họ gọi là trở ngại pháp luật, điểm này Thái Chánh Dương rất rõ ràng. Thái Chánh Dương cũng không phản đối việc kinh doanh buôn bán, thực tế theo y thấy việc này cũng là một biểu hiện của phồn vinh. Chỉ khi phát triển kinh tế đến một trình độ nhất định thì ngành dịch vụ mới phát triển nhanh được. GDP năm nay của Côn Châu có lẽ đột phá 100 tỷ, mặc dù việc xác lập ngành nghề chủ đạo vẫn không như ý nhưng dù sao GDP vượt 100 tỷ cũng có nghĩa Côn Châu có cơ sở kinh tế của một thành phố lớn. Làm như thế nào dẫn đạo ngành dịch vụ phát triển cũng là vấn đề cấp bách hiện nay. Ở điểm này thì Ủy ban Côn Châu hình như không có ý kiến thống nhất. Từng địa phương đều có khó xử của mình, mỗi một hạng mục công việc cũng phải đối mặt khó khăn không giống nhau. Nghĩ thông điểm này Thái Chánh Dương cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh lại không ít. Thái Chánh Dương yên lặng 2 năm mới bắt đầu phát huy, không công chỉ hoãn 2 năm. Y dùng 2 năm để thăm dò tình huống, tạo trụ cột, có phải là tiến bước quá chậm không? Đối với biểu hiện mạnh mẽ, vang dội của Thái Chánh Dương ở bộ năng lượng cùng với biểu hiện cẩn thận của y tại Điền Nam làm nhiều người không hiểu. Cho rằng biểu hiện của Thái Chánh Dương chưa đạt được trình độ một bí thư tỉnh ủy, trung ương chọn y đến Điền Nam là thất sách. Nhưng anh kiên trì quan điểm của mình bây giờ, không thể mong thành công cực nhanh rồi để lại tai họa ngầm cho khóa tiếp theo. Thái Chánh Dương lựa chọn Triệu Quốc Đống để thổ lộ tâm trạng hình như có chút bất ngờ. Nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Thái Chánh Dương ở hoàn cảnh không khí này thì tâm trạng khá buồn bực. Mà Điền Nam cũng không tìm ra người tâm phúc để y thổ lộ. Thương Vô Bệnh cũng tốt, Dương Bưu cũng tốt, Hoàng Mộng Chân cũng tốt. Những người này miễn cưỡng được coi là thái hệ nhưng chính thức có thể để ý thổ lộ tâm trạng cũng chỉ có Triệu Quốc Đống. Vấn đề di lưu từ thời trước của Điền Nam quá sâu, đột nhiên dùng thuốc nặng sẽ chỉ làm cục diện Điền Nam càng thêm hỗn loạn, anh không thể làm như vậy, nếu không anh sẽ thành tội nhân. Nhưng cứ để như vậy hoặc là đạt thành thỏa hiệp với bọn họ, tuy hạng mục cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn có thể dễ dàng được đẩy mạnh nhưng sau đó thì sao? Nó sẽ lưu lại hậu hoạn càng nhiều hơn. Lưu lại vấn đề càng khó giải quyết hơn cho khóa tới. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương nếu như vừa đến Điền Nam đã thỏa hiệp với Đào, Trương để hai người ủng hộ kế hoạch của y phải cố gắng duy trì hệ thống lợi ích của bọn họ. Trong thời gian ngắn tuy có thể thấy cảnh chung sống hào bình nhưng kết quả lại là lừa trên dối dưới, ngoài mặt thì vinh quang, hạng mục lớn mà Trung ương chú ý cũng thuận lợi đẩy mạnh nhưng kết cấu kinh tế xã hội cả Điền Nam sẽ không được giải quyết. Đợi sau khóa này Thái Chánh Dương rời khỏi Điền Nam sẽ thành một cái xác thối giữa. Ai đến tiếp nhận không thể không gặp vấn đề lớn hơn nữa, sẽ phải dùng thuốc nặng hơn, hoặc là tiếp tục lừa dối đến khi bao giờ lộ tẩy thì thôi. Cho nên Thái Chánh Dương nói y không muốn như vậy, trừ khi y chỉ mong yên ổn trên con đường làm quan, sau đó một lần nữa sang Đại hội đại biểu nhân dân hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân ăn cơm nhàn hạ, hai cách này y đều không thể làm nên mới chỉ có thể đi con đường khó khăn. Mà con đường này càng không dễ được người giải thích, một phần anh không được đối phương nhất trí trong công việc, không thể được đối phương ủng hộ, mâu thuẫn lớn. Nhưng anh vẫn phải đẩy mạnh công việc, cùng lúc Trung ương sẽ có cái nhìn nếu lâu dài anh không có hành động gì, như vậy anh sẽ gặp áp lực từ hai mặt. Thái ca, em hiểu khó xử của anh, cho nên em cảm thấy anh không nên tạo áp lực lớn như vậy cho mình. Chúng ta đã làm rất tốt, hơn nữa em tin rằng Điền Nam sau đợt điều chỉnh này, bộ máy nhân sự về cơ bản đã được xác lập. Em không dám nói người được điều chỉnh đều phát huy bản lĩnh của mình, nhưng ít nhất em tin về tố chất của bọn họ. Triệu Quốc Đống biết lúc này mình cần an ủi Thái Chánh Dương, mỗi người đều có lúc mềm yếu, có lẽ lúc này tâm trạng Thái Chánh Dương kém nhất. Em tin chậm nhất sang năm tình hình toàn bộ các nơi trong tỉnh sẽ có thay đổi. Nơi khác em không dám nói, mấy thành phố thị xã như Côn Châu, Văn Thành, Triều Đạt, Vĩnh Sương nhất định sẽ có biến hóa rõ ràng. Ồ, chắc như vậy. Thái Chánh Dương bị lây vì giọng điệu khẳng định của Triệu Quốc Đống. Làm bí thư tỉnh ủy, y cần phải điều chỉnh tâm trạng một cách thích hợp. Lúc trước y có chút xúc động nhưng Triệu Quốc Đống nói một phen y cũng điều chỉnh lại tâm trạng. Triệu Quốc Đống nói y đương nhiên hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, y rất cảm kích chẳng qua không thể vì lời này mà quên vấn đề tồn tại xung quanh mình. Thái ca,
em biết anh nghĩ em đang an ủi anh, không tin chúng ta lấy thời gian nửa năm làm giới hạn. Tháng 3 sang năm chúng ta đến xem biểu hiện các khu vực, được không? Triệu Quốc Đống thật ra rất tự tin vào các cán bộ mình lựa chọn. Được, cứ quyết định như vậy. Anh thật ra muốn xem người chú chọn có thể giúp anh lấy thể diện không? Thái Chánh Dương vỗ mạnh vào vai Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, anh đến Điền Nam 3 năm, hơn ngàn ngày cứ như vậy trôi qua. Nhìn biến hóa các tỉnh thành xung quanh làm anh thấy rất sốt ruột. Thái Chánh Dương ở trước mặt người ngoài luôn lộ vẻ tự tin, mặc dù là Triệu Quốc Đống cũng hiếm khi nghe y dùng lời nói như thế này. Anh biết Trung ương đánh giá anh không quá tốt, Trung ương không quá hài lòng với sự phát triển của Điền Nam, có lãnh đạo cho rằng biểu hiện của anh quá mềm yếu, hoặc là bảo thủ. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, thực ra cách nói này không phải lần đầu hắn nghe được. Lần này lên gặp Dương Thiên Minh, hắn mơ hồ nghe thấy vậy. Thậm chí ở chỗ Lưu Kiều hắn cũng nghe thấy loại lời nói này. Quyển 17, chương 9-13. Tôi tuyên bố chính thức khởi công xây dựng đường ống dẫn dầu Điền Miễn qua điện phận Điền Nam chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói dõng dạc của Phó Thủ tướng Trương Phong Lập, hơn 10 chiếc máy xúc máy ủi bắt đầu khởi động, một hàng khói dày đặc bay lên tận trời, tiếng gào rú đinh tai nhức óc bao phủ công trường. Đây là quận Ninh An cách phía Nam Côn Châu 32 km, theo hợp đồng ký kết giữa hai nước Trung Quốc, Myanmar. Myanmar sẽ tiến hành khởi công xây dựng bến tàu vận chuyển dầu thô. Cùng lúc đó tập đoàn dầu khí Trung Quốc cũng sẽ tiến hành khai thác khí thiên nhiên gần bờ biển Myanmar. Đường ống dẫn dầu, khí từ Myanmar đến Trung Quốc trong địa phận Myanmar cũng được khởi công trong thời gian gần đây, lấy phương thức hai bên cùng xây dựng để tiến hành. Như vậy tốc độ xây dựng sẽ nhanh hơn, đảm bảo khi hạng mục công ty lọc dầu Ninh An được xây dựng xong thì cũng có thể lập tức đi vào sản xuất. Công ty lọc dầu Ninh An do chính phủ Trung Quốc bỏ ra gần 1 tỷ, xây dựng xong một năm sẽ lọc dầu được trên 10 triệu tấn. Đây cũng là bước tiến mới trong chiến lược an toàn năng lượng của quốc gia, đồng thời cũng là bước đi quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế mật thiết giữa Trung Quốc, Myanmar. Sau khi xong Trung Quốc sẽ có một bến tàu ổn định đi ra Ấn Độ Dương, có thể tránh được các eo biển đầy tính nguy cơ cao ở Somali, giảm thiểu mạo hiểm trong chiến lược năng lượng. Đây là đường ống dẫn đầu thứ hai trong 4 đường ống dẫn đầu Trung Quốc đang xây dựng. Tuyến đầu tiên từ Trung Quốc đến Kazakhstan đã chính thức khởi công vào 2/5 năm ngoái. Đây là bước đi đầu tiên trong chiến lược an toàn năng lượng của Trung Quốc, mà đường ống này đến cuối năm sẽ hoàn thành. Đến lúc ấy khí thiên nhiên từ Kazakhstan, tơ ký Lô Metanistan sẽ không ngừng cuồn cuộn thông qua Tân Cương chảy vào trong nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Phong Lập tham gia lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Myanmar cũng có mặt tham gia nghi thức. Triệu Quốc Đống vố không cần ra mặt trong nghi thức thế này. Lãnh đạo tụ tập. Ngoài Phó Thủ tướng ra còn có một vị Phó trưởng Ban Thư ký Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Năng lượng hai nước, Thái Chánh Dương, Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương, Ngô Nguyên Tể, Vương Liệt cũng tham gia. Hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ không có lý do gì trộn lẫn vào trong này. Nhưng bên Myanmar có một vị Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng cũng là Ủy viên Quốc hội Myanmar. Y lần này ngoài tham gia lễ khởi công còn có một loạt hoạt động, ví dụ như thăm Tập đoàn Động lực, Tập đoàn Điền Giã, Công ty Máy Công cụ Côn Châu, Trường Đảng Điền Nam, Đại học Điền Nam, Đại học Khoa học Điền Nam, Bệnh viện tỉnh Điền Nam, Bộ Ngoại giao vì thế cũng cử một phó bộ trưởng đi cùng toàn bộ quá trình với y. Trương Bảo Quốc đang họp trên Bắc Kinh nên tỉnh ủy cũng chỉ có thể bố trí Triệu Quốc Đống đi cùng vị phó bộ trưởng Myanmar kia. Triệu Quốc Đống không ngờ việc này cũng kéo mình tham gia. Sau khi nghi lễ kết thúc hắn còn phải gánh vác nhiệm vụ ngoại giao, đi theo phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Khương Hoa cùng đi với các vị khách Myanmar để khảo sát ở Điền Nam. Bộ trưởng Khương, vị khách Myanmar này xem ra đúng là thừa sức lực. Sau khi khảo sát xong công ty máy công cụ Côn Châu rồi đi vài công ty khác mà bọn họ không hề có cảm giác mệt mỏi, hơn nữa nghe rất cẩn thận việc giới thiệu tình hình phát triển của mấy công ty, thậm chí còn xuống nơi sản xuất hiểu rõ tình hình, hỏi giá trị sản lượng hàng năm của công ty, sản phẩm chủ yếu cùng tình hình tiêu thụ. Uzi là ủy viên quốc hội Myanmar. Cũng là ủy viên Hội đồng An ninh Myanmar, có sức ảnh hưởng lớn ở Myanmar. Người này so sánh với trưởng ban Triệu thì chỉ hơn vài tuổi, là ngôi sao sáng của nền chính trị Myanmar. Y mặc dù từ quân đội đi ra nhưng lại nhanh chóng quen thuộc tình hình bên chính quyền, cũng khá thân thiện với Trung Quốc chúng ta. Trung ương rất chú trọng cuộc viếng thăm này của y. Sau khi y khảo sát ở Côn Châu xong còn muốn đến Nam Việt, Giang Tô khảo sát nữa. Khương Hoa thuận miệng giải thích. Triệu Quốc Đống cũng chú ý đến vị phó bộ trưởng trông đầy khí thế kia.
Người này khoảng chừng 40 tuổi, bước đi rất có tác phong của quân nhân. Cuộc khảo sát kết thúc, đối phương và phiên dịch cùng đi tới cảm ơn hai người. Khương Hoa và Triệu Quốc Đống đều nói đây là chức trách của mình, cũng nhiệt tình hỏi U Di tối có an bài gì không, nếu không thì tối có thể dùng bữa rồi đi ngắm cảnh đêm Côn Châu. Đối phương khá vui vẻ nhận lời. Trưởng ban Triệu, tôi cảm thấy U Di này có ấn tượng tốt đối với anh, y nói từ trên người anh có khí chất đặc biệt của quân nhân, y rất coi trọng khí thế của anh, hỏi tôi là anh có phải xuất thân quân nhân không? Tôi nói với y là anh không làm quân nhân nhưng đã từng làm cảnh sát. Khương Hoa cười ha hả nói. Hả, không thể vậy chứ. Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Tôi và y hôm nay mặc dù nói chuyện khá vui vẻ nhưng đều là nói chuyện công việc, nói chuyện đều thông qua phiên dịch tiến hành. Y rất có hứng thú với vấn đề phát triển kinh tế, nhất là ngành cơ giới chế tạo và xây dựng cơ sở vật chất càng chú trọng, cũng không nói chuyện khác mà. Myanmar là một nước theo đạo Phật, Phật nói cầu duyên phận, có lẽ U Di cảm thấy có duyên phận với anh. Khương Hoa cười nói, đây không có gì là chuyện xấu. U Di vừa nãy lúc ăn cơm cũng nói chuyện với tôi về anh. Nghe nói anh mới 35 tuổi, y rất giật mình. Y nói vẫn cảm thấy đảng và chính phủ nước ta rất chú ý về độ tuổi, lý lịch, anh còn trẻ như vậy đã đảm nhiệm chức vụ bây giờ là hiếm thấy. Tôi nói với y là lý lịch của anh rất phong phú, hơn nữa từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, thị xã 2 năm liền có tốc độ phát triển đứng đầu Trung Quốc càng làm y kinh ngạc. Bộ trưởng Khương, như vậy không tốt lắm, y là khách nước ngoài. Tôi chỉ đến đi cùng mà thôi, nhiệm vụ tiếp đón y là của anh. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, hắn không hiểu rõ ý đồ thật sự của Khương Hoa. Trưởng ban Triệu, U Di không chỉ là phó bộ trưởng bộ năng lượng Myanmar, còn là ủy viên quốc hội, đối với chúng ta mà nói y không chỉ là khách của nước ta, cũng là khách của đảng. Về công về tư thì tăng cường quan hệ và liên lạc với y cũng là có lợi cho quan hệ giữa đôi bên sau này, điểm này anh nhất định phải chú ý. Khương Hoa trịnh trọng nói. Bộ trưởng Khương, tôi nghe ý của anh thì hình như buổi tối nay đi ngắm cảnh Côn Châu anh muốn tôi làm người giới thiệu. Triệu Quốc Đống không nhịn được nói. Không đến mức như vậy, chẳng qua U Di có thể muốn hỏi vài vấn đề, trưởng ban Triệu lúc trả lời cần chú ý, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này tỏ rõ một ít quan điểm và ý đồ của chúng ta. Khương Hoa lúc này mới nói ra ý đồ thật của mình. Quan hệ giữa hai nước Trung Quốc. Myanmar mặc dù vẫn duy trì khá tốt nhưng không phải không có quan hệ không hài hòa. Sang thế kỷ 21, Ấn Độ thấy quan hệ giữa Trung Quốc, Myanmar càng lúc càng phát triển nên cũng không ngừng cố gắng kéo gần khoảng cách với Myanmar. Tháng 4 năm 2002, ba nước Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan ký hiệp ước xây dựng một đường quốc lộ qua ba nước. Tháng 1 và tháng 7 năm 2003, Ngoại trưởng Myanmar hai lần tới Ấn Độ. Tháng 11 năm 2003 Phó Thủ tướng Ấn Độ viếng thăm Myanmar, đồng ý tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, quốc phòng giữa hai nước. Đồng thời Ấn Độ còn hứa cung cấp khoản tiền 5,7 tỷ USD giúp đỡ Myanmar cải tạo hệ thống đường sắt Myanmar. Để đáp lại Myanmar ủng hộ Ấn Độ thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quan hệ Trung Quốc, Myanmar vẫn duy trì tốt đẹp. Đồng thời cũng bị các nước bên ngoài tạo ra nhiều nhân tố quấy nhiễu nên địa vị của Trung Quốc đối với Myanmar trở nên vi diệu. Anh nói vị phó bộ trưởng U Di kia có hỏi một ít vấn đề nhạy cảm không? Triệu Quốc Đống hơi nhíu mày, đây đúng là chuyện phiền phức, khách không chỉ đại biểu cho bộ năng lượng Myanmar, đồng thời cũng đại biểu cho đảng của Myanmar. Nếu nói một vài lời không thích hợp thì có thể tạo thành ảnh hưởng bất ổn. Ừ, bây giờ không tiện phán đoán, chẳng qua U Di có đầu óc suy nghĩ rộng rãi. Nhanh nhẹn, hơn nữa U Di khá có hứng thú với thành tựu phát triển kinh tế sau cải cách của nước ta, cho nên có lẽ đưa ra một vài vấn đề, ngoài ra bởi vì thân phận đặc thù của y nên có lẽ y còn có thể hỏi vài vấn đề trong quan hệ hợp tác của hai nước. Khương Hoa thận trọng nói. Vậy tôi nên trả lời như thế nào? Không trả lời hay là hàm hồ nói? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Không cần như vậy, nói chung thì tôi tin trưởng ban Triệu có thể nắm chừng mực. Nếu hỏi đến vấn đề liên quan đến hai nước thì cũng nên suy xét một chút, không nên nói tới nội dung quá mẫn cảm, tránh cho kích thích đến đối phương. Khương Hoa cười nói. Chúng ta đại biểu cho đảng giới thiệu tình hình trong nước với đảng đồng minh, đương nhiên không cần nói quá rõ, tôi tin đối phương cũng biết chừng mực. Quyển 17, chương 9-14. Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Hắn không ngờ mình bị chộp lấy, bây giờ còn bị đẩy cho việc giải quyết như thế này. Chẳng qua nói thật hắn có ấn tượng rất tốt với vị khách Myanmar kia.
nhưng đối phương hôm nay khi khảo sát mấy công ty đều hỏi rất cẩn thận, điểm hơi không rõ đều muốn hỏi rõ làm phiên dịch rất khẩn trương. Loại người cố chấp như đối phương, dồn hết tâm trí vào công việc như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống thấy cảm động. Một dân tộc, một quốc gia cũng cần có người như vậy, như thế mới có thể chính thức đứng vững trước thời cuộc, bọn họ chính là xương sống của quốc gia và dân tộc. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng chính mình có thể trở thành một vị trí trong cột trụ quốc gia. Xe chạy nhanh trên đường phố, Côn Châu vào tháng 9 không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, hơn 8 giờ tối cũng là lúc Côn Châu về đêm phồn vinh nhất. Những vị khách Myanmar đi cùng Khương Hoa và Triệu Quốc Đống bắt đầu xuống xe đi dọc theo đường từ phía Tây tới phía Đông. Triệu Quốc Đống cũng thật không ngờ những vị khách này lại dẻo miệng đến vậy. Vừa đi có lẽ học ít tiếng Trung Quốc, chẳng qua muốn nói chuyện với nhau là không được, phiên dịch phải đứng giữa. Dù là Triệu Quốc Đống nói hay vừa đi nói, phiên dịch đều truyền đạt lại đầy đủ. Triệu Quốc Đống giới thiệu Khung Trúc Tự là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Điền Nam, ngôi chùa có 500 tượng La Hán. Khách Myanmar nghe rất chăm chú nhất là về lịch sử lâu đời của ngôi chùa. Trưởng Ban Triệu, tôi đến Quý Quốc 3 lần, trước đây tôi lấy thân phận quân nhân đến Trung Quốc nhưng mỗi lần tôi đều thấy Trung Quốc thay đổi rất lớn, tôi rất rung động về thành tựu mà Đảng Trung Quốc có thể lãnh đạo dân chúng đạt được, cũng hy vọng quý đảng có thể trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn với đảng nước tôi về phương diện phát triển kinh tế. Phiên dịch rất cẩn thận nói lại lời của đối phương, tốc độ cố gắng chậm lại. Nhất là ở vấn đề liên quan đến quan hệ hai bên thì y càng cẩn thận. Tôi nghe nói ngài ưng làm lãnh đạo một thị xã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc, không biết ngài có thể giới thiệu một chút tình hình không? Triệu Quốc Đống sau khi đến Điền Nam gần như không đề cập đến tình hình lúc mình còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mặc dù có người hỏi thì hắn cũng nói sang việc khác. Chẳng qua tình huống hôm nay không giống, đối phương có lẽ nghe Khương Hoa giới thiệu qua việc mình ở Ninh Lăng nên hứng thú. Giới thiệu việc này Triệu Quốc Đống không có gì phải e ngại, khách khí. Hắn nói qua tình hình phát triển của Ninh Lăng, trọng điểm giới thiệu Ninh Lăng xác định ngành trụ cột, thúc đẩy ngành trụ cột phát triển kéo theo các ngành khác. Vừa đi nghe khá cẩn thận, thậm chí cũng hỏi chất đa tinh thể silicon chủ yếu dùng cho ngành sản xuất nào, tình hình phát triển thiết bị điện và tài liệu chế tạo phát triển như thế nào. Trên mặt đối phương lộ ra vẻ nhớ đến gì đó nên nói ngay. Phiên dịch vội vàng nói lại. Trưởng Ban Triệu, Bộ trưởng U nói lúc ở Myanmar đã đi thăm một công ty Trung Quốc tên là công ty dây cáp điện Trường Liên, hình như là công ty ở Ninh Lăng theo lời ngài nói. Công ty này đầu tư xây dựng nhà máy ở Myanmar, đã có cống hiến lớn với ngành điện Myanmar. Bộ trưởng U quen biết giám đốc công ty này và nghe đối phương nhắc đến ngài. Triệu Quốc Đống cũng ngẩn ra, hắn thật không ngờ y này lại biết Hứa Tĩnh Giang, chủ tịch kiêm giám đốc công ty Trường Liên. Trụ sở chính và trụ sở nghiên cứu của công ty này vẫn ở Giang Tô nhưng Ninh Lăng lại là nơi sản xuất quan trọng nhất của công ty. Bước tiến của công ty này khá lớn, mượn nhờ việc ủng hộ tài chính của Ngân hàng Phát triển Quốc tế nên đã tiến ra thị trường khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng U biết chủ tịch Hứa, đúng là trùng hợp, lúc tôi làm việc ở Ninh Lăng thì chỉ biết y chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy ở Myanmar, không ngờ bộ trưởng U lại đến khảo sát công ty của y. Xem ra tôi và bộ trưởng U đúng là có chút duyên phận. Triệu Quốc Đống cười đáp lại. Hai năm nay đầu tư thủy điện của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng rất nhanh nhất là Myanmar. Mấy tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc đều tiến vào. Myanmar có tài nguyên nước phong phú đã hấp dẫn được Trung Quốc vốn là nước đang khát điện. Mà theo việc khai thác thủy điện diễn ra, Myanmar càng hy vọng các công ty sản xuất thiết bị điện của Trung Quốc có thể tiến vào Myanmar, giúp đỡ Myanmar thành lập hệ thống sản xuất điện tương đối đầy đủ. Vì thế Myanmar cũng cung cấp nhiều chính sách ưu đãi để hấp dẫn các công ty. Nghe phiên dịch đề cập tới từ duyên phận, Wody cũng khá vui vẻ. Khương Hoa thầm phục Triệu Quốc Đống, lời này đã kéo gần khoảng cách hai bên, được đối phương hài lòng. Bắt đầu từ Khung Trúc Tự nói đến Phật giáo Myanmar, Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng làm Wody vui vẻ, hơn nữa cũng cố gắng nói mấy đề tài mà đối phương hứng thú, khiến cho phiên dịch cũng mệt. Nhất là Triệu Quốc Đống lợi dụng giới thiệu sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng mà giới thiệu một ít chính sách kinh tế và chế độ trong nước, phương thức này càng dễ khiến đối phương tiếp nhận hơn. Mà trùng hợp có thể nói đến một người hai bên đều hiểu, sau đó dùng từ duyên phận để giải thích là khá hợp lý để đạt đến mục đích. Quyển 17, chương 95. Công tác của Bộ Ngoại giao sao lại đổ lên đầu anh là trưởng ban tổ chức cán bộ? Đúng là lạ, Bộ trưởng Khương đúng là biết gài anh. Lưu Nhược Đồng cũng biết Khương Hoa. Khương Hoa làm nhiều năm ở Bộ Ngoại giao, bố mẹ cũng quen thuộc với đối phương. Hắc hắc, theo y nói đây chính là do duyên phận.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Việc này cũng không có gì, chỉ là đi cùng khách, giới thiệu một chút chính sách cơ bản của đảng trong phương diện phát triển kinh tế. Thực tế anh tin đoàn đại biểu đảng nước họ tới Trung Quốc thì chúng ta cũng có chuyên gia chuyên môn giới thiệu cho bọn họ. Chẳng qua Uzi kia có hứng thú với việc anh từng làm ở địa phương nhiều năm nên muốn nghe anh giới thiệu mà thôi. Quốc Đống, không nói chuyện công việc nữa. Em thấy trong thời gian này anh rất mệt, đợt này chắc có thể nghỉ ngơi vài ngày. Khí hậu ở Điền Nam khá mát mẻ, chúng ta đến đảo nghỉ, anh có đi được không? Lưu Nhược Đồng dọn xong giường mới thở phào nhẹ nhõm. Cô là người không thích lộn xộn, nhà Triệu Quốc Đống mặc dù không tính quá bẩn quá loạn nhưng không phù hợp tiêu chuẩn của cô. Nhất là cô còn ở đây vài hôm nên loạn như thế này cô không chịu được. Vì thế dù như thế nào cô cũng phải dọn sạch phòng. Ừ, đúng là cần nghỉ ngơi. Điền Nam có phong cảnh đẹp, nhiều danh thắng, em lại chưa từng tới. Em muốn đi đâu sẽ đi đó. Anh làm việc ở đây lúc nào đi chẳng được, còn có thể thường xuyên công tư lẫn lộn. Triệu Quốc Đống nói. Đi Vân Trì, Thạch Lâm, Lý Giang, Ngư Long Tuyết Sơn, Tam Giang Tịnh Lưu, đây đều là kho báu quý giá của tự nhiên lưu lại, tuyệt đối làm em lưu luyến không rời. Nếu muốn từ từ thưởng thức thì đi 3 tháng cũng không hết. Ai có nhiều thời gian như vậy? Đúng, anh không phải nói ngày 4, mùng 5 tổ chức họp lớp ở đây sao? Vậy không phải không có thời gian đi ư? Lưu Nhược Đồng nhíu mày nói. Cái này không có gì, chiều mai chúng ta có thể xuất phát. Nếu đi Lý Giang thì chiều nhiều chuyến bay hơn, 50 phút là đến nơi. Ở đó 3 ngày 3 đêm chơi là thoải mái, ngày mùng 3 bay về cũng kịp. Triệu Quốc Đống sớm đã tính toán. Điền Nam có nhiều thắng cảnh nhưng em lần đầu tới thì Lý Giang nhất định là nên chọn đầu tiên. Chờ phía Bắc lạnh một chút thì chúng ta có thể đến Ban Nạp, đó là nơi tốt nhất đi du lịch vào mùa xuân. Về phần các thắng cảnh quanh Côn Châu thì cuối tuần chúng ta có thể đi, không cần vội. Ừ. Em cũng sớm nghe nói cảnh tượng Lý Giang rất đẹp, chúng ta sẽ đến Lý Giang ở vài hôm. Nơi đó nghe nói có rượu rất nổi tiếng. Lưu Nhược Đồng hăng hái nói. 3 ngày ở Lý Giang làm Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng rất mê say. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy thi thoảng có vài ngày ở bên nhau là tốt, nhưng nếu ở lâu dài tại đây thì chưa chắc có thể thích nghi với cuộc sống này. Trấn nhỏ ngày xưa sau khi sửa chữa lại đã thay đổi hẳn, tuy vẫn còn giữ được phong cách cũ nhưng bị không khí kinh doanh bao phủ. Làm như thế nào bảo vệ được lịch sử dân tộc lại phát triển kinh tế chính là vấn đề khó khăn đối với mỗi địa phương. Bí thư thị ủy Lý Giang, Quách Đình Cao đúng là khá lo lắng. Theo lý thuyết tình hình phát triển của Lý Giang là tốt nhất ở khu vực Điền Tây Trung, từ 2 đợt điều chỉnh nhân sự liên tiếp vừa rồi Lý Giang không bị bao ảnh hưởng, ngược lại thành viên thị ủy Lý Giang đưa ra cũng đều thuận lợi được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tán thành. Quách Đình Cao cũng vẫn cảm thấy trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Quốc Đống không hề là người tàn nhẫn như bên ngoài nói. Nhưng sau đợt điều chỉnh nhân sự thứ 2 Quách Đình Cao mới coi như chính thức thấy khí phách của Triệu Quốc Đống. Mặc dù ai cũng biến động nhân sự Khúc Châu là do ủy ban kỷ luật tỉnh ủy làm tiên phong phát động nhưng người có tin tức nhanh nhạy lại biết trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Quốc Đống mới là người đứng sau lưng việc thay đổi nhân sự của Khúc Châu. Thậm chí còn có người nói ban đầu ngay cả bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương cũng không xếp Khúc Châu vào đợt điều chỉnh nhân sự lần này. Kết quả Triệu Quốc Đống lúc đến Khúc Châu phát hiện tồn tại vấn đề nên quyết định phát động đợt động đất của chính trường Khúc Châu. Quách Đình Cao cũng không biết Triệu Quốc Đống lại lặng lẽ đến Lý Giang trong đợt nghỉ quốc khánh này. Bây giờ y còn không rõ Triệu Quốc Đống đến Lý Giang để du lịch hay là đến tìm hiểu tình hình của Lý Giang. Nếu là mục đích sau thì như vậy có nghĩa trưởng ban Triệu sợ rằng có cái nhìn không tốt với Lý Giang. Mặc dù Quách Đình Cao tự nhận mình ngồi ổn ở vị trí này, nhưng cả thị xã Lý Giang to như vậy không phải một bí thư thị ủy có thể bao quát hết. Thị xã Lý Giang nổi tiếng là thành phố du lịch, thị trường du lịch cũng khá phát triển. Tình hình an ninh trật tự của Lý Giang dù coi như là tốt ở cả Điền Nam nhưng không dám xác định có vấn đề hay không. Dù sao lượng du khách khổng lồ tới Lý Giang như vậy nên đương nhiên cũng là kho báu cho đám tội phạm. Chỉ là Kỳ Tử Lan lúc gọi điện cũng nói không rõ. Chỉ nói hình như trưởng ban Triệu trong kỳ nghỉ này lặng lẽ đến Lý Giang, còn giống như đi với vợ. Kỳ Tử Lan cũng là trong lúc vô tình nghe trưởng ban Triệu nói chuyện với thư ký về tình hình du lịch của Lý Giang, hình như nghe trưởng ban Triệu còn nói là tiếc nuối nhưng cụ thể trưởng ban Triệu, tiếc nuối, ở phương diện nào thì Kỳ Tử Lan nghe không rõ, cũng không tiện hỏi nhiều. Trưởng ban Triệu, tiếc, mặt nào? Quách Đình Cao không dám xác định, mấy năm nay Lý Giang tập trung chính vào phát triển du lịch. Du lịch Lý Giang đã trở thành thương hiệu vàng của du lịch Điền Nam, vượt qua mấy thành phố du lịch trước đó là Côn Châu, Thương Sơn, Ban Nạp.
Nhưng ngành du lịch mặc dù phát triển tốt nhưng cũng không thể nào bằng cái nhìn của trưởng ban tổ chức cán bộ, điểm này Quách Đình Cao biết rõ. Đối với y mà nói, trưởng ban Triệu có thể tiếc nuối với mọi thứ nhưng tuyệt đối đừng tỏ vẻ tiếc nuối về công việc của thị ủy Lý Giang. Y không thể không đi tìm hiểu xem có sơ sót gì không để bù đắp. Quách Đình Cao. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nhìn lên, hắn nhìn đoạn tự lập lại nhìn Điền Vĩnh Thái ngồi trước mặt mình. Bộ máy Lý Giang đã sớm điều chỉnh xong, mấy thành viên thị ủy Lý Giang báo lên cũng không có biến hóa mấy, hình như chỉ là tăng thêm một phó thị trưởng còn thiếu. Ban khảo sát cũng không có vấn đề gì, quyết định phê duyệt sớm đã có, phó thị trưởng kia cũng được tuyển rồi mà. Ừ, bộ máy Lý Giang không có vấn đề gì, tân phó thị trưởng Tằng Hữu Mạnh này tôi cũng khá hiểu, đây là một đồng chí có năng lực, các phương diện đều được. Sau khi tuyển làm phó thị trưởng thì hình như bây giờ được phân công quản lý nông nghiệp. Điền Vĩnh Thái cũng có chút kinh ngạc, bí thư thị ủy đến báo cáo công việc với trưởng ban tổ chức cán bộ tuy là bình thường nhưng Quách Đình Cao lại yêu cầu một mình báo cáo công việc chỉnh trọng như vậy đúng là lạ. Vậy lão Quách này có ý tưởng gì mới sao? Mời y vào đi. Triệu Quốc Đống cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn không quá quen thuộc Quách Đình Cao, nhưng lúc đến Lý Giang khảo sát, hắn thấy Quách Đình Cao có tác phong kiên định, mặc dù suy nghĩ không quá rộng rãi nhưng việc vững vàng biến ngành du lịch thành sản nghiệp trụ cột của Lý Giang là quyết định sáng suốt. Điền Vĩnh Thái biết ý cáo lui, bí thư thị ủy đến báo cáo công việc với trưởng ban một mình thế này nhất định là có đề tài gì đó quan trọng, những người khác sẽ không tiện ngồi nghe. Nghe Quách Đình Cao nói một vòng, Triệu Quốc Đống coi như miễn cưỡng hiểu mục đích đến đây của đối phương. Điều này làm hắn dở khóc dở cười. Không cần nghĩ Triệu Quốc Đống cũng đoán được Kỳ Tử Lan tiết lộ bí mật với Quách Đình Cao. Chỉ là Kỳ Tử Lan cũng đúng là, mới nghe một chút đã thông báo, mình nói rõ là chuyện gì mà đã dám lộ bí mật. Chỉ là hắn cũng không tiện giải thích nhiều. Thực tế hắn có ấn tượng khá tốt với Lý Giang. Mặc dù không khí kinh doanh khá nồng nặc nhưng điều này có thể lý giải. Kinh tế công nghiệp của Lý Giang rất yếu, toàn bộ dựa vào ngành du lịch thúc đẩy ngành nghề khác. Mà ngành du lịch muốn phát triển thì không thể không dựa vào ngành dịch vụ, kinh doanh để phát triển. Ở hoàn cảnh này Lý Giang làm được thế coi như không kém. Triệu Quốc Đống lúc ấy vô tình than thở chẳng qua là cho rằng ngành du lịch Lý Giang nếu cứ phát triển theo tình hình hiện tại thì văn hóa dân tộc khu vực này sẽ dần bị mai một. Cho nên hắn mới nói vài câu với đoạn tự lập, thật không ngờ Kỳ Tử Lan nghe được rồi truyền tin cho Quách Đình Cao. Quyển 17, chương 9-16. Đình Cao. Khung cảnh Lý Giang làm vợ chồng tôi lưu luyến không muốn về. Đợt nghỉ lễ này ngành du lịch Lý Giang các anh thu được bao nhiêu? Triệu Quốc Đống một bên thuận miệng hỏi, một bên nói tiếp. Lúc tôi ở Ninh Lăng tỉnh An Nguyên cũng cố gắng xúc tiến phát triển ngành du lịch nhưng xem ra ngành du lịch Ninh Lăng không thể nào theo kịp Lý Giang. Lý Giang làm rất tốt, cần phải tiếp tục duy trì. Trưởng ban Triệu, công việc của Lý Giang cũng còn tồn tại rất nhiều vấn đề, ngành du lịch bây giờ là ngành chủ đạo của Lý Giang. Nhưng theo sự phát triển khó tránh khỏi chất lượng du lịch tồn tại vấn đề. Thị xã Lý Giang cũng vẫn tổng kết nghiên cứu tìm ra vấn đề còn tồn tại của thị trường du lịch Lý Giang. Quách Đình Cao không phải người quá khiêm tốn nhưng vị trưởng ban Triệu này nửa ngày không đi vào chính để làm y càng sốt ruột. Biết rõ có chuyện mà lãnh đạo cứ khen anh, không đề cập vấn đề thì có nghĩa gì. Điều này có nghĩa lãnh đạo không coi anh là người một nhà, không muốn thổ lộ với anh, thậm chí có thể nói là có khúc mắc trong lòng. Suy nghĩ lúc thích hợp làm khó dễ anh, như vậy sẽ rất phiền phức. Triệu Quốc Đống cũng có lời khó nói. Hắn hiểu tâm trạng của Quách Đình Cao, Kỳ Tử Lan này giỏi rồi, truyền lời làm cho bí thư thị ủy Lý Giang đang vui vẻ đột nhiên trở thành lo lắng bất an. Hắn còn không biết nên nói vấn đề này như thế nào, không thể bảo với Quách Đình Cao là Kỳ Tử Lan nghe sai, không có việc gì. Không chừng Quách Đình Cao càng hồi hộp, còn cho rằng mình hại lây Kỳ Tử Lan. Cần phải giải tỏa khúc mắc trong lòng Quách Đình Cao, hơn nữa cần phải tự nhiên như không vậy. Đình Cao, thị trường du lịch Lý Giang phát triển rất nhanh, nghe nói các anh chuẩn bị tổ chức chương trình ấn tượng Lý Giang. Triệu Quốc Đống cân nhắc tìm đề tài. Đúng thế, trưởng ban Triệu, Lý Giang chúng tôi đúng là xem chương trình khổng lồ mà Ninh Lăng đã làm, cảm thấy lịch sử văn hóa dân tộc của Lý Giang chúng tôi khá so sánh, không hề thua kém gì Ninh Lăng. Ninh Lăng có thể làm thành công như vậy. Lý Giang chúng tôi cũng hoàn toàn có thể phục chế. Cho nên cũng mời nhóm đạo diễn đã tổ chức chương trình ở Ninh Lăng đến khảo sát Lý Giang chúng tôi, bọn họ cũng hiểu được tình hình Lý Giang bên tôi có nền tảng thâm hậu hơn Ninh Lăng, nếu cẩn thận đào móc nhất định đạt hiệu quả rất tốt. Quách Đình Cao một bên phụ họa một bên suy nghĩ ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống.
trưởng ban Triệu nói với ý khen ngợi làm Quách Đình Cao càng buồn bực và lo lắng hơn, đây là điểm báo trước không tốt.